Loại cấp độ này muốn đối phó với huyết kiếm đại đế lúc trước, dùng sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm hiện tại căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực. Coi như đánh chết cũng có thể làm được. Chỉ tiếc âm hỏa này mênh mông thế nhưng cũng không có đạt tới tình trạng để hắn thỏa thích thôn phệ. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên sau kinh hỉ lập tức thất vọng nho nhỏ. Dù sao trong linh vũ giới còn có giới chủ cùng với các tồn tại siêu cấp. Hai người Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tinh Mộc có thể đối phó được với giới chủ linh vũ giới kia hay không, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không nắm chắc. Dựa vào người không bằng dựa vào chính bản thân mình, tuy rằng bằng vào thực lực của linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, giờ phút này bản thân Lục Lâm Thiên cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tìm được phương pháp loại trừ ảo trận rồi. Trong không gian phía trước vang lên âm thanh cao hứng của Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Ở trước mặt ta cũng dám bày trận, xem ra người bày trận cũng linh vũ giới cũng chỉ có như vậy. Phá cho ta. Cùng lúc, Thánh Thủ Linh Đế hét lớn một tiếng, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, hung hăng đập vào một chỗ trong không gian. Đạo trưởng ấn này nhìn như không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng đánh vào trong không gian kia lại khiến cho cả phiến không gian vặn vẹo, lộ ra cái động sâu đen kịt. Lực lượng khủng bố ngập trời bị cái động sâu đen kịt kia thôn phệ, cắn nuốt vào bên trong. Trong động sâu đen kịt kia có khí tức âm hàn vô hình từ trong vết nứt không gian tuôn ra. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, lập tức rạn nứt. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, bởi vì đạo trưởng ấn của Thánh Thủ Linh Đế mà không gian này đột nhiên nổ tung. Âm thanh bạo liệt hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian bị sốc lên tạo thành một cái động sâu. Kinh khí ngập trời mang theo năng lượng thiên địa tạo thành hình cung trên không gian, lập tức tản ra chung quanh. Khi tới một phạm vi nhất định kinh khí tự động biến mất không thấy gì nữa. Quả thực đã phá vỡ, tạo nghệ trên phương diện trận pháp của hai người này quả thực kinh người a. Ánh mắt Độc Cô Hồn Long âm thầm biến hóa. Lúc này đối với hai người Thánh Thủ Linh Đế và Khiên Bách Biến hắn có cảm giác phải nhìn bằng con mắt khác. Không gian bị nghiền nát từ từ khôi phục lại. Trong tầm mắt mọi người, trên không trung xuất hiện một mảng lớn yêu thú phi hành cùng nhân loại, rậm rạp chằng chịt, ước chừng hơn ngàn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua, mấy người dẫn đầu có không ít người Lục Lâm Thiên hắn quen thuộc khiến cho thân thể hắn run lên. Trong mấy người dẫn đầu có Lăng Thanh Tuyền, Du Thược, Lăng Thanh Tuyệt. Mà bên cạnh ba người Lăng Thanh Tuyền giờ phút này còn có một lão giả âm trầm mặc áo bào xám. Khí tức âm hàn, toàn thân có cảm giác giống như da bọc xương. Trán nhô cao, hốc mắt hõm sâu, toàn thân có khí chất tĩnh mịch lan tràn ra. Khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Vũ Đế nhị trọng thuộc tính thổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chỉ liếc về phía người này. Người này nhìn qua có cảm giác giống như da bọc xương. Thế nhưng khí tức quanh người trong lúc vô hình lại có cảm giác nặng nề. Không gian quanh thân trong lúc mơ hồ cứng lại. Thế nhưng ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức bị một đạo thân ảnh màu xanh hấp dẫn. Người này chừng hơn 40 tuổi, trên người mặc áo lam, tóc dài màu đen. Trong hai mắt dường như có năng lượng mênh mông khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thất thần. Nghiêm Đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên âm trầm, người này chính là phó giới chủ Nghiêm Đỉnh lúc trước đào tẩu khỏi tay Nam Thúc. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc phát hiện ra tu vi của Nghiêm Đỉnh này đã là linh đế nhất trọng. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút bất ngờ. Thì ra là Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, Phi Linh Môn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng linh vũ giới chúng ta dễ động tới như vậy sao? Áo lam trên người Nghiêm Đỉnh tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Lúc này tự nhiên hắn biết rõ Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Phi Linh Môn có vô số cường giả tới đây. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nghịch đồ, ngày hôm nay ta nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nghiêm Đỉnh. Nhìn thấy nghịch đồ này, sự giận dữ trong lòng hắn lập tức không áp chế nổi. Lão già kia, ngươi quá đắt rồi. Ngươi cũng chỉ là Vũ Đế nhất trọng mà thôi. Muốn giết ta sợ rằng ngươi cũng không làm được a. Nghiêm Đỉnh nhìn Nam Thúc, trong mắt lập lòe bất định, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền và Du Thược. Mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thược cũng không nói gì, ánh mắt nhìn vào người Lục Lâm Thiên, ánh mắt ba người gặp nhau, đều có chút phức tạp. Không cần phải nói nhảm với người linh vũ giới, trước tiên cứ san bằng linh vũ giới thành bình địa rồi nói sau. Bắc Cung Kình Thương lạnh lùng quát một tiếng,
vung tay lên với chúng cường giả Bắc Cung gia tộc phía sau. Giết! Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc cơ hồ trong nháy mắt xuất động chân khí cùng với năng lượng thiên địa, mộc hoàng khí tạo thành chấn động khủng bố, hội tụ thành khí tức kinh khủng. Hoàng tộc sao, linh vũ giới ta cũng không phải là dễ trêu. Lăng Thanh Tuyển đã sớm không nhịn được, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý. Thân hình tung bay, lập tức lách mình đi tới phía trước. Khí tức lan tràn ra chung quanh, có thể thấy được đoạn thời gian này cùng với chỗ tốt trong hư không bí cảnh đã khiến cho tu vi của Lăng Thanh Tuyệt không kém đế giả bao xa. Thân hình nhảy ra, trong nháy mắt trường bào trên người Lăng Thanh Tuyệt vung lên, khí tức quỷ dị đột nhiên lan tràn trong không gian. Sắc trời bỗng nhiên trở nên u ám, mặt đất trên sơn mạch phía dưới đột nhiên nứt ra tạo thành một cái khe dài. Siêu siêu! Trong cái khe dài dưới mặt đất có khí tức âm hàn tuôn ra, tựa như cửu u địa ngục. Cơn gió lạnh thổi qua mang theo tiếng rít, tựa như âm thanh quỷ khóc thần sầu. Trong thiên địa có khí tức cường hãn khiến cho tim mọi người đập nhanh ngưng tụ, khiến cho chúng nhân có cảm giác sởn gai ốc. Cơn gió lạnh này khiến cho chúng đế giả nhíu mày. Đến linh vũ giới ta vậy thì thử đại quân địa ngục của linh vũ giới ta đi. Nghiêm đỉnh cũng lớn tiếng cười lạnh, dường như đã sớm có chuẩn bị, hắn khẽ phất tay một cái, năng lượng bàng bạc mênh mông đột nhiên rơi vào trong khe nứt dưới mặt đất. Ầm ầm, trong khe nứt dưới mặt đất đột nhiên truyền ra tiếng nổ kỳ dị. Khí tức âm hàn giống như tới từ địa ngục lan tràn. Lại giống như màn đêm che khuất bầu trời, cả thiên địa tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Trong lúc vô hình khiến cho lòng người rung động, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới tâm trí và linh hồn. Chuyện này khiến cho ánh mắt chúng cường giả Bắc Cung gia tộc, Phi Linh Môn đại biến. Linh vũ giới này quả nhiên đủ bất phàm. Ô ô, trong chớp mắt ngắn ngủi trong từng khe nứt có từng đạo thân ảnh leo ra. Từng đạo thân ảnh này giống như tới từ địa ngục vậy. Toàn thân như là thây khô, chỉ hơn bộ xương một lớp da mà thôi. Thế nhưng ánh mắt lại tràn ra u quang nhàn nhạt. Tựa như lệ quỷ, toàn thân có khí tức lan tràn ra. Khôi lỗi, đây đều là khôi lỗi. Chúng cường giả nhíu mày, từng đạo thân ảnh từ trong mặt đất leo ra ước chừng ngàn vạn, ít nhất cũng không kém 4-5 vạn. Đại quân khôi lỗi quy mô lớn như vậy khiến cho người ta rung động. Chủ yếu là khí tức tên người những khôi lỗi này vô cùng khủng bố. Bát giai có mấy trăm, thậm chí là bát giai cao cấp cũng có không ít, thất cấp có mấy ngàn. Còn lại cơ hồ đều là lục cấp và ngũ cấp. Đại quân khôi lỗi 4-5 vạn như vậy chắc hẳn sau khi cường gia linh vũ giới chết sẽ lập tức bị luyện chế thành khôi lỗi. Đây mới là chuyện khiến cho chúng nhân khiếp sợ nhất. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía vô số khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Những khôi lỗi này không giống như khôi lỗi bình thường, có thể nhìn thấy không ít chỗ bất đồng. Đặc biệt là đối với đại hành gia như Lục Lâm Thiên mà nói chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Những khôi lỗi này đều là thây khô trải qua âm dương linh vũ quyết thôn phệ rồi luyện chế thành. Lục Lâm Thiên hiểu rõ, thây khô trải qua thôn phệ, trên người không còn bất kỳ năng lượng nào, cũng không có giá trị luyện chế thành khôi lỗi. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên lại nhìn thấy đại quân khôi lỗi to lớn như vậy, chuyện này đã đánh vỡ nhận thức của Lục Lâm Thiên. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không tưởng tượng nổi, linh vũ giới dùng phương pháp gì mà có thể luyện chế nhưng thây khô này thành khôi lỗi. Lục Lâm Thiên, người có chú ý không? Phương pháp luyện chế những khôi lỗi này rất là quỷ dị. Mẫu đơn lần nữa truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Thật quỷ dị. Lục Lâm Thiên truyền âm trả lời, khí tức trên người những khôi lỗi này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Đại quân địa ngục, giết! Nghiêm đỉnh hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ phất một cái, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chúng cường giả Phi Linh Môn. Bắc Cung gia tộc. Miệng cười lạnh, sát ý trong mắt bắn ra. Ô ô, đại quân khôi lỗi rậm rạp, chẳng chỉ tựa như lệ quỷ mang theo âm thanh quỷ khóc thần sầu đánh về phía chúng cường giả Phi Linh Môn, Bắc Cung gia tộc. Giết! Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân là cường giả hoàng tộc, tuy rằng cảm nhận thấy khôi lỗi quỷ dị, thế nhưng bọn họ cũng không bị đám khôi lỗi quỷ dị này chấn nhiếp. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn. Chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, cả không trung lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Cùng lúc, chúng cường giả Bắc Cung gia tộc mang theo quang trụ bằng chân khí hung hăng đánh về phía đại quân khôi lỗi của linh vũ giới. Dưới uy thế khủng bố kinh người này không gian ven đường rạn nứt. Phanh phanh, khí thế ngập trời tuôn ra, thiên địa giống như muốn nứt vỡ, năng lượng khủng bố cuồn cuộn.
giết cho ta. Nghiêm Đỉnh lần nữa quát lên, phất tay nói với mấy ngàn người của Linh Vũ giới sau lưng. Vâng, phó giới chủ. Chúng đệ tử và cường giả Linh Vũ giới đều đạp không đứng thẳng, hung hăng phóng về phía chúng cường giả Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, ánh mắt khẽ đổi, nhẹ nhàng vung tay lên. Giết! Chúng cường giả phi linh môn, yêu thú, linh thú yêu đường đã sớm không nhịn được. Chân khí, linh lực, yêu nguyên tuôn ra. Vũ linh khí, hồn linh khí được xuất động, từng đạo công kích chém ra, không gian bị nghiền nát. Cường giả phi linh môn sát ý ngập trời, chân khí linh lực động tới thiên địa năng lượng, dao động khủng bố tràn ngập, đông đảo yêu thú linh thú hóa thành bản thể khổng lồ lan tràn từng luồng chân khí khủng bố. Quang trụ linh lực quang trụ cùng giải lụa chân khí hung hăng đánh tới đại quân địa ngục khôi lỗi, uy thế khủng bố kinh người, không gian đều trực tiếp phá nát, nhất thời khí thế ngập trời trào ra, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Tuy nhiều cường giả đều muốn ra tay, nhưng cấp độ đế giả đều không có ý động thủ, ánh mắt đều tập trung trên không. Phanh phanh phanh, chỉ nháy mắt năng lượng khủng bố cuồn cuộn, dưới công kích của phi linh môn còn có Bắc Cung gia tộc, không ít khôi lỗi địa ngục hóa thành mảnh nhỏ. Chẳng qua đại quân khôi lỗi thật sự quá nhiều, khôi lỗi rậm rạp tràn đầy mặt đất, nhất thời không thể hoàn toàn phá hủy, huống chi bọn chúng cũng không dễ đối phó. Nghịch đồ, hôm nay nhận lấy cái chết đi thôi. Nam thúc quát một tiếng, trường bào run lên, thân ảnh nháy mắt hóa thành cầu vồng lao về hướng Nghiêm Đỉnh. Lão gia hỏa, cho dù ngươi đột phá sớm hơn ta thì sao, tới cấp độ đế giả, trong đồng cấp ngươi muốn thắng ta thì còn được, muốn giết ta thì còn chưa đủ. Nghiêm Đỉnh quát lạnh, phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo khí thế cuồn cuộn lao thẳng về hướng Nam Thúc. Nghịch đồ, những gì ngươi biết đều là ta dạy, hôm nay ta sẽ thu hồi. Nam Thúc phất tay phong tỏa không gian, trực tiếp bao trùm về hướng Nghiêm Đỉnh, xen lẫn theo thần hoàng khí. Hừ, cho dù ngươi đã khôi phục thần hoàng khí của Độc Cô gia tộc, cũng còn chưa đủ. Ngoài miệng Nghiêm Đỉnh nói thật thoải mái, nhưng trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Một đạo hào quang cấp tốc tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian năng lượng, uy áp linh hồn tràn ngập, mang theo tiếng sấm ầm vang, nháy mắt ngăn cản về hướng Nam Thúc. Hai người giao thủ, thân là đế giả một khi khởi động chân khí, cả thiên địa đều biến sắc, giơ tay nhấc chân đều động tới lực lượng của thiên địa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Nam Thúc, ánh mắt thật khẩn trương. Lâm Thiên, ngươi không cần nhúng tay vào. Bao năm nay nghĩa phụ của ngươi luôn có khúc mắc với tên nghịch đồ này, nếu không tự tay mở ra khúc mắc, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi. Hàn Băng Đại Đế nhìn ánh mắt ngưng trọng của Lục Lâm Thiên, nghĩ tới hắn muốn nhúng tay liền thấp giọng nói. Ta hiểu được. Lục Lâm Thiên gật đầu, kỳ thật hắn cũng không định ra tay, nếu nghĩa phụ không thể đích tay giết nghịch đồ phản sư kia, tự nhiên là có tâm kết, nếu không mở được tâm kết, tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Tâm tình bị ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện ngày sau. Yên tâm đi, nghĩa phụ của ngươi có thần hoàng khí, còn là linh vũ song tu cùng vũ giả ngũ hệ, đã chiếm cứ thượng phong, về phần Nghiêm Đỉnh, phí chút khí lực cũng không phải là không làm được. Độc Cô Ngạo Vũ nói, cũng không có ý xen vào, đối với hoàng tộc nếu không cần thiết liên thủ đối phó đối thủ cũng là hành vi vũ nhục. Đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có cơ hội hoạt động thân thể, vũ đế nhị trọng thổ hệ kia giao cho ta là được. Mẫu đơn duỗi thân, âm thanh thanh thúy như ma âm, quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức hóa thành huyết sắc cầu vồng lao thẳng về hướng lão giả áo cho âm hàn kia. Chỉ thoáng lắc mình mẫu đơn đã xuất hiện trước mặt lão giả áo cho, dung nhan tuyệt mỹ tối sầm, hàn ý lan tràn, khoảnh khắc trên mặt tràn đầy sương lạnh, huyết sát chân khí nổi lên, khiến người run rẩy. Lão giả nhìn thấy mẫu đơn, ánh mắt khẽ giật, tựa hồ cảm nhận được điều gì, hơn nữa cảm giác được cỗ huyết sát trên người mẫu đơn. Sắc mặt kinh ngạc nói. Ngươi chính là thiên sinh linh vật huyết linh mẫu đơn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trả lời đúng. Mẫu đơn tươi cười, âm thanh cùng khuôn mặt giống như ma âm cùng anh thúc, hấp dẫn cực lớn, vừa dứt lời vung tay, một đạo trưởng ấn mang theo huyết sắc quang trụ đột nhiên bắn về hướng lão giả, năng lượng dao động đáng sợ lập tức tràn ngập quanh quẩn. Ánh mắt lão giả càng thêm âm hàn, thân hình giống như dễ dàng bị gió thổi bay nháy mắt bộc phát ra năng lượng cuồn cuộn. Không gian động lại, thổ hệ lan tràn, bao phủ cả phiến không gian làm huyết sát của mẫu đơn cũng bị ngăn trở. Có chút bổn sự. Mẫu đơn cười nhạt, trong mắt hàn ý tận xương, nhưng lời nói lại tràn ngập hấp dẫn, ngón tay phất nhẹ, huyết sát lại tràn ra, cả phiến không gian đột nhiên chấn động.
Tiếp theo sau huyết quang tràn ra càng thêm chói mắt, một cỗ dao động như gió lốc thổi quét, huyết sát đột nhiên ra tốc lan tràn, hư không run rẩy, gió dục mây vần, thậm chí còn mang theo cả lôi điện sáng ngời. Huyết linh mẫu đơn thật lợi hại, huyết sát khí có thể trực tiếp ảnh hưởng cả linh hồn, chân khí bản thể lại kỳ diệu, không hổ là thiên sinh linh vật. Huyết linh mẫu đơn hẳn còn ở đế cấp sơ kỳ, nhưng thực lực như vậy chỉ sợ vũ đế nhị trọng cũng không thể đối phó. Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long thấp giọng nói, ở trước mặt thiên sinh linh vật, cảm giác tự hào của hoàng tộc cũng sút giảm không ít. Phanh phanh. Xa xa, cường giả Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia đang giao thủ cùng đại quân khôi lỗi cùng cường giả linh vũ giới, tiếng nổ tung vang vọng không ngừng, cả không gian đều giống như trời sụp đất nứt. Mộc Hoàng Đoàn cùng một ít trưởng lão Bắc Cung gia nguyên bản không xem người phi linh môn vào trong mắt, thân là tinh anh hoàng tộc, họ sẽ không xem trọng tu luyện giả thế giới bên ngoài. Nhưng giờ phút này khi giao thủ người Bắc Cung gia cùng Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ còn có Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long đều bị cường giả phi linh môn hấp dẫn ánh mắt. Trong khi giao chiến, người phi linh môn liên tục lấy ra từng kiện thần khí thượng cổ, dù có kém cũng là linh khí địa cấp, còn có khải giáp hộ thân thần khí. Khải giáp địa cấp, quả thật là nhiều vô số kể. Từng kiện thần khí tung bay, thần khí hộ thân, trong đó không ít thần khí vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, gió thổi cỏ rạp, vũ trang từ đầu tới chân, quét ngang tảng lớn đại quân khôi lỗi cùng cường giả linh vũ giới. Thượng cổ thần khí, đó chính là thần khí thượng cổ A. Sao phi linh môn có nhiều thần khí như vậy, mấy chục kiện thần khí, rốt cục chuyện gì xảy ra? Phi linh môn đúng là phát tài A. Người Bắc Cung gia nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể há hốc mồm. Cường giả phi linh môn thúc dục thần khí, lại thêm sát ý thao thiên, đánh chết đối thủ tạo nên thanh thế còn cường hãn hơn cả Bắc Cung gia. Hi hi, thực lực không tệ, lĩnh ngộ thổ hệ cũng rất tinh diệu, nhưng căn cơ tựa hồ có chút không vững a. Tiếng cười như chuông bạc vang ra, huyết sắc hào quang bao vây, một đạo huyết sắc quang trụ lướt tới. Những nơi đi qua khe không gian tối đen thâm thúy như không gian thông đạo không ngừng xuất hiện, mang theo huyết quang làm lòng người run rẩy tới cực hạn. Hừ! Lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, đối chiến với huyết linh mẫu đơn hắn luôn bị áp chế, cô nàng này quá mức quỷ dị, huyết sát khí cùng âm thanh đều làm linh hồn hắn rung chuyển bất an. Phá! Một đạo trưởng ấn trống rỗng ngưng tụ, hào quang thổ hệ bộc phát, không gian động lại. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi trưởng ấn ầm ầm va chạm về hướng huyết sắc quang trụ khổng lồ. Oanh oanh! Hai bên va chạm, tiếng nổ vang như sấm sét, kinh phong cuồng bạo thổi quét, hư không bị xốc lên không gian động sâu, chân khí huyết sát tuôn tràn khắp cả trời cao. Đặng đặng! Lão giả bị đẩy lui, như bị áp chế thật lớn. Nghịch đồ, nghĩ đối kháng được ta hay sao? Cùng một thời gian, cuộc chiến giữa Nghiêm Đỉnh cùng Nam Thúc đã vô cùng kịch liệt. Cùng thi triển linh hồn phân thân đánh tới. Bản thể hai người giao thủ với nhau, mà sở học của Nghiêm Đỉnh là do Nam Thúc chỉ dạy, hơn nữa Nam Thúc hiểu rõ hắn, vì vậy ban đầu luôn bị áp chế. Trên thực lực, với tu vi vũ giả ngũ hệ cùng thần hoàng khí của Nam Thúc, Nghiêm Đỉnh chỉ còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Oanh! Tiếng nổ tung trầm thấp, thân hình Nghiêm Đỉnh bị đẩy lui, sau đó Nam Thúc lại xuất hiện trước người hắn. Sắc mặt Nghiêm Đỉnh đại biến. Thân hình cấp tốc thối lui, cùng là đế giả nhất trọng, hắn luôn cho rằng tu vi của mình cho dù không bằng Nam Thúc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên hắn chỉ muốn chứng minh năm xưa hắn phản bội lão gia hỏa này là hành vi vô cùng sáng suốt, người này không chịu đem âm dương linh vũ quyết truyền cho hắn, đây hoàn toàn là quyết định sai lầm. Nhưng theo tình huống giao thủ vừa rồi mà xem, Nghiêm Đỉnh mới biết được thực lực của lão gia hỏa cường hãn hơn hắn tưởng tượng. Nhìn lão gia hỏa đánh tới. Sắc mặt Nghiêm Đỉnh trầm xuống, muốn tránh né đã không kịp, trong tay hiện ra hồn khí loan đao địa cấp đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành 8 chuôi tàn ảnh đại đao hơn ngàn thước, cắt vỡ không gian, mang theo khí tức linh hồn cuồn cuộn bổ thẳng tới trước. Muốn chết! Nam Thúc hừ lạnh một tiếng, trong ấn đường bay ra một đạo xích hồng lưu quang xoay quanh tràn ra, hóa thành 9 đại đỉnh bên người, 9 đại đỉnh nháy mắt mở rộng, dùng tốc độ cùng khí thế dao động lòng người chướng lớn hơn ngàn thước, bí văn lưu động như thực chất. Thủ ấn biến hóa, 9 vật thể hình rồng bay ra, mang theo uy áp áp bách không gian vô cùng sống động xoay tròn dựng lên. Ngao ngao, 9 tiếng long ngâm truyền ra, rơi vào trong tai làm linh hồn đau nhức, 9 đầu hỏa long phóng lên cao, hỏa diễm khủng bố tràn ngập,
nháy mắt mang theo hỏa diễm lốc xoáy hung hăng va chạm vài tám tàn ảnh đại đao. Răng rắc, hai bên va chạm, tám tàn ảnh đại đao phá hủy, chỉ còn lại một hỏa long hư ảnh đánh thẳng lên người Nghiêm Đỉnh. Phốc, Nghiêm Đỉnh phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Linh hồn phân thân bị bản thể ảnh hưởng, lập tức bị linh hồn phân thân của Nam Thúc chụp vỡ. Phốc, vừa phun máu Nghiêm Đỉnh lại bị trọng thương lần nữa, linh hồn phân thân bị diệt, máu tươi tuôn tràn, ánh mắt kinh hãi, lập tức biết được không hay liền trực tiếp bỏ chạy. Nam Thúc một lòng muốn giết tên nghịch đồ này, làm sao cho hắn chạy trốn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, linh hồn phân thân đã phong tỏa cả không trung. Lão gia hỏa, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Nghiêm Đỉnh tái nhợt, miệng đầy máu tươi, không lùi mà tiến tới, đánh thẳng một trường, trường ấn bay ra, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc, giờ phút này Nghiêm Đỉnh đã bắt đầu liều mạng. Linh hồn phân thân của Nam Thúc chợt trầm xuống, một trường oanh kích tới, linh hồn lực trào ra, hai đạo công kích va chạm, năng lượng dao động gào thét như sóng thần tràn ngập, trực tiếp áp chế không gian vỡ vụn, uy áp kinh người. Hô hô! Năng lượng khủng bố tán loạn, Nghiêm Đỉnh hóa thành mảnh nhỏ biến mất. Ám ma phân thân bí pháp. Lục Lâm Thiên khẽ biến, Nghiêm Đỉnh đang thúc giục ám ma phân thân bí pháp, bản thể đã sớm âm thầm bỏ chạy. Nghịch đồ, ở trước mặt ta muốn đùa giỡn thủ đoạn, ngươi còn chưa đủ. Cùng một lúc bản thể Nam Thúc trực tiếp xuyên qua không gian, một đạo trường ấn bổ ra, không gian xung quanh đứt từng khúc, đem một thân ảnh chật vật chấn bay ra khỏi không gian, chính là Nghiêm Đỉnh đang muốn chạy trốn. Lão gia hỏa, ta liều mạng với ngươi. Thân hình Nghiêm Đỉnh vừa đứng vững, trong miệng lại tràn ra máu tươi, nhưng vẫn không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành cầu vồng phất tay đánh ra một trường, trong tiếng xé gió, không gian run rẩy, nhanh như chớp bạo lướt về hướng Nam Thúc. Hừ. Nam Thúc quát lạnh một tiếng, đồng thời vung ra một trường, năng lượng dao động tràn ngập. Suy. Hai người giao thủ mấy chiêu chỉ trong tích tắc, khe không gian gian tối đen lan tràn, uy áp tới cực hạn. Kiệt kiệt, lão gia hỏa, người không dạy ta âm dương linh vũ quyết, nhưng ta tự mình học dương linh quyết. Hai trưởng ấn va chạm, sắc mặt Nghiêm Đỉnh lộ vẻ cười lạnh, linh lực lốc xoáy tràn ra, lực cắn nuốt thật lớn cắn nuốt dọc theo trưởng ấn của Nam Thúc. Ai, âm dương linh vũ quyết chỉ thích hợp người có âm dương thân thể tu luyện, người lại tham lam, đánh lén ta, nhưng không biết người chính là linh giả lại tách âm dương linh vũ quyết tu luyện. Muốn cắn nuốt linh lực, nghĩ tới có thể thành công, nhưng không biết tu luyện như thế tuyệt đối không có lợi. Khuôn mặt sát ý của Nam Thúc ngược lại dịu bớt, trong mắt than dài, linh lực chút xuống như hồng thủy, nhưng cũng không thèm để ý, còn thở dài một tiếng. Ai? Lão gia hỏa, người không có tư cách giáo huấn ta, cho dù có tác dụng phụ thì thế nào, cắn nuốt ngươi tu vi của ta nhất định tiến thêm một bước, người nhất định phải chết, kiệt kiệt. Nghịch đồ! Người bởi vì tham lam chỉ sợ đã bị lạc mất tâm trí, chẳng lẽ đã quên người tu luyện chỉ có một nửa âm dương linh vũ quyết, mà ta tu luyện lại đầy đủ, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ngươi vì âm dương linh vũ quyết khi sư diệt tổ, hôm nay chết dưới bí quyết này, xem như là chung kết, một thân tu vi do ta đưa cho ngươi, lấy phương thức này bị ta thu hồi lại, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nam Thúc lãnh đạm nói xong, tâm niệm vừa động, bắt đầu thúc giục âm dương linh vũ quyết. Linh lực bị cắn nuốt bỗng nhiên hóa thành hấp lực thật lớn trong cơ thể Nghiêm Đỉnh, đem linh lực của Nghiêm Đỉnh cuồng mãnh hấp thu trở lại. Không tốt. Lúc này Nghiêm Đỉnh mới hối hận thật sâu, muốn cấp tốc thoát thân nhưng không cách nào thúc giục thủ đoạn, linh lực bị cắn nuốt ngược lại, ánh mắt kinh hãi nhìn lên không trung hét lớn. Sư phụ, mau cứu ta, sư phụ cứu mạng. Vừa nghe âm thanh Nghiêm Đỉnh, ánh mắt mọi người cũng nhìn lên không trung. Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Phi Linh Môn, đúng là uy phong thật lớn a. Mọi người nhìn thấy không trung nổi lên dao động, không gian xung quanh chớp lóe, bốn thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Lục Lâm Thiên nhìn qua, người đi trước thân ảnh vĩ ngạn, đeo mặt nạ kim sắc, lộ ra đôi mắt tối đen, chính là giới chủ linh vũ giới. Bên cạnh hắn có một người mặc huyết sắc trường bào, lưng đao huyết sắc trường kiếm, là huyết kiếm đại đế tu vi vũ đế tứ trọng, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, hiển nhiên đã trị lành thương thế. Nhưng linh hồn phân thân bị giết, bị trọng thương như vậy hẳn còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Bên cạnh huyết kiếm đại đế còn có hai lão giả 70 tuổi một cao một thấp, cao hơn hai thước, thấp chỉ khoảng một thước ba bốn, nhìn qua như tiểu đồng lại mập vô cùng. Theo chân khí mà xem, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa, hai người này vũ đế tam trọng,
đều tu luyện mộc thuộc tính. Thực lực linh vũ giới không ngờ cường hãn như vậy. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, hai vũ đế tam trọng, một vũ đế nhị trọng đang giao thủ với mẫu đơn, đặc biệt giới chủ linh vũ giới còn chưa thể xem thấu cấp độ thực lực, đội hình như vậy đã thật sự khủng bố. Ánh mắt cường giả Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia chuyển rời qua trên thân bốn người vừa xuất hiện. Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long đều biến hóa, giống như cực kỳ kinh ngạc. Cha! Ngoại công! Lăng Thanh Tuyền! Lăng Thanh Tuyệt! Du Thực nhìn thấy người vừa tới, lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức nhảy tới chỗ linh vũ giới chủ. Hừ, linh đế nhất trọng của Độc Cô gia mà thôi, lại dám ở đây hung hăng càn quấy. Vũ đế mộc hệ thân hình như chu nho ánh mắt trầm xuống, khoảnh khắc lao thẳng tới chỗ Nam Thúc, sát ý lan tràn, năng lượng mộc hệ quang quyển khuếch tán, mang theo chân khí bàng bạc đáng sợ phá hủy không gian. Chẳng lẽ vũ đế tam trọng thì giỏi lắm hay sao, ở trước mặt ta, người ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không có. Một âm thanh lãnh ngạo truyền tới. Một đạo thanh ảnh xuất hiện ngăn cản lão giả mập mạp kia, sát khí sắc bén tiêu sát truyền ra, cả không gian mơ hồ có kim mang hội tụ. Đó là Lục Lâm Thiên hiểu Nam Thúc đang làm gì, tự nhiên không cho phép ai quấy rối, huống chi hắn không muốn khách khí với người linh vũ giới, nếu không vì Lăng Thanh Tuyển cùng Du Thược, với tính cách của hắn cũng không nhẫn nại như vừa rồi. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Thân ảnh lão giả mập mạp nháy mắt dừng lại, khóe mắt đảo qua huyết kiếm đại đế, tựa hồ cũng biết Lục Lâm Thiên khó thể dây vào. Tử đế đại nhân, sư phụ, mau cứu ta a! Nhìn thấy lão giả mập mạp bị Lục Lâm Thiên ngăn cản, Nghiêm Đỉnh lớn tiếng kêu cứu, linh lực của hắn bị cắn nuốt đã không còn cách nào kiên trì được nữa. Hừ, ta muốn nhìn xem ngươi mạnh được bao nhiêu. Lão giả mập mạp cắn răng quát lớn, thiên địa năng lượng mộc hệ tràn tới kinh người, ngưng tụ ngay trước mặt của hắn. Nháy mắt năng lượng mộc hệ hình thành lốc xoáy khổng lồ, lục mang tận trời, thiên địa năng lượng cuồn cuộn tràn ngập không gian. Vũ đế tam trọng đỉnh phong. Người này hẳn là một trong hai sinh tử Diêm La đã lâu không lộ diện, lão nhị tử Diêm La, là kẻ khủng bố đã sống trên vạn năm a. Độc Cô Hồn Long thì thào nói. Ánh mắt các đế giả khẽ biến, nhưng không ai nhúng tay, ánh mắt cùng tâm thần Độc Cô Hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc đều tập trung lên linh vũ phó giới chủ. Hô hô! Năng lượng mộc hệ dao động thật lớn, bỗng nhiên hóa thành một đầu lục sắc cự mãng, lớp phải lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Nhìn qua như một đầu lục long mang theo oai lực mãnh thú cuồn cuộn, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Đi! Lão giả mập mạp khẽ quát một tiếng, vung một ngón tay chỉ tới, lục mãng vặn vẹo lao ra, không gian nổ tung từng khúc, ầm ầm oanh kích về hướng Lục Lâm Thiên. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Âm thanh hạ xuống, Lục Lâm Thiên thi triển thời không lao ngục thuộc tính kim. Oanh long! Nháy mắt cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội, chân khí tiêu sát sắc bén thổi quét thiên địa, khí tức khác hẳn thiên địa năng lượng bình thường. Vẻ mặt các đế giả đều ngạc nhiên lẫn khiếp sợ, thậm chí giới chủ linh vũ giới cũng không ngoại lệ. Thuộc tính đại thành, có thể kéo thiên uy sở trí, lăng không chúng sinh. Sắc mặt Độc Cô Long hồn rung động, thì thào nói. Ánh mắt lão giả mập mạp hoảng sợ, lục sắc cự mãng bị vây bên trong không gian của đối phương, thân hình nháy mắt đọng lại. Một cỗ chân khí sắc bén lan tràn làm cự mãng không cách nào tiến thêm nửa bước. Lão nhị cẩn thận, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt lão giả cao gầy kinh biến, thân ảnh lao thẳng tới trước, một đạo lục mang quang trụ cuồn cuộn xuyên thủng không gian bắn về hướng Lục Lâm Thiên. Đã tới thì cũng không cần đi rồi. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh viêm thể sau khi cắn nuốt âm hỏa, vẫn đang chờ đợi một bên, lão giả cao gầy vừa ra tay. Mọi người chưa kịp động thì linh hồn phân thân lập tức xuất hiện, một đạo lam sắc hỏa viêm quang trụ bạo oanh tới trước, hư không đều hóa thành hư vô. Lão đại, người còn cho ta ra tay hay không a? Tiểu Long vô cùng bất đắc dĩ, đợi lâu như vậy còn chưa kịp ra tay lại bị lão đại giành trước. Lục Lâm Thiên phất tay, một đạo kim sắc quang mang bay ra, đại thủ ấn vỗ thẳng lê y đỉ y hát đầu lục sắc cự mãng. Răng rắc, kim sắc thủ ấn vỗ xuống. Lục sắc cự mãng nứt vụn thành từng khúc, không gian vỡ tan không cách nào khôi phục. Phốc! Lão giả mập mạp phun ra máu tươi, kim sắc thủ ấn vỡ áp xuống, phá hủy khe không gian, năng lượng ngập trời khuếch tán bao phủ cả phạm vi hơn vạn thước. Lão giả mập mạp không thể nhúc nhích, hắn hoàn toàn không biết thuộc tính của Lục Lâm Thiên hoàn toàn khắc chế mộc hệ của hắn.
phanh phanh. Kim sắc thủ ấn rơi xuống, không gian lung lay sắp đổ, năng lượng ba động cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo hiển lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn, uy lực khủng bố khiến người run rẩy. Phốc! Lão giả mập mạp đánh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi, chân khí nháy mắt uể oải tới cực hạn. Oanh! Đồng thời linh hồn phân thân vừa va chạm với lão giả cao gầy, giống như vẫn thạch đấu upsilon.ng nhau, làm lục sắc quang mang xen lẫn chiếu sáng cả không gian. Phốc! Lão giả cao gầy lập tức bay ngược ra xa. Chỉ chớp mắt bản thể cùng linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đã đánh trọng thương hai vũ đế tam trọng đỉnh phong, thực lực như thế làm Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long rung động. Bởi vì không ai suy đoán được quan hệ giữa linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên cùng Thái Cổ U Minh Viêm, rốt cục là bên nào ra tay mới đạt được uy lực đó. Đều đi chết đi. Nhân cơ hội này, bản thể cùng Thái Cổ U Minh Viêm lập tức lao qua, trực tiếp đánh thẳng tới hai người đang bị trọng thương đẩy lui. Sư phụ, cứu mạng a a. Tiếng cầu cứu của Nghiêm Đỉnh quanh quẩn trên không trung, hắn đã bắt đầu kêu thảm, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Huyết kiếm, cứu Nghiêm Đỉnh, Lục Lâm Thiên, ta đã nói nếu còn gặp lại ngươi, ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới đại biến, chân khí âm hàn lan tràn, trực tiếp đánh thẳng tới chỗ Lục Lâm Thiên. Hai tay giới chủ đều phát tán ra năng lượng âm hàn, mang theo cỗ khí tức nhanh như tia chớp ngăn cản đường đi của bản thể Lục Lâm Thiên cùng Thái Cổ U Minh Viêm thể. Ngay lúc này trên người huyết kiếm đại đế phóng thích ra huyết tinh khủng bố, trong tay bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ lao thẳng về hướng Nam Thúc, rõ ràng là muốn cứu Nghiêm Đỉnh. Nam Thúc cẩn thận! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, khi huyết kiếm xuất hiện bên người giới chủ linh vũ giới, hắn đã hoài nghi người này gia nhập linh vũ giới. Nếu không sẽ không có cơ hội lưu lại tính mạng. Đợi lâu như vậy rốt cục có người để ta ra tay, có tiểu long gia của ngươi, không tới lượt ngươi cản rỡ. Thân ảnh tiểu long bổ nhào nhanh như chớp, một đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng huyết kiếm, trong tích tắc trực tiếp va chạm lên huyết sắc quang trụ kia. Oanh! Tiếng nổ kinh người ầm vang, hai cỗ cự lực đánh nát không gian, thân hình huyết kiếm lảo đảo run rẩy, ánh mắt kinh ngạc, vị tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc kia còn mang theo linh hồn công kích. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, nhưng một quyền vừa rồi làm cho hắn kinh ngạc chính là lực công kích vật chất lại quá cường hãn, rõ ràng tu vi đế giả sơ giai, nhưng vô cùng bía y thái, làm cho hắn cũng phải kinh hãi. Thân hình tiểu long lảo đảo thối lui, nhưng ánh mắt mỉm cười, giống như không xảy ra chuyện gì. Ngao! Tiểu long vừa ổn định thân hình, tiếp theo liền hóa thành bản thể, trên lưng mang theo huyền vũ thần sắc lẫn uy áp cuồn cuộn, phá hủy không gian vỡ áp về hướng huyết kiếm. Nghiệt xúc! Huyết kiếm oán hận hừ một tiếng, bị bức bách thi triển thần khí huyết kiếm sau lưng, từng đạo kiếm quang lướt ra dây dưa với tiểu long, căn bản không thể nhúng tay vào cuộc chiến giữa Nam Thúc cùng Nghiêm Đỉnh. Bạch Linh thoáng do dự nhưng vẫn chưa đi hỗ trợ, chủ yếu chỉ sợ càng giúp càng vội. Oanh oanh! Hai tiếng nổ trầm thấp vang lên, bản thể Lục Lâm Thiên cùng Thái Cổ U Minh Viêm thể va chạm cùng công kích của giới chủ linh vũ giới. Năng lượng trộn vỡ hư không, Lục Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài, dù đã cấp tốc khởi động thanh linh khải giáp nhưng vẫn phun ra máu tươi. Nhờ có bất diệt huyền thể cùng bất tử địa linh thể nên cũng không trở ngại, nếu là vũ đế nhị trọng bình thường chỉ sợ đã tan thành mây khói, hoặc bị hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Nhưng Thái Cổ U Minh Viêm thể chỉ bị đẩy lui vài bước đã ổn định thân hình, rõ ràng còn cường hãn hơn bản thể của Lục Lâm Thiên. Gì, khôi phục nhanh như vậy? Ánh mắt giới chủ hiện lên tia nghi hoặc, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đừng hung hăng càn quấy. Đồng thời Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long đã xuất hiện, hai người khởi động khải giáp, lực công kích linh hồn cùng mộc hệ mang theo thần hoàng khí cùng mộc hoàng khí cuồn cuộn nháy mắt trộn vỡ khắp hư không, thổi quét thẳng tới chỗ giới chủ. Hừ, không nghĩ tới các ngươi tự cho mình là hoàng tộc mà cũng liên thủ, ha ha. Giới chủ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn lơ đễnh. Hai đạo năng lượng âm hàn mạnh mẽ đối kháng hai vị cường giả hoàng tộc vũ đế ngũ trọng. Oanh oanh! Chỉ thấy ba người vừa chạm liền phân, thân hình giới chủ lảo đảo thối lui một ít, mà thân hình hai người còn lại lui hơn 10 bước. Ánh mắt hai người chớp động nhìn giới chủ, với thực lực của họ lại không phát hiện ra thực lực cụ thể của giới chủ linh vũ giới, thật sự làm họ kinh ngạc. Sắc mặt hai người khẽ biến, cũng không chút do dự trực tiếp bổ nhào về hướng giới chủ. Tới tốt lắm! Nhìn xem hoàng tộc tự cho mình siêu phàm làm gì được ta. Dứt lời giới chủ lại lao về phía hai người. Thật mạnh,
Ánh mắt Thái Cổ U Minh Viêm Thể nhìn giữa không trung, trong mắt hiện ra lam quang, không chút do dự hóa thành thân hình hỏa viêm cự nhân. Nhất thời hỏa viêm màu lam dựng lên cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian bị thiêu hủy thành hư không, một đạo quyền ấn hỏa viêm nháy mắt oanh kích thẳng tới. Bị ba loại năng lượng áp chế, giới chủ tựa hồ thừa nhận không ít ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể thoải mái đối kháng. A, à, lúc này Nghiêm Đỉnh đã không còn khả năng đối kháng, linh lực lẫn linh hồn bị cắn nuốt không ngừng, trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. A, à, sư phụ, đệ tử biết sai lầm rồi, người tha cho ta đi, lúc trước đều do giới chủ linh vũ giới uy hiếp ta, hắn nói có thể giúp ta tu luyện âm dương linh vũ quyết, còn thu ta làm đồ đệ, cho ta chỗ tốt thật lớn, còn uy hiếp tính mạng đệ tử, vì vậy đệ tử mới phản bội sư phụ. Đã thấy không còn cầu khẩn được ai cứu viện, Nghiêm Đỉnh lại cầu xin Nam Thúc. Chỉ tiếc lần này Nam Thúc không để ý, thúc giục âm dương linh vũ quyết điên cuồng cắn nuốt hắn, tiếng kêu rên cùng cầu khẩn ngày càng yếu, thân hình hắn dần dần khô quắt lên. Thả sư huynh của ta. Lăng Thanh Tuyệt cắn răng thúc giục phi linh chiến giáp, cấp tốc lao về hướng Nam Thúc, trong tay đánh ra một đạo quyền ấn uy thế kinh người. Ca ca cẩn thận, người đừng xen vào cuộc chiến này. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyền đại biến, cấp tốc hô to nhưng không còn kịp nữa, Lăng Thanh Tuyệt đã công kích tới. Suy, quyền ấn đột nhiên tiêu tán giữa không trung, không gian động lại, Lăng Thanh Tuyệt không cách nào nhúc nhích, chân khí đình trệ, dù hắn giãy giụa ra sao cũng không thể thoát thân, trong mắt đầy hoảng sợ. Tu vi vũ tôn cửu trọng, không tệ lắm. Thân hình Lục Lâm Thiên hiện ra bên người Lăng Thanh Tuyệt, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Ngày xưa Lăng Thanh Tuyệt còn có thể ngăn chặn Lục Lâm Thiên, nhưng giờ phút này đã không còn chút lực phản kháng. Buông ca ca ta ra. Thân ảnh Lăng Thanh Tuyền chợt lóe, nháy mắt đi tới phía trước, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lục Lâm Thiên. Ta đã vì ngươi thả hắn một lần. Lục Lâm Thiên nói. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt chớp động, nàng vừa nhìn thấy ca ca ra tay cũng đã biết kết quả này, đại chiến như vậy họ căn bản không tư cách tham dự. Có lẽ nếu không tham dự, bởi vì quan hệ với Du Thược, Phi Linh Môn cùng Bắc Cung gia tộc sẽ không xuất thủ, nhưng nếu nhúng tay, sẽ gặp phải hậu quả cùng kết cục như thế. Buông cậu ra, nếu ngươi bất lợi với cậu của ta, ta sẽ càng thêm hận ngươi. Du Thược đi tới bên cạnh mẫu thân, trong mắt tràn ngập hào quang thâm thúy. Hai lão giả tự xưng sinh tử Diêm La muốn ra tay, nhưng tự biết không phải đối thủ của Lục Lâm Thiên, tuy chân khí không ngừng run lên lại không dám động thủ. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, ánh mắt bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ làm gì Lăng Thanh Tuyệt, chỉ bố trí cấm chế lên người hắn, nói. Cấm chế sẽ làm cho hắn không thể nhúc nhích trong vòng 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động khôi phục, có hai người ta sẽ không giết hắn, ai bảo hắn là ca ca cùng cậu của hai người. Dứt lời Lục Lâm Thiên nắm Lăng Thanh Tuyệt ném cho Lăng Thanh Tuyền. Hai người tiếp nhận Lăng Thanh Tuyệt, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút biến hóa. Du Thược, chẳng lẽ con muốn trách cha cả đời sao, cha không biết sự ra đời của con, nếu biết cũng sẽ sớm tới tìm kiếm, sẽ không để cho con trải qua thơ ấu một mình. Cho cha một cơ hội để cha bù đắp, được không? Lục Lâm Thiên nhìn Du Thược, ánh mắt có chút phức tạp. Du Thược nghe vậy, đôi mắt lóe ra, mơ hồ có chút xúc động, thoáng sụp mắt, trong mắt hiện tia hào quang chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ mang theo chua xót lướt qua đáy lòng. Chỉ chớp mắt vẻ mặt của nàng lại lãnh đạm, mang theo cảm giác cao ngạo cùng vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Vậy 3 năm nay thì sao, 3 năm nay ông biết sự tồn tại của ta. Vì sao không tới tìm ta, ta biết rõ ông cưới 6 lão bà, sinh thêm 1 đám con, mà ông có từng chân chính đặt ta trong lòng sao, còn có mẹ ta, ông có từng đặt qua trong lòng, ông là một người ích kỷ. Du Thược càng nói càng thêm cao ngạo lãnh đạm. Ông muốn bồi thường ta, hay là lương tâm ông cảm thấy bất an, ta cho ông biết, ta không cần ông bồi thường, cha ta đã chết từ nhỏ, hiện tại cũng vậy. Nói xong, đôi mắt nàng ướt át. Du Thược. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, thân hình chậm rãi bước tới. Ông đừng lại đây, ta không muốn nghe lời giải thích của ông, ta không có cha, cha ta chết rồi, hiện tại ông tới tìm ta còn mang theo nhiều người tới diệt linh vũ giới, diệt ngoại công cùng linh vũ giới đã nuôi nấng ta, ông còn dám nói tới tìm ta, buồn cười. Du Thược lớn tiếng hô, cảm xúc dao động thật lớn. Lục Lâm Thiên ngây người, ánh mắt ảm đạm ngơ ngác nhìn Du Thược, lời trách cứ của nàng. Trong lòng hắn làm sao không rõ ràng. Phanh phanh phanh. Ở bên dưới,
cường giả linh vũ giới, đại quân địa ngục khôi lỗi cùng cường giả phi linh môn, Bắc Cung gia tộc giao thủ, tuy rằng bên linh vũ giới liên tục tháo chạy, nhưng bọn họ cũng có không ít cường giả tôn cấp cùng khôi lỗi bát cấp lợi hại. Bởi vì bọn họ liều mạng, ba tu vi vương cấp của Bắc Cung gia tộc, một vương cấp phi linh môn cùng một yêu thú thất giai bị cường giả linh vũ giới đánh chết. Giết không tha, người linh vũ giới đều phải chết. Hàn Băng đại đế, Thánh Thủ linh đế, Bạch Linh không có việc gì làm, nhìn thấy có đệ tử phi linh môn vẫn lạc, rốt cục không nhẫn nhịn được nữa, hướng đại quân khôi lỗi cùng cường giả linh vũ giới đánh tới. Mấy đế giả ra tay, đây chính là bắt đầu ác mộng cho linh vũ giới, từng nhóm lớn cường giả hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể đối kháng. Mà giới chủ cùng huyết kiếm lại không thể bước ra cứu viện, hai người sinh tử diêm la đề phòng Lục Lâm Thiên còn không kịp, đang không ngừng nuốt đan dược, làm sao còn thời gian quản tới người khác. Tu vi vũ đế nhị trọng, đáng tiếc căn cơ không ổn định, càng đánh càng khó có thể chống lại ta. Mẫu đơn vừa dứt lời, một giây sau chân khí huyết sát cuồn cuộn toát ra. Muốn làm gì ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lão giả quát một tiếng, linh hồn phân thân hiện lên, một tầng khải giáp giống khô héo khởi động, thủ ấn quỷ dị liên tục đánh tới. Ngay lúc này, đôi mắt Bắc Cung Kình Thương chợt nhìn qua, trong mắt tràn ngập sát ý. Mấy chục năm trước hắn tận mắt chứng kiến đầu lĩnh bịt mặt đã mặc bộ khải giáp này dẫn theo đoàn người cướp giết hắn, làm cho thê tử hắn vẫn lạc, suốt mấy chục năm nay hắn đều đang tìm người này, gần đây mới biết có lẽ người kia đang ở trong linh vũ giới, là người của họ. Mà cho tới bây giờ, Bắc Cung Kình Thương mới biết được kẻ thù là ai, bởi vì bộ khải giáp kia hắn nằm mơ cũng không quên. Nguyên lai là ngươi, năm đó là An Lục ngươi cướp giết ta, hại Văn Hinh rời khỏi ta. Hôm nay ta tuyệt không tha ngươi. Thân hình Bắc Cung Kình Thương nhảy lên, lao thẳng tới chỗ lão giả âm hàn, trong tay hiện ra thanh mộc côn hiện rõ lục sắc bí văn, xung quanh gió dục mây vần, đây rõ ràng là một kiện thần khí bất phàm. Bắc Cung Kình Thiên thúc dục thần khí quét ngang lão giả, cơn giận cùng sát khí thao thiên phóng thích, nương theo sau mộc hoàng khí bao trùm hóa thành năng lượng phong bạo khủng bố. Tuy tu vi Bắc Cung Kình Thương chỉ tới vũ đế nhất trọng, nhưng còn có mộc hoàng khí cùng thần khí. Đã không kém gì cấp độ đế cấp nhị trọng bên ngoài, thậm chí còn cường hãn hơn một ít. Bắc Cung gia tộc, chuyện đó do ta làm thì thế nào? Sắc mặt lão giả trầm xuống, chuyện năm đó do hắn xuất lĩnh hành động, cũng bởi vì như thế mới được giới chủ cấp cho ưu đãi thật lớn, có thể trong thời gian ngắn đem tu vi để thăng tới cấp độ khủng bố như bây giờ. Suy, linh hồn phân thân của lão giả âm hàn lao thẳng về hướng Bắc Cung Kình Thương, nhưng ánh mắt đã kinh hãi. Không nghĩ tới linh vũ giới đã rơi vào hạ phong. Chấm dứt sớm một chút đi. Ánh mắt mẫu đơn trầm xuống, vung tay, huyết sát khí cuồn cuộn hóa thành huyết sắc hải dương, đem bản thể lão giả âm hàn bao vây bên trong, nháy mắt ngưng tụ thành chín đáo huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn trăm thước. Suy suy, chín đóa huyết linh mẫu đơn vừa hiện, bên trong còn có máu tươi lưu động, cả không gian tràn ngập huyết tinh, chín đóa mẫu đơn nở rộ, chân khí huyết sát lan tràn ngập trời. Chín đóa mẫu đơn xoay tròn dựng lên, giống như chín đầu mãnh thú mở ra miệng rộng, nháy mắt bao trùm về hướng lão giả. Bổn đế liều mạng với ngươi. Trong tay lão giả ngưng tụ ra chín đầu thổ long, nháy mắt mở rộng, dùng tốc độ cùng khí thế dao động lòng người biến hóa lớn hơn ngàn thước. Chín đầu thổ long cùng chín đóa mẫu đơn khoảnh khắc va chạm lẫn nhau, thoáng rằng qua một lát nhưng cuối cùng chín đầu thổ long vẫn bị chín đóa mẫu đơn quỷ dị cắn nuốt, hoàn toàn biến mất. Nhưng chín đóa mẫu đơn lập tức nứt vỡ, phá hủy thành chân khí huyết sát ngập trời, ngay sau đó mai một giữa không trung. Phốc, lão giả âm hàn phun máu tươi, đã bị trọng thương. Mẫu đơn tiểu thư, người này là cửu nhân giết mẹ của ta, ta muốn tự tay đem hắn bầm thây vạn đoạn, mẫu đơn tiểu thư có thể giao cho ta không? Một thân ảnh uyển chuyển đi tới, trong mắt tràn ngập hàn ý, sát khí thao thiên run lên, chính là Bắc Cung Vô Song. Được rồi. Ta vốn tính toán thu hắn làm hoa nô, nhưng là cửu nhân giết mẹ của ngươi, vậy giao cho ngươi. Mẫu đơn thoáng do dự, cuối cùng thối lui sang một bên. Đa tạ mẫu đơn tiểu thư thành toàn. Bắc Cung Vô Song tập trung vào lão giả, khí tức phóng thích làm linh hồn người cực độ bất an. Ngươi không thể không chết. Một thanh lục sắc trường kiếm hiện trong tay Vô Song, vẽ ra vô số kiếm quang. Hiu hiu. Không gian nổ tung, sinh cơ mai một. Nháy mắt bao phủ về hướng lão giả. Lão giả hoảng sợ, thúc giục vô số trưởng ấn đối kháng nhưng vẫn bị bức bách liên tục thối lui,
giống như không thể đối kháng. Vừa rồi hắn đã bị trọng thương, hơn nữa còn có thần hoàng khí lẫn thần khí bất phàm trong tay Bắc Cung Vô Song, bị thực lực cường hãn áp chế, không còn sức phản kháng. Sinh sinh bất tức, lục mang đại thịnh bao phủ lão giả bên trong, sinh cơ hoàn toàn biến mất, mà sinh cơ của Bắc Cung Vô Song càng ngày càng mạnh, vẻ mặt lão giả kinh hãi, dùng toàn lực muốn tránh thoát cũng vô ích, không gian này quá mức quỷ dị, không ngừng tiêu hao chân khí cùng sinh cơ của hắn. Răng rác. Bắc Cung Vô Song bổ thẳng một kiếm vào cánh tay lão giả, sinh cơ mai một, khe không gian chợt lóe, cánh tay lão giả bị chặt đứt, máu tươi tuôn đầy giữa không trung. A! À, lão giả kêu thảm thiết, thân hình thối lui, đúng lúc này thân ảnh Bắc Cung Vô Song xuất hiện, chính là linh hồn thể của nàng, trong tay hiện lên cỗ năng lượng cuồn cuộn, xen lẫn năng lượng mộc hệ, hóa thành trưởng ấn hung hăng vỗ lên lưng lão giả. Oanh! Tiếng nổ vang lên, trưởng ấn phá hủy hết thảy sinh cơ. Trong lòng lão giả thầm hô to không ổn, lại không thể giãy thoát ảnh hưởng trưởng ấn, ánh mắt ngây dại, thậm chí muốn tự bạo hồn anh cũng không làm được. Đáng chết! Giới chủ linh vũ giới khẽ quát một tiếng, đang định thoát thân tương trợ lão giả âm hàn kia. Lúc này quyền ấn hỏa viêm cự nhân đánh tới, hỏa viêm đem không gian thiêu hủy thành hư vô, nhiệt độ nóng cháy chẳng khác gì là bếp lò, mà giới chủ linh vũ giới cũng bị cản lại. Cẩn thận! Sắc mặt Du Thược trầm xuống. Quát lên một tiếng đang muốn lao tới cứu viện. Du Thược, việc này con đừng nhúng tay. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, thân ảnh ngăn cản trước người Du Thược, nếu để nàng nhúng tay chỉ sợ càng thêm phiền toái. Vì nữ nhân của ông lại ngăn trở ta. Du Thược quát. Du Thược, người nọ phải chết, người đừng nhúng tay vào, lúc trước ra ra cũng vì linh vũ giới mới vẫn lạc, không ít người của phi linh môn đều chết trong tay bọn hắn. Người đang ở linh vũ giới thì tốt hơn đừng xen tay vào, bằng không cha sẽ thật khổ sở. Lục Kinh Vân đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn Du Thược nói. Du Thược nghe vậy ánh mắt thoáng dao động. Du Thược, việc này con đừng nhúng tay, được chứ? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hiu! Trong tay Bắc Cung Vô Song đánh ra đạo kiếm quang cắt vỡ không gian trực tiếp chém thẳng lên người lão giả. Sinh cơ hoàn toàn biến mất, xuyên phá khe không gian thật sâu. Thân hình lão giả hóa thành hai nửa, biến thành một mảnh máu tươi phiêu sái giữa không trung, khó tránh khỏi cái chết. Bản thể lão giả âm hàn vừa bị đánh chết, tuy linh hồn phân thân có thể tồn tại một mình nhưng vẫn bị ảnh hưởng thật lớn. Đi chết đi! Bắc Cung Kình Thương không bỏ qua cơ hội này, trường côn mang theo lục mang quét ngang chân trời, linh hồn phân thân đánh ra một trường. Mộc hoàng khí vừa bộc phát đem linh hồn phân thân bao phủ bên trong. Oanh oanh! Linh hồn phân thân của lão giả trực tiếp tiêu tán. Bì pháp tôn! Nhìn thấy lão giả bị đánh chết, Du Thược nhìn vào Lục Lâm Thiên, thần sắc càng thêm phức tạp. Văn Hinh, huynh cùng Vô Song đã báo thù cho muội rồi. Bắc Cung Kình Thương ngẩng đầu hét lớn, thần sắc cực kỳ kích động, vì đánh chết cửu nhân bao năm nay hắn vẫn tận lực tìm kiếm cùng chờ đợi kẻ thù. Mẹ! Nữ nhi đã đánh chết kẻ thù của mẹ. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu chảy nước mắt. Vũ đế nhị trọng sao lại mạnh như vậy? Mẫu đơn nghi hoặc nói. Oanh oanh. Vào giờ khắc này người của linh vũ giới tuy ỷ vào đại quân khôi lỗi còn có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng khi đế giả ra tay, chỉ còn chờ bị đổ sát. Đế giả ra tay, chỉ một lát ngắn ngủi cường giả linh vũ giới cơ hồ vẫn lạc gần hết, tình hình chiến đấu tuyệt đối nghiêng về một bên. Bên linh vũ giới cũng không còn bao nhiêu người phản kháng, mà khôi lỗi cao cấp cũng đã bị diệt sạch. A, à, lúc này Nghiêm Đỉnh đã không còn khí lực kêu rên, thân hình càng ngày càng khô quắt. Hai tên này biến thành hoa nô vẫn tốt hơn tên vừa rồi. Ánh mắt mẫu đơn nhìn chằm chằm vào sinh tử Diêm La. Bị nàng nhìn qua, ánh mắt hai người vô cùng khó xem, thậm chí là hiện lên vẻ sợ hãi. Đồ khốn! Món nợ hôm nay ngày sau ta sẽ tiếp tục tính với các ngươi. Giới chủ linh vũ giới hét lớn một tiếng, quanh thân tràn ra cỗ hào quang quỷ dị chói mắt, trong mơ hồ còn có khí tức âm hàn lan tràn. Trong nháy mắt thực lực của giới chủ giống như gia tăng, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên lan tràn cả không gian thổi quét bốn phía, những nơi đi qua không gian đều phá nát, ba người Lục Lâm Thiên đều phải thối lui. Chúng ta đi. Cùng một thời gian, một âm thanh quát nhẹ vang lên. Thân ảnh giới chủ quỷ mị xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt cùng Du Thược, ống tay áo phất qua, trước mặt huyết kiếm đại đế cùng sinh tử Diêm La đồng thời đều xuất hiện một khe không gian. Suy suy,
sinh tử Diêm La lập tức tiến vào trong khe không gian, mà huyết kiếm bất phân thắng bại với Tiểu Long, nghe được tiếng hô liền tiến vào khe không gian trước mắt. Trong nháy mắt giới chủ linh vũ giới mang theo ba người Lăng Thanh Tuyền tiến vào khe không gian biến mất. Trốn đi đâu? Đông đảo đế giả oanh kích, lực lượng quét tới phá hủy không gian trước mắt. Ba khe không gian đều biến mất, lực công kích khiến không gian đều nứt nẻ chấn vỡ, năng lượng ba động khủng bố khuếch tán thổi quét, chấn vỡ những ngọn núi bên dưới, nhất thời sơn băng địa liệt, như hủy thiên diệt địa. Chỉ tiếc mọi người đã chậm một bước, nhóm người huyết kiếm đại đế đã biến mất, một âm thanh quanh quẩn trong hư không. Trong thiên trùng, bổn đế tiếp tục tính sổ với các ngươi. Hừ, huyết kiếm lão cẩu chạy rất nhanh. Tiểu Long hóa thành hình người rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt oán hận nói. Chỉ sợ giới chủ linh vũ giới muốn rời khỏi cũng sẽ không dễ dàng. Ánh mắt độc cô hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc cũng không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại có chút chờ mong nhìn chăm chú vào viễn không. Chẳng lẽ Bắc Cung gia cùng độc cô gia còn có an bài khác? Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt chớp động, mà khuôn mặt Bắc Cung Kình Thương cùng độc cô Ngạo Vũ đều thay đổi. Phỏng chừng hai hoàng tộc này vì Vô Tự Thiên Thư xuất động cường giả càng mạnh hơn, không chỉ có hai người độc cô hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc. Lâm Thiên, Vô Tự Thiên Thư quá trọng yếu, vì phòng ngừa vạn nhất, trong Bắc Cung gia tộc còn xuất động cường giả chờ đợi bên ngoài. Tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Kình Thương chủ động nói. Cường giả chờ bên ngoài là bởi vì lo lắng giới chủ linh vũ giới cùng đường tự bạo, tới lúc đó mọi người sẽ có phiền toái. Độc cô Ngạo Vũ cũng đi tới nói. Lâm Thiên, độc cô gia vì phòng ngừa vạn nhất cũng lưu cường giả bên ngoài, hy vọng có thể đối phó được giới chủ linh vũ giới, đạt được hai bản Vô Tự Thiên Thư, nếu lấy được sẽ không thiếu phần của ngươi, mà chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí. Lục Lâm Thiên gật đầu, nghe được lời này cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Giới chủ linh vũ giới có chút kỳ quái a. Mẫu đơn đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt nghi hoặc như có suy nghĩ gì. Chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng hắn cũng có cảm giác trên người giới chủ linh vũ giới có điều kỳ lạ, thậm chí kết quả quét ngang linh vũ giới lần này cũng làm cho hắn có cảm giác khó hiểu, nhưng lại không cách nào nói ra. Ta cũng không nói ra được, tóm lại người này cho người ta cảm giác nguy hiểm. Mẫu đơn nói, truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Ta thậm chí hoài nghi, vừa rồi tên giới chủ kia còn chưa sử dụng toàn lực. Giống như có điều lưu thủ, bằng không ba người các ngươi cũng không thoải mái như vậy. Cha, Du Thược làm sao bây giờ? Lục Kinh Vân vội vàng hỏi, Du Thược cùng giới chủ linh vũ giới rời đi, Lục Kinh Vân cũng biết lần này Phi Linh Môn có một nửa nguyên nhân là vì muội muội Du Thược. Tới lúc đó tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Lục Lâm Thiên cúi đầu, vừa nghĩ tới Lăng Thanh Tuyền cùng Du Thược, trong lòng vô cùng cảm xúc. Hừ, Bắc Cung gia cùng độc cô gia. Muốn phục kích bổn đế, chẳng qua các ngươi chưa đủ bổn sự. Giờ phút này truyền ra một tiếng hét lớn, chính là âm thanh giới chủ linh vũ giới, mọi người vừa nghe được liền nhìn lên trời cao. Oanh oanh, giống như có người đang giao thủ trên không trung, mơ hồ truyền ra âm thanh trầm đờ upsilon, C cường hãn, một lát sau sóng êm gió lặng, lại không ai nhìn thấy được hình ảnh gì. Chẳng lẽ người của độc cô gia cùng Bắc Cung gia giao thủ với giới chủ linh vũ giới sao? Không biết kết quả như thế nào, lẽ ra cường giả lưu thủ bên ngoài phải mạnh hơn độc cô hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc mới đúng. Lúc này bên dưới vẫn còn tiếp tục giết chóc, chẳng qua bên linh vũ giới chỉ còn chờ đợi bị tàn sát, từng ngọn núi bị san thành bình địa, nơi nơi một mảnh hỗn độn, cả không gian rộng lớn đều bị phá hủy. Một khắc sau toàn bộ người linh vũ giới đều bị đánh chết, cường giả Phi Linh Môn đang bắt tay thu thập chiến trường. Một đám cường giả Phi Linh Môn đều danh chấn đại lục. Nhưng lúc này nhìn qua chẳng khác gì thổ phỉ cường đạo, những nơi họ đi qua, trực tiếp thổi quét không còn. Cường giả Bắc Cung gia đều có ngạo khí, không bỏ được mặt mũi, mãi tới khi nhìn thấy người Phi Linh Môn thu hoạch đỏ mắt, muốn thu ưu đãi cũng chợt phát hiện không còn kịp nữa. Lục Lâm Thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngăn cấm, chỉ lộ ra nụ cười như hài lòng với hành động của người trong sơn môn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Nam Thúc đang cắn nuốt nghiêm đỉnh. Bởi vì cùng cấp bậc cho nên thời gian cắn nuốt cũng không thể ngắn ngủi. Mọi người chứng kiến Nam Thúc cắn nuốt nghiêm đỉnh biến thành khối thây khô, có những người không biết sự tồn tại của âm dương linh vũ quyết đều cảm thấy rung động thật sâu. Sau một lát sắc mặt độc cô hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc đại biến, thần sắc ngưng trọng. Mọi người không hiểu là chuyện gì xảy ra, lại nhìn qua hai người dò hỏi.
cường giả trong tộc truyền âm, nói giới chủ linh vũ giới chạy thoát, không thể lưu lại hắn. Độc Cô Hồn Long ngưng trọng nói. Chúng ta muốn lấy hai bản vô tự thiên thư, chỉ sợ trước khi tiến vào thiên chủng sẽ không có cơ hội, cường giả trong tộc nói, thực lực giới chủ linh vũ giới quá mức cường hãn. Bắc Cung Tinh Mộc nói. Nếu lấy được hai bản vô tự thiên thư, khi đi vào thiên chủng chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội, nhưng dù có lấy được, chúng ta còn chưa tập hợp đủ 9 bản vô tự thiên thư, tới lúc đó giới chủ linh vũ giới cũng sẽ đi vào thiên chủng, như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội lấy được, bên trong thiên chủng mới là điều mấu chốt. Độc Cô Hồn Long nói. Tới lúc này Lục Lâm Thiên mới biết, thân là đế giả chính giới chủ linh vũ giới cũng bị đế giả gọi về tiến vào thiên chủng, một khi hắn đi vào như vậy ra tay cũng không muộn. Trong lòng Lục Lâm Thiên lại có chút cao hứng vì người của hai hoàng tộc không thể ngăn cản được giới chủ linh vũ giới. Bởi vì Lục Lâm Thiên nhất định muốn lấy được vô tự thiên thư, cho dù hai hoàng tộc có lấy được, họ nói sẽ có phần của hắn, nhưng chính hắn hiểu rõ ràng chỉ sợ tuyệt đối không thể nào, mà có quan hệ của vô song cùng cảnh văn, hắn cũng không thể làm gì hai hoàng tộc kia. Cho nên nghe nói giới chủ linh vũ giới chạy thoát, trong lòng ngược lại cảm thấy hy vọng. Chỉ cần còn nằm trong tay người kia, chính hắn có lẽ còn có cơ hội. Suy! Nam Thúc cắn nuốt Nghiêm Đỉnh biến thành khối thây khô, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại đem thi thể hắn thiêu hủy thành cho tàn, từ nay về sau triệt để biến mất trong thiên địa. Ai, không nghĩ tới ngày hôm nay Linh Vũ giới biến thành bộ dáng như vậy. Nam Thúc lăng không trên cao, nhìn Linh Vũ giới biến thành một mảnh hỗn độn, trong lòng không khỏi cảm xúc, hết thảy giữa hắn cùng Linh Vũ giới xem như triệt để chặt đứt. Sau này linh vũ giới hoàn toàn biến mất trên đại lục. Nghĩa phụ, Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh Nam Thúc, lấy quan hệ trước kia giữa Nam Thúc cùng linh vũ giới, đương nhiên trong lòng nghĩa phụ sẽ cảm khái không ít. Ta không sao, Nghịch Đồ Nghiêm Đỉnh đã chết, ta xem như khai mở khúc mắc, cắn nuốt linh lực của hắn, ta cần chuẩn bị hoàn toàn luyện hóa, ngươi nên chuẩn bị tiến vào trong thiên chủng mới được. Nam Thúc sụp mắt dặn dò. Lục Lâm Thiên gật đầu. Vài đế giả còn lại của linh vũ giới đào thoát, nhưng sẽ không chạy thoát đế giả triệu hoán, mà uy hiếp của linh vũ giới cũng đã quét dọn, chuyện kế tiếp chỉ cần chờ đợi tiến vào thiên chủng. Chỉ một ngày sau mọi người đã thu dọn xong linh vũ giới, còn bất ngờ phát hiện một mật địa thật tốt, linh khí tràn đầy. Đây là một không gian nằm trong Đông Hải, Lục Lâm Thiên cũng không khách khí lập tức thu nhận, đây là tin tức hắn nhận được, là do hắn thông chi người của hai hoàng tộc cùng đi tới. Tuy không gian này không kém, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, hai hoàng tộc thu lấy cũng vô dụng, chỉ có thể giao cho Lục Lâm Thiên. Quay về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên phái người bí mật thu lại không gian dưới Đông Hải, tận lực che giấu, không muốn làm cho quá nhiều người biết về chỗ bí mật kia. Người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia đều đi tới Phi Linh Môn, ngày đế giả triệu hoán càng lúc càng gần, mọi người không có thời gian dây dưa bên ngoài. Nhưng Bắc Cung Kình Thương cùng Độc Cô Ngạo Vũ nhớ ngoại tôn cho nên muốn tranh thủ thời gian ghé thăm. Bắc Cung Tinh Mộc lần đầu tiên gặp Lục Doanh, đương nhiên phải có quà gặp mặt, cũng không keo kiệt đưa ra khải giáp phòng ngự mộc hệ địa cấp đỉnh, nghe nói khải giáp này còn có không ít tác dụng huyền ảo, phải nói là bất phàm. Độc Cô Hồn Long cũng lần đầu tiên gặp Lục Trực, hắn cũng biết hắn không thể tặng thần khí, bởi vì cường giả Phi Linh Môn còn sử dụng cả thượng cổ thần khí, chính bản thân hắn còn khao khát có được đâu. Hồi lâu sau hắn lấy ra một quả trứng lớn cỡ bàn tay, quả trứng thuần trắng sen lục, nhìn qua giống như mỹ ngọc, chỉ tiếc không nhìn thấy chút chân khí dao động nào. Dựa theo lời kể của Độc Cô Hồn Long, lúc hắn còn trẻ đã vô ý lấy được bảo vật này trong mật địa viễn cổ, suốt mấy ngàn năm nay hắn cũng không biết làm sao sử dụng, không biết là vật gì, chỉ biết tuyệt đối bất phàm, bởi vì với thực lực bây giờ của hắn cũng không cách nào phá hủy được quả trứng kia. Hắn đưa quả trứng cho Lục Trực. Hy vọng có một ngày có thể mở ra nhìn xem rốt cục là vật gì. Nam Thúc muốn bế quan, nhưng gặp được nhiều cháu trai như vậy, xưa nay tính tình hắn vẫn ít nói cười nhưng khi nghe bảy tiểu tử liên tục hô ra ra, cũng là lần đầu tiên ý cười giạt rào, lấy ra không ít thứ tốt giao cho bảy tiểu tử kia. Mà Thiên Mộc Thần Thụ trực tiếp truyền nhập Mộc Hoàng tinh khí cho bảy tiểu tử, đây chính là tác dụng thiên phú của Thiên Mộc Thần Thụ, sau này khi giao thủ với người khác, có thể khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Ngoài ra còn không ít diệu dụng khác. Tóm lại bảy tiểu tử từ khi sinh ra tới bây giờ nói tới bảo vật, đan dược có được nếu đem ra bên ngoài sẽ tạo nên sóng to gió lớn, dù là hài tử trong các hoàng tộc cũng kém xa bọn họ. Trên người bảy tiểu tử mang theo kim hoàng khí đời thứ hai, còn có vô số bảo vật,
có lẽ cũng như đại ca cùng nhị tỷ bọn họ, trở thành cường giả trong tương lai, đủ làm rung động cả đại lục. Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, Nam Thúc cũng chỉ lưu lại Phi Linh Môn một ngày, ngày hôm sau dặn dò Lục Lâm Thiên một ít chuyện cuối cùng cáo từ rời khỏi. Tiểu Long cũng không lưu lại Phi Linh Môn bao lâu, hẹn ước sẽ gặp lại lão đại trong thiên trùng, sau đó quay về Thanh Long Hoàng tộc, bởi vì ngày đế giả triệu hoán ngày càng gần, Tiểu Long cũng muốn tranh thủ thời gian bồi bên cạnh cha mẹ. Đợi mọi người đều rời đi, Lục Lâm Thiên triệu tập toàn bộ cường giả bổn môn hội tụ tại đại điện, tuyên bố giao cho Đoan Mộc Hồng Chí tiếp nhận chức trưởng môn Phi Linh Môn, Nhiếp Phong đảm nhiệm chức phó trưởng môn. Người trong sơn môn cũng không cảm thấy kỳ quái với an bài như vậy, bởi vì họ biết tin tức này từ mấy năm về trước. Chẳng qua bản thân Đoan Mộc Hồng Chí không nghĩ tới mình lại tiếp nhận chức trưởng môn, tuy cũng không nghĩ đảm nhiệm nhưng không phản đối, hơn nữa hắn hiểu được tại sao mình trở thành trưởng môn. Đoan Mộc Hồng Chí hành lễ nói. Trưởng môn, 3 năm sau ta nhất định xử lý tốt hết thảy, sau đó xin mời trưởng môn cho phép người có năng lực đảm nhiệm chức trưởng môn. Hồng Chí, nói cho ta biết nguyên nhân tại sao không muốn làm trưởng môn. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói. Lúc trước trưởng môn từng nói qua một câu, cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khẽ cười nói. Không thành vấn đề, tới lúc đó ngươi là trưởng môn, tự ngươi nhìn thấy mà làm. Sau khi công đạo xong hết thảy, Đại Hồn Anh tiếp tục bồi các con Lục Doanh, Lục Phương, Lục Âm, bản thể cùng linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm Thể, còn có toàn bộ đế giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo đi vào thiên trụ giới tu luyện, chuẩn bị cho ngày đế giả triệu hoán. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, bên ngoài chỉ còn 3-4 tháng, nhưng ở tầng thứ tư thiên trụ giới lại có tới 10 năm thời gian. Nghĩ tới đế giả triệu hoán, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút xúc động, nơi đó chỉ có vào không có ra, những năm gần đây cũng chỉ có Bất Bại Kiếm Đế chạy thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng đều trọng thương vẫn lạc, sư phụ Chí Thánh Đại Đế đi vào, chỉ có linh hồn phân thân mang theo thân thể chạy ra, chủ hồn tựa hồ còn vây bên trong, mặt khác tựa hồ không còn ai chạy thoát. Lục Lâm Thiên cũng không muốn chết, cho nên tự nhiên hy vọng thoát thân, vì vậy hắn phải tận lực làm nhiều chuẩn bị. Tin tức Phi Linh Môn, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc tiêu diệt linh vũ giới bị truyền ra ngoài, lại làm đại lục đã bình tĩnh hồi lâu trở nên náo nhiệt một thời gian. Hô! Một ngày nào đó, Lục Lâm Thiên mở mắt, trong mắt tối đen thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu tận linh hồn, khí chất lại phát sinh biến hóa, là thuế biến từ trong ra ngoài. Mặc dù hắn còn chưa dung hợp tứ thần quyết, nhưng đạt được chỗ tốt cũng làm hắn vui vẻ tươi cười. Hẳn là nhanh đi! Vừa dứt lời thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, đã đi tới tầng thứ 3 trong thiên trụ giới. Nơi này có 2 thân ảnh khoanh chân ngồi, chân khí liên miên hùng hậu. Ca ca, nhị đệ, 2 người cảm giác chân khí dao động, đều mở mắt, tinh quang chợt lóe, chính là Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng. Thời gian tầng thứ 3 trong thiên trụ giới gấp 30 lần, hơn nữa Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng không đi ra ngoài, vì vậy xem như họ lưu lại nơi đây đã mấy chục năm. Đều đột phá sao? Cảm nhận được khí tức trên thân thể 2 người, Lục Lâm Thiên lộ ra ý cười, nhìn ra được cả 2 đạt tới Vũ Đế Nhị Trọng cùng Linh Đế Nhị Trọng. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, gió dục mây vần, từng thân ảnh đều hiện thân nhìn chăm chú lên một thân ảnh hùng vĩ trên không trung. Trên cổ lão giả vốn có một đầu kim xà xoay quanh, lúc này đã rơi xuống phía xa, thân hình hóa thành khổng lồ vài trăm thước, 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả hùng vĩ kia. Mà lão giả này chính là Kim Xà Tôn giả đã lưu lại trong tầng thứ nhất thiên trụ giới suốt 30 năm. Quanh thân hắn nổi lên thiên địa năng lượng bàng bạc, đột nhiên gió dục mây vần, thiên địa năng lượng trấn áp xuống. Phanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, như phá tan một tầng bình chướng, chân khí Kim Xà Tôn giả đã thăng lên tới nông nỗi cực hạn. Kim Xà xem như bất phàm, trực tiếp đột phá thành đế, Phi Linh Môn lại có thêm một cường giả đế cấp A. Thánh thủ có chút cảm thán, lúc trước hắn đột phá gặp thất bại, mà Kim Xà lại có thể trực tiếp đột phá thành đế. Kim Xà đã chiếm được truyền thừa của thượng cổ đế giả cùng thượng cổ thần khí, mới có thể trực tiếp đột phá thành đế, nếu không sao dễ để thăng như vậy. Hàn Băng Đại Đế trầm giọng nói. Động tĩnh dần bình ổn lại, thân ảnh Kim Xà cũng lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người, mà đầu Kim Xà đã biến lại thành nhỏ xíu như ngón tay xoay quanh trên cổ hắn, nhìn qua như kim vòng.
bái kiến trưởng môn. Kim Xà mở mắt, tinh quang chợt lóe, lập tức cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên, trong lòng hắn rất rõ ràng nếu không có trưởng môn, hắn làm sao có thể đột phá tới đế giả, trưởng môn phạt hắn diện bích chỉ là khen thưởng hắn, bởi vì hắn thành công đánh chết Duẫn Ngạc. Không cần đa lễ, không nghĩ tới ngươi lại đột phá lúc này, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười, phỏng chừng đã sắp phải đi vào thiên trùng, Kim Xà đột phá trong thời điểm này đương nhiên cũng phải đi vào. Nghe vậy Kim Xà nghi hoặc hỏi. Trưởng môn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nói thì dài dòng, đi ra hãy nói. Lục Lâm Thiên dứt lời, tâm thần vừa động mọi người đã rời khỏi thiên trụ giới xuất hiện trong mật thất. 3 ngày sau, toàn bộ đế giả tiến vào thiên trùng, người chống lại, giết không tha. Mọi người vừa rời khỏi thiên trụ giới liền nghe một âm thanh già nua truyền vào trong tai, âm thanh quanh quẩn như tiếng chuông vang vọng. Đã là cuối mùa thu, lá vàng phiêu linh, rơi khắp mặt đất. Một thiếu nữ tay chống cằm ngồi trên tảng đá, nhìn ra phương xa. Dù thực, 3 ngày sau toàn bộ đế giả sẽ đi vào thiên trùng. Lăng Thanh Tuyền chậm rãi đi tới bên cạnh thiếu nữ. Mẹ, ngoại công không sao đi. Dù thực quay đầu nhìn mẫu thân. Không biết, đế giả triệu hoán, cửu tử nhất sinh. Lăng Thanh Tuyền than nhẹ, trong đầu hiện lên một đạo thanh ảnh. Mẹ, có phải mẹ nhớ ông ấy hay không? Du Thược thoáng do dự hỏi. Du Thược, dù sao hắn cũng là cha con, lần này hắn cũng phải đi vào thiên trùng, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể đi ra, nếu con muốn gặp hắn vẫn còn kịp. Lăng Thanh Tuyền nhìn Du Thược nói. Con không muốn gặp hắn. Du Thược nói, nhưng lại cho người ta cảm giác nói một đằng làm một nẻo. Lăng Thanh Tuyền than nhỏ. Du Thược, chuyện này đều do mẹ. Lúc trước hắn không biết sự tồn tại của con, chẳng qua vì mẹ giận cha con, bây giờ còn có thời gian, nếu hiện tại không đi, có lẽ sau này khó mà gặp được. Mẹ, vậy còn mẹ có đi gặp hắn hay không? Du Thược ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn ra xa xa, không nói gì. Trong 3 ngày thời gian, Lục Lâm Thiên bồi người nhà cùng mấy tiểu tử, hàng đêm ân ái, vu sơn mây mưa. Mấy tiểu tử kia chỉ biết mỗi ngày đều bồi cạnh phụ thân, cũng không nhận thức được là bản thể hay phân thân. 3 ngày lặng yên trôi qua. Hô! Bên trong một hang động, một người đeo kim sắc mặt nạ thở ra một hơi, cỗ chân khí âm hàn quỷ dị hóa thành khí lưu lao vào trong cơ thể hắn biến mất. Giới chủ, chúng ta nên xuất phát, lần này chúng ta có cơ hội hay không? 3 thân ảnh xuất hiện, chính là sinh tử Diêm La cùng huyết kiếm đại đế. Nhìn theo chân khí, 3 người cũng đã khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong nhất. Trong thiên trùng, theo ta phỏng chừng còn có vài người mang theo vô tự thiên thư, nhất định cũng sẽ đi vào, chỉ cần tập hợp đủ 9 bản vô tự thiên thư, tới lúc đó sẽ có cơ hội thật lớn, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt giới chủ chợt lóe, sắc bén nói. Chỉ tiếc không đánh chết được Lục Lâm Thiên, chúng ta khổ tâm xây dựng linh vũ giới cũng bị phá hủy. Lão giả mập mạp trầm giọng nói, trong lòng vô cùng oán hận lại sợ hãi, thực lực Lục Lâm Thiên thật quá kinh khủng. Linh vũ giới có đáng là gì, hủy thì hủy thôi. Trong mắt giới chủ hiện tia dao động, nói. Chỉ cần lần này có thể thành công, tới lúc đó dù là hoàng tộc hay đế đạo minh lại tính là gì, mặc cho hoàng tộc tự cho mình siêu phàm, nhưng ở trước mặt đế giả triệu hoán cũng phải ngoan ngoãn đi vào, vẫn phải nhận người áp chế. Sau khi thành công, ta đem phi linh môn cùng đế đạo minh nhổ tận gốc, chó gà không tha. Huyết kiếm trầm giọng nói, tràn ngập sát ý. Chỉ cần tìm được 9 bản vô tự thiên thư thì hết thảy dễ làm. Giới chủ nói. Giới chủ, thương thế của ngươi thế nào? Lão giả cao gầy hỏi. Vốn không có trở ngại, chút vết thương nhẹ, 2 lão gia hỏa 2 gia tộc kia thật sự không kém, nhưng sau này bọn hắn không còn cơ hội. Kể từ bây giờ cũng không còn là đối thủ của ta. Giới chủ nói. Giới chủ, chẳng lẽ ngươi đều đã khôi phục? Lão giả mập mạp vui mừng hỏi. Giới chủ gật đầu, nói. Thời gian đã tới, chúng ta nên xuất phát, nhớ rõ sau khi vào thiên trùng hãy để mọi người tự đấu sống chết với nhau đi, vì vô tự thiên thư bọn hắn nhất định sẽ đấu tranh nội bộ, chờ sau khi 9 bản đều xuất hiện, chúng ta lại ra tay, giảm không ít khí lực. Dạ. 3 người cung kính ôm quyền đáp. Bên trong phi linh sơn mạch, mây mù lượn lờ, lá vàng phiêu linh, phong cảnh làm người vui vẻ thoải mái. Trước ngũ hành điện xuất hiện không ít thân ảnh,
nhóm người sát phá quân đều tụ tập lại cùng một chỗ. Mà nhóm người Lục Lâm Thiên cũng có mặt, ngay cả Dạ Vị Ương, Đoan Mộc Y Y cũng đã tới. Tinh Vân, Nhiếp Phong, Hồng Chí, nghe cho kỹ, ta đi vắng, tương lai của Lục gia, Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn đều nằm trong tay các ngươi. Lục Lâm Thiên từ biệt phụ mẫu, căn dặn ba người Lục Kinh Vân. Ba người gật đầu, ánh mắt lưu luyến. Kinh Vân, đi tìm Du Thược trở về. Lục Lâm Thiên lại nói. Cha, yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm muội muội trở về. Lục Kinh Vân đáp. Con là lão đại, cần biết gánh vác trách nhiệm, hiểu chưa? Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ vai Lục Kinh Vân, ánh mắt dừng lại trên người toàn bộ cường giả Phi Linh Môn, nói. Chư vị, nếu như ta không thể trở về, sau này giao Phi Linh Môn cho mọi người. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã bay lên giữa không trung. Siêu siêu, từng tiếng xé gió truyền ra, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Xà Đại Đế đều bay lên, rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Trong lòng Kim Xà vô cùng buồn bực, vừa đột phá đế giả vốn là một chuyện vui lớn, ai biết vừa đi ra lại bị đế giả triệu hoán, nghe mọi người nói phải đi vào trong thiên trùng. Nhưng Kim Xà cũng không biện pháp, thiên địa triệu hoán, không ai dám chống lại, chỉ phải xông pha một lần, nói thế nào đã đột phá đế giả cũng là một chuyện vui sứ IG, cho dù thật sự chỉ vào không ra, ít nhất chứng minh hắn đã bước lên cấp độ đỉnh phong đại lục, chết cũng không tiếc. Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song lưu luyến nhìn nhóm tiểu tử, lúc bước lên không trung, trong mắt trôi nổi ướt át. Chúng ta đi thôi, cũng không phải là không có cơ hội. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Kinh Vân, Lục Âm, Lục Thành, Lục Doanh, vươn tay vẽ một vòng giữa không trung, trực tiếp xé mở khe không gian, mọi người bước vào lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cung tiễn trưởng môn, cung tiễn chủ nhân, từng thân ảnh đều khom người hành lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm thật lâu trên không trung. Lão đại, người nhất định có thể trở về. Lục Tiểu Bạch nhìn chằm chằm lên không trung lẩm bẩm nói. Sáng sớm, dãy núi mịt mờ, sương mù quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ to lớn đồ sộ. Bên trong dãy núi có một ngọn núi cao ngất, như xuyên tận trời, đồ sộ rộng lớn nguy nga, từ xa nhìn lại thật giống đầu thanh long dựng đứng, sơn thể xoay quanh uốn lượn, như cự long xoay tròn, lộ ra khí phách sắc bén. Giờ phút này là mùa lá vàng phiêu linh, nhưng nơi này bốn phía xanh mượt mà mát mắt. Dương Quá Lăng không mà đứng, nhìn chăm chú vào ngọn núi cao ngất trước mắt, thì thầm. Tỷ tỷ, chờ khi ta đi ra, hy vọng tỷ cũng đã thành đế, ta nhất định sẽ đi ra, chờ ta. Bên ngoài Vụ Hải Sơn Mạch, núi non liên miên, như đầu cự long uốn lượn xoay quanh, cuối dãy núi là một mảnh xương trắng như liên tiếp cùng thiên địa, như màn trời che phủ hết thảy, như cắt ngang toàn bộ thế giới. Trước màn xương trắng có vài ngọn núi sừng sững, núi non trùng điệp, nhưng vẫn không lớn bằng mấy ngọn núi này. Vài ngọn núi này đột ngột mọc lên từ mặt đất, mây mù lượn lờ, mà ngọn núi ở trung gian lại có xương trắng bao quanh, nhìn qua như biển khơi phập phồng, hùng vĩ đồ sộ. Lúc này mơ hồ xuất hiện không ít thân ảnh, từng luồng chân khí hùng hồn tản ra, thậm chí mang theo cảm giác như gió dục mây vần. Suy! Không gian xung quanh chợt chớp động, năm thân ảnh mang theo uy áp bàng bạc xuất hiện, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, làn da nõn nà, còn phát ra hương thơm ngan ngát. Khuôn mặt nữ tử băng xương, nhưng không thể che lấp dung nhan tuyệt sắc, chiếc áo làm lam thêu đồ ăn hồ điệp ám văn, chính là thần nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm. Khí tức trên người nàng đã đạt tới đế giả nhất trọng, bốn người đi phía sau có ba nam một nữ, đều đạt tới đế giả. Chư vị, đã lâu không gặp. Một lão giả khoảng 60 ngẩng đầu nhìn người của Thái Công gia tộc lộ ý cười, lại có không ít người cũng lên tiếng chào hỏi. Không nghĩ tới Công Tôn gia, Thác Bạt gia, Hiên Viên gia đều đã tới, đã lâu không gặp. Một lão nhân của Thái Công gia ôm quyền đáp lễ. Chư vị sớm a. Không gian xung quanh lại nổi lên sóng gợn, một thân ảnh xuất hiện mang theo chân khí hùng hồn, chính là Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Ngạo Nam, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hồn Long đã tới. Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia gần đây thật uy phong, nghe nói đã tiêu diệt Linh Vũ giới, không biết có lấy được Vô Tự Thiên Thư hay không. Bên cạnh thần tử Thác Bạt Thanh Vũ có một đại hán khoảng 50 tuổi ngẩng đầu hỏi. Thác Bạt Chiêu Dương, muốn lấy Vô Tự Thiên Thư cũng không dễ dàng, nếu Thác Bạt gia muốn thì tự mình đi tìm là được rồi,
ta diệt linh vũ giới chỉ là vì báo thù. Bắc Cung Kình Thương vừa nói xong, thân ảnh đã rơi xuống, liếc mắt nhìn đại hán với vẻ không hài lòng. Nguyên lai là báo thù sao, lại không làm được gì giới chủ linh vũ giới, xem ra thực lực hoàng tộc chúng ta có phải có chút quá thấp hay không, hay là thực lực Bắc Cung gia tộc gần đây lại không bằng người. Đại hán hiện tia cười lãnh đạm nói. Thác Bạt Chiêu Dương, thực lực ngươi mạnh mẽ đại khái có thể đi thử xem, đừng ở đó mỉa mai, mấy năm nay Thác Bạt gia cũng dọa người không ít đâu. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ trầm xuống, Thác Bạt Chiêu Dương giễu cợt Bắc Cung gia lại kéo cả Độc Cô gia vào bên trong, bởi vì họ cũng liên thủ đối phó linh vũ giới. Vừa nói ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ đảo qua trên người Thác Bạt Thanh Vũ, ý tứ muốn nói người này cũng bị người khác chà đạp không ít, Thác Bạt gia tộc không gì hơn cái này. Thác Bạt gia tộc dọa người cũng nhiều a, quả thật là như cơm thường. Bắc Cung Kình Thương cười lớn, hắn hiểu rõ vướng mắc giữa Thác Bạt Thanh Vũ cùng con rể mình. Độc Cô Ngạo Vũ, ngươi nói cho rõ ràng, các ngươi có ý tứ gì? Thác Bạt Chiêu Dương không ngu ngốc, nhìn ánh mắt hai người nhất thời giận dữ, con mình nhiều lần bị người chà đạp, lúc này còn bị người nhắc tới, điều này chẳng khác gì tát muối lên vết thương của hắn. Thời kỳ phi thường, nên biết đúng mực đi. Bên cạnh Công Tôn Tông Nguyên là một lão giả khoảng 100 tuổi, tóc bạc phơ, chân khí hoàn toàn không có thản nhiên nhìn chăm chú vào một ngọn núi trước mắt, đột nhiên lên tiếng. Lời nói như có như không làm mọi người đều nghe được rõ ràng. Người này vừa lên tiếng, những người khác cũng không nói gì nữa, tựa hồ có chút tôn kính lão giả, cũng nhìn lên núi. Trên núi, từng luồng chân khí cường hãn mơ hồ tràn ngập, khoảng 15-16 người, nhưng so sánh với 6 đại nhân hoàng tộc vẫn còn kém hơn một chút. Trên một ngọn núi không xa cũng có mười mấy thân ảnh, nhân số không nhiều như nhân hoàng tộc, nhưng chân khí không kém hơn chút nào. Đứng đầu là thân ảnh một thiếu niên, thân mặc kim bào, ánh mắt tà mị lộ ra khí thế hoàng giả tôn quý, chính là Tiểu Long. Mà người đứng bên cạnh hắn là Dương Quá. Người nhân hoàng tộc thật không ít. Âm thanh một nữ tử mặc cẩm bào đỏ tươi tựa như âm thanh thiên nhiên vang lên, khoảng 30 tuổi, chính là tộc trưởng Chu Tước hoàng tộc Chu Loan. Nhân tộc gây giống mạnh hơn chúng ta, cường giả sẽ ngày càng nhiều. Một hồng bào lão giả nói, hồng bào thêu hoa văn hỏa diễm. Nhìn vào tạo cảm giác thật kỹ, như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Nhân tộc gây giống nhanh, nhưng thể chất không cách nào vượt qua thú tộc, đặc biệt tứ đại hoàng tộc, nhân loại không khả năng so sánh, cùng cấp độ nhân loại không phải đối thủ. Một lão giả 80 đứng sau lưng Tiểu Long nói, hoa văn trên trường bào phiêu động như sóng biển, chính là Thanh Long hoàng tộc. Long siêu lão tổ, thể chất của lão đại không kém hơn tứ đại thú hoàng tộc, cho dù là ta, lão đại cũng có thể trực tiếp đối kháng. Tiểu Long quay đầu mỉm cười nói. Việc này. Long siêu sửng sốt, lộ ra cười khổ nói. Lục Lâm Thiên là một kẻ bía y thái, chỉ là ngoại lệ trong ngoại lệ mà thôi, trong nhân loại kẻ bía y thái như hắn cũng chưa từng có, dù là lão tổ 6 đại nhân hoàng tộc lúc trước lúc ở tuổi tác như hắn còn chưa cường hãn tới như vậy. Lão đại đã tới. Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu lộ vẻ vui mừng nói. Suy. Không gian xung quanh chớp động. Từng thân ảnh xuất hiện, chân khí mơ hồ lan tràn. Ánh mắt toàn bộ cường giả đều nhìn tới. Người đi đầu mặc thanh y, khóe môi hiện ý cười thản nhiên, chính là Lục Lâm Thiên. Lão đại, Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ. Nhị đệ, Tiểu Long cùng Dương Quá nháy mắt nhảy tới bên người Lục Lâm Thiên, cũng đã có một thời gian không gặp mặt lão đại. Lục Lâm Thiên vỗ vai Tiểu Long, nhìn Dương Quá khẽ cười. Hai ngày trước Dương Quá đi Thanh Long hoàng tộc, không cần hỏi cũng biết, bởi vì lo lắng tiến vào thiên chủng sẽ không trở ra, đại ca không bỏ được Long Yên công chúa. Lục Lâm Thiên nhìn qua tộc trưởng Long Ngộ cùng Tử Hiên lão tổ gật nhẹ đầu, lập tức lướt qua toàn trường, trong mắt có chút rung động. Trong tứ đại thú hoàng tộc, Chu Thần Hy đột phá đế cấp, một nữ tử tuyệt mỹ đi bên cạnh cũng tới đế giả sơ giai, khuôn mặt có vài phần tương tự Chu Thần Hy, hắn là Chu Loan. Ngoài ra còn có một hỏa bào lão giả cùng một mỹ phụ y phục rực rỡ, đặc biệt hỏa bào lão giả chân khí bất phàm, ngoại trừ tộc trưởng Long Ngộ cùng Tiểu Long, còn có 3 lão giả khác, một thanh y lão giả khiến hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Lão đại, trong Thanh Long hoàng tộc ngoại trừ ta cùng ngoại công, còn có Long siêu lão tổ, Long minh lão tổ, Long phàm lão tổ, thực lực Long phàm lão tổ cực mạnh, mấy tháng trước đột phá đế giả cao giai, mà Long siêu lão tổ đế giả trung giai trung kỳ. Long minh lão tổ đế giả sơ giai đình.
Tiểu Long nhìn thấy Lục Lâm Thiên đánh giá mọi người, liền truyền âm cho hắn. Trong Chu Tước Hoàng tộc, đứng cạnh Chu Thần Hy là tỷ tỷ của nàng tên Chu Loan, còn có Chu Hoàng Lão Tổ cùng Chu Phượng Lão Tổ, trong Bạch Hổ Hoàng tộc là ca ca Hổ Y tên Hổ Tu, do trong tộc toàn lực giúp đỡ hắn mới đột phá đế giả, bằng không với thiên phú của hắn là không thể nào, bên cạnh là cha hắn Hổ Mãnh, còn có Hổ Uy Lão Tổ, Hổ Khiếu Lão Tổ. Trong ngữ khí của hắn có chút khinh thường Bạch Hổ Hoàng tộc. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi lên đội hình Huyền Vũ Hoàng tộc, xem ra Thanh Long Hoàng tộc nhiều nhất, mà nhân số Huyền Vũ Hoàng tộc ít nhất, chỉ có 3 người. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, thứ nhất là gia gia của ta Huyền Cảnh, bên cạnh là Huyền Ô cùng Huyền Xá, nghe nói lúc trước bởi vì Huyền Ô nên Huyền Vũ Hoàng tộc mạnh mẽ chia rẽ cha mẹ ta, nhốt lại cha ta. Tiểu Long lại nói, mặt khác bên cạnh gia gia ta còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc Tử Hiên Lão Tổ cùng Bạch Côi Lão Tổ. Ngoài ra còn có một ít người của thú tộc có huyết mạch cực cao, nhưng thực lực không bằng tứ đại thú hoàng tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Nghe giọng nói của Tiểu Long, có lẽ oán hận đối với Huyền Vũ hoàng tộc tiêu tan hơn không ít, nhưng vẫn không bằng Thanh Long hoàng tộc, từ trong nội tâm của hắn vẫn cho rằng mình là một phần tử của Thanh Long hoàng tộc. Không biết từ lúc nào Bạch Linh đã đi tới bên cạnh Tử Hiên lão tổ cùng Mỹ Phụ, đó chính là Bạch Côi lão tổ, thực lực mạnh hơn Tử Hiên lão tổ không ít. Mặt khác còn có đế giả của vài thú tộc, Lục Lâm Thiên nhất thời cũng không thể biết bản thể của họ, nhưng chỉ sợ huyết mạch không thấp, bởi vì nếu thấp thì không cách nào đột phá thành đế. Ngoại trừ 6 đại nhân hoàng tộc, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua một ngọn núi, Dương Đỉnh Thiên cùng Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo Đại Đế của các đại sơn môn cũng đã tới, những người này Lục Lâm Thiên cũng đã sớm biết. Trên ngọn núi cuối cùng là 6 đại nhân hoàng tộc, nhìn thấy hai nhạc phụ còn có nghĩa phụ Nam Thúc đều tới. Lục Lâm Thiên liền dẫn đầu rơi xuống ngọn núi kia. Bái kiến nghĩa phụ, hai vị nhạc phụ. Lục Lâm Thiên cúi đầu hành lễ, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì Nam Thúc lại đột phá tới Linh Đế nhị trọng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Theo hắn suy đoán hẳn do Nam Thúc cắn nuốt Nghiêm Đỉnh đồng thời lấy được chỗ tốt của Độc Cô Gia nên mới đột phá, ánh mắt hắn nhìn qua những hoàng tộc khác, mỗi tộc đều có 4-5 người, đều tới cấp độ đế giả, ngoài người của Độc Cô Gia cùng Bắc Cung Gia. Những người khác Lục Lâm Thiên không biết. Khi hắn vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn đánh giá. Cũng không để ý ánh mắt của họ, Lục Lâm Thiên nhìn Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên gật đầu, đại hôn lần trước 3 người đều tới, chỉ vắng mặt Thác Bạt gia tộc. 3 người Thái Công Tĩnh Nhiễm đều gật đầu, kinh ngạc nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song, nhận ra hai nàng đã đạt tới đế giả nhị trọng, đã vượt qua những thần tử thần nữ khác. Siêu siêu. Nhóm người Thánh Thủ Linh Đế cũng rơi xuống phía sau Lục Lâm Thiên. Hừ, chỗ của hoàng tộc, những kẻ bên ngoài rời đi tốt hơn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, rõ ràng muốn nói nhóm người Dương quá. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, mà tính tình Lục Tâm Đồng xưa nay không tốt lắm, liền quát. Bọn chuột nhắt nào thả dám thí, có bản lĩnh đứng ra. Tiện nha đầu, người nói cái gì? Một lão giả của Thác Bạt gia tộc bước ra, hoàng mang chợt lóe, cả ngọn núi run lên, mang theo chân khí bá đạo hùng hồn nhìn Lục Tâm Đồng giận dữ. Bọn chuột nhắt còn dám ra đây, như thế nào, ta đứng ở chỗ này, giẫm phải cái đuôi của ngươi hay sao, mắc mớ gì tới ngươi, khiến cho ngươi nói này nói nọ. Lục Tâm Đồng thản nhiên liếc mắt, cũng không để trong lòng, dưới sự hun đúc của ca ca, từ trước tới nay nàng chỉ biết đúng mức với người nào biết lễ phép, nếu có người tự cho mình siêu phàm. Vậy nàng sẽ không để trong lòng. Suy, trong các đại hoàng tộc có người khẽ cười, cũng có người kinh ngạc, đối với không ít cường giả hoàng tộc mà nói, ai cũng có ngạo khí, nhìn thấy có người không đem họ đặt trong mắt đương nhiên sẽ có bất mãn. Lão giả nổi giận, trong mắt lóe sáng ý, hắn đường đường là tộc trưởng Thác Bạt gia tộc, từ khi nào bị người bên ngoài còn là một tiểu nha đầu mắng vào mặt, điều này làm cho hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ha ha! Thác Bạt Chiêu Dương không giận ngược lại còn cười, nhưng trong tiếng cười mang theo lãnh ý cùng sát khí, hắn đã thật sự giận quá thành cười. Tiện nha đầu không biết trời cao đất dày, người sẽ thật thảm. Ánh mắt Thác Bạt Chiêu Dương âm trầm cực hạn nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng. Bọn chuột nhắt, người có bản lĩnh hãy thử xem. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, nhìn chằm chằm Thác Bạt Chiêu Dương, cũng không để trong lòng, dù là cả Thác Bạt hoàng tộc đối với nàng mà nói giờ phút này cũng không có gì đáng sợ. Tốt, tốt, tốt. Chân khí dao động, Thác Bạt Chiêu Dương nói. Ta sẽ làm cho ngươi hối hận,
cho ngươi biết có chút người ngươi không trêu chọc nổi. Bọn chuột nhắt, chỉ bằng tu vi vũ đế nhất trọng của ngươi, ngươi muốn làm bổn cô nương cười rụng răng hàm hay sao, ha ha. Lục Tâm Đồng mang theo ý cười, lạnh lùng nói. Tâm thần vừa động, nàng cũng không tiếp tục che giấu chân khí linh đế nhị trọng lan tràn, ánh mắt khinh thường nhìn lão giả. Cảm nhận được khí tức của nàng, sắc mặt Thác Bạt Chiêu Dương khẽ run rẩy, bị đả kích không nhỏ. Nhưng đối với Thác Bạt Chiêu Dương mà nói, hắn là tộc trưởng, còn có thổ hoàng khí, muốn vượt cấp đối phó đế giả nhị trọng bên ngoài cũng không khó khăn, cho nên hắn chỉ kinh ngạc với cấp độ tu vi của Lục Tâm Đồng, cũng không đặt vào trong mắt. Không ít người đều kinh ngạc với tu vi của Lục Tâm Đồng, đối với những lão giả đã tu luyện ngàn năm vạn năm thật sự là đả kích không nhỏ. Linh đế nhị trọng thì thế nào, ở trước mặt Thác Bạt hoàng tộc, người còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy. Thác Bạt Chiêu Dương không thể không đứng ra, nếu không sẽ làm mất mặt bản thân lẫn cả Thác Bạt hoàng tộc. Vừa rồi hắn cố ý tìm Phi Linh Môn gây phiền phức, kỳ thật là vì có ý định vãn hồi mặt mũi cho Thác Bạt hoàng tộc, lần trước bọn hắn mất hết mặt mũi tại hư không bí cảnh cùng chỗ ở của Độc Cô hoàng tộc, làm cho bọn hắn biến thành trò cười của những đại hoàng tộc khác. Tam muội, giao cho ta đi, vừa lúc để ta thử xem một ít đồ vật mới lĩnh ngộ gần đây. Khi Lục Tâm Đồng vừa định bước ra, một thân ảnh áo cho nháy mắt đi tới, chính là Dương Quá. Đại ca, vậy giao cho huynh, hãy giáo huấn bọn chuột nhắt kia. Lục Tâm Đồng thoáng do dự cuối cùng lui ra. Yên tâm đi, bọn chuột nhắt kia dám chưng cháo với muội, ta sẽ thay muội giáo huấn hắn. Dương Quá thản nhiên nói, thậm chí cũng không liếc nhìn Thác Bạt Chiêu Dương lần nào. Nghe hai huynh muội nói chuyện như ở chốn không người, điều này làm cho không ít người thầm trào phúng cả hai không khỏi quá cuồng vọng. Chỉ có Lục Lâm Thiên vẫn không nói chuyện, Tiểu Long thấy Lục Tâm Đồng tranh chấp với Thác Bạt Chiêu Dương, sắc mặt khó xem, nhưng thấy lão đại không lên tiếng nên chỉ lặng yên, hắn hiểu rõ tính tình lão đại, sao dễ dàng buông tha cho người Thác Bạt hoàng tộc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người muốn xuất đầu, ta đối phó ngươi trước tiên. Thác Bạt Chiêu Dương quát lạnh, hắn chưa từng gặp Dương Quá nhưng mơ hồ đoán ra thân phận, giờ phút này thấy Dương Quá ra mặt, trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì hắn e ngại một thân độc công cùng thanh lôi huyền đằng của Lục Tâm Đồng, vì vậy cũng không muốn đối chiến với nàng. Tiểu tử, lên đây đi. Thân ảnh Thác Bạt Chiêu Dương dựng lên, đế giả đối chiến giơ tay nhấc chân là rời non lấp biển, hắn cũng không muốn đem ngọn núi nơi này san thành bình địa. Người Thác Bạt hoàng tộc, lúc ở trong Độc Cô gia tộc ta từng đối phó một tên, không gì hơn cái này. Thân ảnh Dương Quá thẳng tắp bay lên, nói. Cho ngươi ra tay trước. Tiểu tử hung hăng càn quấy. Thác Bạt Chiêu Dương tức giận, chân giẫm hư không, không gian xung quanh thổi quét, thổ hoàng khí nương theo sau năng lượng hùng hồn tràn ngập về hướng Dương Quá. Thổ hoàng khí sao? Ánh mắt Dương Quá híp lại, tâm thần vừa động, quanh thân nổi lên cỗ năng lượng vô hình khoảnh khắc quét ra, va chạm cùng năng lượng của Thác Bạt Chiêu Dương. Oanh! Hai cỗ năng lượng đỡ upsilon.ng chạm, không gian xung quanh kích tán như rời non lấp bể. Chỉ nháy mắt thân hình hai người đồng thời thối lui ba bước, mỗi lui một bước hư không nứt vụn thành từng khúc. Dương Quá tựa hồ bị thổ hoàng khí ảnh hưởng, cho nên bị đẩy lui nhiều hơn một ít. Tiểu tử, đã nói ngươi không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt Thác Bạt hoàng tộc chúng ta. Thác Bạt Chiêu Dương cười lạnh, nhìn Dương Quá sử dụng thổ hệ, đã chú định sẽ bị áp chế, muốn thi triển phó thuộc tính thì thực lực nhất định sẽ yếu hơn không ít. Nếm ta một trường. Thác Bạt Chiêu Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội, thân ảnh xuyên qua không gian hiện ra trước người Dương Quá, trường ấn ngưng tụ phá hủy hư không, không gian nứt vụn hung hăng đánh tới, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Quá. Oanh! Trường ấn rơi lên lồng ngực Dương Quá, một ít người trong lòng quan tâm hắn đều run lên. Trước ngực Dương Quá chợt lóe lưu quang, trực tiếp bao phủ trên người hắn, trên thân thể Dương Quá lập tức hiện lên một tầng khải giáp phong cách cổ xưa. Trên khải giáp không ngừng lóe lên điện mang, mang theo chân khí cuồn cuộn khuếch tán, tựa như đầu mãnh thú thật lớn thức tỉnh, thế cho nên không gian xung quanh gió dục mây vần, chân khí dâng lên ngút trời. Khí thế như vậy chấn động lòng người, còn mang theo cỗ khí tức khiến linh hồn rung động, lập tức khiến cho ánh mắt không ít đế giả đều trở nên sáng ngời. Trường ấn đánh lên khải giáp, cự lực ngập trời chút xuống, thậm chí thân hình Dương Quá không chút di động. Ngươi có tư cách hô to gọi nhỏ với tam muội của ta sao? Lời vừa dứt, một đạo thủ ấn huyền ảo bay ra,
nháy mắt bao trùm đồng hóa không gian xung quanh. Thời không chợt rối loạn, làm cho toàn bộ đế giả đều hoa cả mắt. Ngay lúc này Thác Bạt Chiêu Dương chợt cảm giác thổ hoàng khí trở nên hỗn loạn. Gì, thiên phú thời gian của Bạch Hổ hoàng tộc chúng ta. Thiên phú không gian của Chu Tước hoàng tộc chúng ta. Cùng một thời gian, Hổ Khiếu lão tổ, Hổ Uy lão tổ, Chu Hoàng lão tổ, Chu Phượng lão tổ nghi hoặc lẫn kinh ngạc, trong không gian quỷ dị kia rõ ràng có xen lẫn thiên phú lực bộ tộc của họ bên trong. Thật mạnh, thật giống như thời không lao ngục, vận dụng thời gian cùng không gian lực càng thêm xảo diệu cùng huyền ảo. Thử xem thời không hỗn loạn của ta đi. Dương Quá quát lớn. Phanh phanh. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, hai tay Dương Quá mang theo tàn ảnh liên tiếp oanh kích lên lồng ngực Thác Bạt Chiêu Dương, tiếng nổ tung trầm đờ upsilon, c không ngừng vang lên. Đây chính là thiên cấp vũ kỹ mà Dương Quá lĩnh ngộ được lúc ở bên trong Chu Tước hoàng tộc. Giờ phút này Dương Quá thi triển thời không hỗn loạn uy lực tuyệt đối cường hãn khủng bố, thậm chí có thể nói ở trong lực lĩnh ngộ thời gian Dương Quá không bằng Lục Lâm Thiên, nhưng ở lực lĩnh ngộ không gian hắn lại vượt hơn một ít, trong lực dung hợp cả hai hắn cũng mạnh hơn Lục Lâm Thiên. Vào lúc này bên trong không gian quỷ dị, tầm mắt Thác Bạt Chiêu Dương hỗn loạn không chịu nổi, đã không còn cách nào tránh né, chẳng khác gì biến thành bia sống lẫn bao cát, chỉ nháy mắt đã bị Dương Quá oanh kích 10 quyền trên lồng ngực. Phốc! Thác Bạt Chiêu Dương không cách nào thúc giục thủ đoạn phòng ngự, 10 quyền công kích nhanh như chớp của Dương Quá đánh trúng, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch như cho tàn, miệng phun máu tươi. Cẩn thận! Biến cố kinh người làm cho đông đảo đế giả mở rộng tầm mắt. Không ai dự đoán được Dương Quá cứng rắn đón nhận một kích của Thác Bạt Chiêu Dương vẫn bình yên vô sự, còn có thể nháy mắt đánh trọng thương Thác Bạt Chiêu Dương, một lão giả khoảng 70 nháy mắt lao ra đánh thẳng về hướng Dương Quá. Cơ hồ cùng một thời gian Tiểu Long Như bắt được cơ hội, hoàng mang chợt lóe, mơ hồ có kim sắc hỏa diễm dựng lên, bộc phát ra khí thế hung hãn với một tốc độ cực nhanh ngăn cản trước người lão giả kia. Còn bà nó, ỷ lớn hiếp nhỏ coi như xong, còn muốn lấy nhiều khí ít hay sao? Ta không đồng ý. Lời vừa dứt, một đạo quyền ấn xen lẫn kim sắc hỏa diễm cùng yêu hoàng linh hoàng khí xuyên thủng không gian trực tiếp ập về hướng lão giả. Ánh mắt lão giả cả kinh, làm sao còn dám khinh thường, đồng thời tung ra một quyền mang theo thổ hoàng khí oanh thẳng tới. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm vào nhau. Giữa không trung vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Phanh! Không gian vỡ nát, kinh khí thổi quét. Một tiếng vang trầm thấp làm người xung quanh run lên. Đặng đặng, hai thân ảnh đồng thời bật lui ra sau mấy bước, ít nhất từ một kích này mà xem thực lực hai người tuyệt đối là 8 lạng nửa cân, bất phân thắng bại. Cút xuống cho ta. Cùng lúc đó một quyền cuối cùng của Dương Quá đã nện lên lồng ngực Thác Bạt Chiêu Dương. Phanh, Thác Bạt Chiêu Dương phun máu tươi, thân hình hung hăng nện xuống ngọn núi bên dưới, trực tiếp lõm vào một rãnh sâu. Thác Bạt gia tộc không gì là ghê gớm cả, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt tam muội của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Dương Quá thu hồi khải giáp, lạnh lùng nói. Dương Quá lão đại, bây giờ ngươi mới biết được Thác Bạt gia tộc không có gì hơn cái này sao? Tiểu Long mỉm cười, đi tới bên người Dương Quá, cũng không tiếp tục ra tay, dù sao đối phương có tu vi vũ đế tam trọng, muốn đánh trọng thương không khó, nhưng lại không thể giết chết. Cho nên không cần tiêu phí quá nhiều sức lực. Giờ phút này mọi người mới chân chính ý thức được hai người này đáng sợ cực điểm, không phải người bình thường, cho dù là Dương Quá cũng chỉ che giấu hào quang mà thôi, nhưng hắn là cường giả trẻ tuổi cường hãn đủ khiếp sợ đại lục. Phốc! Thác Bạt Chiêu Dương phun máu tươi, run rẩy bò lên, trên khuôn mặt trắng bệch nhìn lên Dương Quá mang theo vẻ bi phẫn tức giận lại kinh hãi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ha ha, hai tiểu bối ngông cuồng! Chẳng lẽ ỷ vào chút thực lực lại không đem Thác Bạt hoàng tộc xem vào trong mắt hay sao? Một đế giả của Thác Bạt hoàng tộc bước ra, tuổi trẻ hơn vũ đế tam trọng, hàm râu đen nhánh, mái tóc lại nhìn qua như tuyết trắng. Người này vừa xuất hiện, năng lượng biến hóa, cả không gian áp lực trầm trọng, khiến người như ngạt thở. Nói rất đúng, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn đem Thác Bạt gia tộc xem vào trong mắt, nếu Thác Bạt gia tộc muốn lấy nhiều khi ít, thậm chí là xa luân chiến. Ta phụng bồi. Lục Lâm Thiên bước ra, không gian tràn ngập cỗ chân khí tiêu sát sắc bén, khiến cỗ áp lực tạm thời bị thổi quét xua tan không ít. Nhóm người thánh thủ linh đế đều đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên, ý tứ đã rõ ràng, chỉ cần Lục Lâm Thiên nói động thủ họ lập tức công kích đối phương. Lão đại, trước khi tiến vào thiên trùng,
có cần tiêu diệt Thác Bạt gia trước hay không? Tiểu Long cũng không khách khí, ánh mắt tà khí đảo qua, không chút sợ hãi. Vừa nghe lời của Tiểu Long, sắc mặt người Thác Bạt gia biến đổi, bọn hắn không chút hoài nghi nếu thật sự động thủ có hại tuyệt đối là bọn họ. Chư vị, đều là chút hiểu lầm, thiên chủng ở trước mặt, đại sự quan trọng hơn, dù có mâu thuẫn cũng chờ tương lai rời khỏi thiên chủng rồi tiếp tục tính toán được không? Một lão giả già nua gầy gò đứng trong hiên viên gia tộc thoáng do dự, chậm rãi tiến lên một bước liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nhìn qua một lão giả tóc vàng đứng bên trong đội ngũ Thác Bạt hoàng tộc nói. Người Thác Bạt gia tộc vốn hùng vĩ dày trọng, nhưng lão giả này lại vô cùng phong phanh gầy ốm. Không sai, đều lui một bước đi, chính sự quan trọng hơn. Một lão giả trong Độc Cô gia tộc cũng bước lên, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên mang theo thâm ý nói. Hiên viên Cương Phong, người nói không sai, đại sự quan trọng hơn, có một số việc sau này tiếp tục tính cũng không sao. Lão giả phong phanh liếc nhìn lão giả tóc bạc nói. Hừ, lão giả kia trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lại hừ lạnh một tiếng mới lui xuống. Người này cường hãn a. Lục Lâm Thiên đánh giá lão giả phong phanh kia, thực lực của lão giả này cùng lão giả tóc bạc tuyệt đối cao hơn huyết kiếm đại đế. Bất quá có chút người cũng nên nhớ cho kỹ. Người của Lục gia cũng không phải dễ trêu chọc. Lục Lâm Thiên lui ra sau một bước, cũng không muốn động thủ ngay lúc này, dù sao đang ở thời kỳ phi thường, bảo tồn thực lực tốt hơn. Nhưng tận sâu trong nội tâm, Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha người Thác Bạt hoàng tộc, nếu ở trong thiên chủng chỉ cần có cơ hội hắn cũng không ngại động thủ với bọn họ, bởi vì cảnh giới của hắn cũng đã đầy đủ, chỉ còn thiếu chân khí cùng linh lực để đột phá. Mà chuyện chính sự kia Lục Lâm Thiên cũng biết. Chỉ sợ chính là việc các đại hoàng tộc cần liên thủ đối phó thiên đế. Ánh mắt lão giả phong phanh đảo qua Lục Lâm Thiên, lại nhìn qua bốn đại thú hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc cùng Bắc Cung hoàng tộc, cuối cùng cũng không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ chớp động. Lâm Thiên, đại sự làm trọng, dù có ân oán gì với Thác Bạt hoàng tộc đợi sau này tiếp tục giải quyết đi. Độc Cô hồn long truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn hắn khẽ gật đầu, dù sao cũng phải nể mặt hắn. Nhưng nếu Thác Bạt hoàng tộc lại tới trêu chọc mình, vậy đợi tới lúc đó rồi xem. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt nhìn qua phương xa, thân ảnh đột nhiên biến mất, điều này làm mọi người có chút nghi hoặc. Trên một ngọn núi xa xa, hai thân ảnh xinh đẹp đang đứng thẳng nhìn ra viễn không, chính là mẫu tử Lăng Thanh Tuyền cùng Du Thược. Hai mẫu tử nhìn chăm chú về phía trước như đang tìm kiếm ai đó, nhưng không dám tới gần, bởi vậy cũng khó thể tìm được mục tiêu của mình. Mẹ! Đi vào thiên chủng thật sự chỉ có vào không thể đi ra sao? Du Thược tràn đầy lo lắng hỏi. Mẹ chưa từng nghe nói qua còn có người đi ra, vô số đế giả đi vào, đều như đá chìm đáy biển. Lăng Thanh Tuyền nói. Vậy ngoại công cùng, hắn, không có việc gì đi. Du Thược có chút bất an hỏi. Du Thược, nguyên lai trong lòng con còn có cha, lần này dù chỉ vào không thể đi ra, cha cũng không có gì tiếc nuối. Đúng ngay lúc này một âm thanh chợt vang lên, chính là Lục Lâm Thiên. Hai nữ tử quay đầu lại, trong mắt đều có chút xúc động nhưng vẫn không nói gì. Thanh Tuyền, mấy năm nay làm khó nàng, lúc trước là ta không đúng, lại để một mình nàng nuôi dưỡng Du Thược, ta thật xin lỗi nàng. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử luôn có vướng mắc với mình, không nghĩ tới nàng là mẫu thân của nữ nhi mình, điều này chỉ có thể khiến cho hắn cảm thán tạo hóa trêu người. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên. Những lời này nói trúng nội tâm mềm mại nhất của nàng, làm nàng chợt run lên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút dao động. Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền, chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói. Thanh Tuyền, ta không thể bù đắp lại những gì đã làm với nàng, lần này tiến vào thiên chủng, cũng không biết kết quả như thế nào, cho dù ta không nhận mạng, nhưng cho tới nay chỉ có vào mà không ai đi ra, ta cũng không thời gian bù đắp được gì, những gì thiếu nàng sau này có cơ hội ta sẽ trả lại. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn qua vẻ mặt ngơ ngác của Du Thược, lộ nụ cười hỏi. Du Thược, cha biết trong lòng con trách móc cha, trách cha có lỗi với mẹ con, trách cha không ở bên cạnh con, trách cha động thủ với linh vũ giới, có đôi khi chuyện của người lớn thật phức tạp, cũng rất bất đắc dĩ, về phần con, cha thật áy náy lại không thể thay đổi được chuyện gì, nhớ kỹ, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì tới Lục gia tìm ca ca con đi. Ta không phải người Lục gia, sẽ không đi Lục gia. Du Thược cắn môi nói. Nhìn bộ dáng của Du Thược, Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Con thật sự giống mẹ con như đúc,
tính tình cũng là như thế. Lục Lâm Thiên nói xong, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngây ngô của Du Thược, ánh mắt Du Thược do dự, cuối cùng cũng không tránh né nhưng không nói chuyện, lẳng lặng đứng yên trước mặt Lục Lâm Thiên, tùy ý cho hắn dùng bàn tay ấm áp dán lên khuôn mặt của nàng. Du Thược run lên, đây là tay cha nàng, từ nhỏ tới lớn nàng vô số lần nghĩ tới, cha có thể ôm nàng, nựng nàng, nhưng cuối cùng người mà nàng cho rằng cửu nhân giết cha lại trở thành cha của nàng. Hô! Đúng ngay lúc này không gian nổi lên dao động, xương trắng như màn trời che phủ không gian phía trước nổi lên dao động, một cỗ chân khí hùng hồn như núi lớn tràn ra, làm trong lòng mỗi đế giả giống như bị tảng đá lớn chấn áp lên người. Suy! Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên mảnh xương mù dày đặc mở mang, trong lòng biến thành ngưng trọng. Hô hô! Khí tức kia khiến toàn bộ đế giả đều vô cùng áp lực, từ trong xương mù dày đặc tràn ra một cỗ năng lượng dao động khủng bố, như một đầu mãnh thú thức tỉnh, làm trong lòng mọi người bắt đầu run rẩy. Chỉ nháy mắt một cửa động lớn hơn vạn thước xuất hiện, kéo dài xuyên qua thiên địa, phóng thích chân khí làm đế giả đều kinh hãi. Toàn bộ đế giả tiến vào thiên chủng, không được sai sót, kẻ vi phạm giết không tha. Một âm thanh thê lương xa xưa quanh quẩn cả không trung. Siêu siêu, nhóm người đế đạo minh vừa nghe, không dám chống lại. Bất đắc dĩ bay lên trực tiếp tiến vào cửa động không gian xung quanh, dù sao các đại sơn môn đều đã an bài, có đi vào thiên chủng cũng không còn nỗi lo về sau. Người tứ đại thú hoàng tộc cùng nhân hoàng tộc dù không cam lòng nhưng cũng phải tiến vào bên trong. Tất cả mọi người vào đi thôi. Lục Tâm Đồng quay đầu nhìn xa xa, nói một câu, dưới chân lướt động, thân ảnh lập tức tiến vào cửa động, đế giả Phi Linh Môn cùng Bạch Linh, mẫu đơn đều đi theo vào. Hiu hiu. Thật nhiều thân ảnh bay lên, tiến vào trong cửa động, biến mất không thấy. Cha phải đi vào rồi, còn có thể gọi cha một tiếng cha không? Lục Lâm Thiên nhìn lên cửa động, cúi đầu nhìn Du Thược hỏi. Ánh mắt Du Thược dao động, nhìn nam tử trước mắt nhưng vẫn khó thể mở miệng. Được rồi, ta phải đi, nhớ rõ, sau này nếu hai người có phiền toái thì đi tìm Lục gia cùng Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Du Thược, khẽ cười. Thân ảnh lập tức bay lên giữa không trung, nhìn hai mẫu tử một lần cuối cùng, lắc mình tiến vào bên trong cửa động, nháy mắt đã biến mất. Ngươi phải bảo trọng, nếu ngươi có thể đi ra, ta sẽ tha thứ ngươi. Lăng Thanh Tuyền nhìn màn xương trắng quát lớn một tiếng. Cha! Nhìn thanh ảnh biến mất trong xương mù dày đặc, Du Thược khẽ hô một tiếng, thân thể đuổi theo vài bước, ánh mắt đã mất đi dấu vết thanh ảnh, trong hốc mắt đã ướt át. Du Thược, tha thứ cho cha con đi. Nếu không phải mẹ lừa con cũng sẽ không hận cha con, chuyện giữa cha mẹ, con còn chưa biết. Lăng Thanh Tuyền đi tới bên cạnh Du Thược nói. Mẹ, cha sẽ không sao chứ? Du Thược nhìn cửa động dần dần tiêu tán, màn xương trắng lại cắt ngang giữa thiên địa. Lăng Thanh Tuyền ôm nữ nhi vào lòng, thoáng do dự nói. Hắn sẽ không sao, cha con sáng tạo rất nhiều kỳ tích, lần này mẹ tin tức hắn cũng có thể. Lục Lâm Thiên tiến vào trong cửa động, khí thế hung hãn khiến hắn hết hơi, khí tức này thật giống như lúc vụ tinh hải mở ra, nhưng mạnh hơn gấp ngàn lần. Ngay lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trong một không gian trống trải, hắn nhìn thấy không ít đế giả xung quanh, mọi người yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt họ rung động nhìn chăm chú về phía trước. Lục Lâm Thiên cũng nhìn qua, trong lòng chợt sản sinh cảm giác nhỏ bé. Trước mặt hắn là một mảnh biển khơi nối liền cùng bầu trời, mây mù nồng đậm. Mọi người đứng trên hảo đảo sương mù dày đặc, hải đảo uốn lượn phập phồng, trong ngàn núi vạn khe giống như cự long uốn lượn xoay quanh, mênh mông vô bờ, nơi nơi tang thương sâu kín. Trong hải đảo có một tòa cung điện khổng lồ ngàn thước, xuyên thẳng chân trời, nhìn không thấy cuối, như thương long ngẩng đầu, mơ hồ chứng kiến vài tinh tú thoáng hiện. Nhìn lên khí thế ngút trời, khiến trong lòng người cảm thấy thật nhỏ bé. Đây là vụ tinh đại điện sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Cung điện sừng sững giữa thiên địa, giờ khắc này còn có cỗ khí tức khác thường tràn tới, khí tức thê lương viễn cổ, làm linh hồn người rung động. Lần trước Lục Lâm Thiên cũng không biết vụ tinh đại điện, nhưng về sau lại nghe nói không gian mình đi vào chính là vụ tinh đại điện, lần này tận mắt chứng kiến, chân khí tang thương viễn cổ làm cho hắn có cỗ xúc động muốn phủ phục cúi lại. Tòa cung điện khổng lồ vẫn nằm lẳng lặng nơi đó, nhưng trong vô hình giống như một đầu cự long phủ phục nằm ngủ, làm cho người ta không dám tới gần. Đại điện đứng vững trong thiên địa, ở biên duyên có 9 góc, nhìn qua thật giống như cái tháp, mơ hồ còn có dấu vết bí văn,
chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã tồn tại ngàn vạn năm trong thiên địa này. Lục Lâm Thiên đánh giá đại điện, không quên nhìn khắp xung quanh, hắn cũng đã thấy được không ít thân ảnh, cũng không phải người của Đế Đạo Minh, chỉ đứng riêng một mình. Lục Lâm Thiên suy đoán, những người này hẳn là tán tu đế giả lánh đời, trên đại lục đúng là nhân tài ẩn giật, còn có cả tán tu đế giả tồn tại, nếu không phải đế giả triệu hoán, sẽ không ai biết họ đang tồn tại. Tử Yên, Lam Thập Tam. Lục Lâm Thiên nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc ở trong góc, bên cạnh hai người còn có ba thân ảnh, đều là đế giả. Khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy họ, họ cũng nhìn hắn mỉm cười gật đầu chào. Thiên địa các quả nhiên cường hãn. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm kinh ngạc, khó trách không ai dám trêu chọc thiên địa các, ngoại trừ Tử Yên cùng Lam Thập Tam, thực lực ba đế giả còn lại đều không bình thường. Giới chủ linh vũ giới, huyết kiếm đại đế. Bốn thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt Lục Lâm Thiên, chính là giới chủ linh vũ giới cùng huyết kiếm đại đế, ngoài ra còn sinh tử Diêm La. Lần này nhìn xem ngươi còn trốn chỗ nào. Một tiếng quát truyền ra, người Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia đều nhảy tới vây quanh giới chủ linh vũ giới. Hai người mặc trường bào, bộ dáng tiên phong đạo cốt, Bắc Cung gia là một lão giả 70 tản ra sinh cơ bừng bừng làm người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt vô cùng khoan khoái. Mà người Độc Cô gia là một lão giả có đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, làm cho người ta có cảm giác linh hồn rung chuyển. Kiệt Kiệt, như thế nào, vì Vô Tự Thiên Thư, các ngươi lại tính toán liên thủ sao, chỉ tiếc các ngươi còn không ngăn được ta. Giới chủ linh vũ giới vẫn đeo mặt nạ. Ánh mắt không có chút e ngại hay muốn lùi bước. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hai vị đế giả kia hẳn là người lần trước đã ngăn cản nhóm người linh vũ giới nhưng vẫn để cho họ chạy thoát. Vô Tự Thiên Thư. Giờ phút này vừa nghe nhắc tới Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt mọi người đều tập trung vào giới chủ linh vũ giới, có cường giả mơ hồ bước ra đem giới chủ phong tỏa bên trong, mà lão giả phong phanh cũng bước tới gần. Một đám cường giả đều lộ tinh quang, tùy thời đều muốn ra tay. Dù cần liên thủ đối phó linh vũ giới chủ cũng không phải là không thể nào. Nhìn thấy ánh mắt các cường giả đều tập trung tới, huyết kiếm đại đế cùng sinh tử Diêm La có chút hoảng hốt, bước chân hơi lui ra sau lưng linh vũ giới chủ. Linh vũ giới chủ tựa hồ đã sớm tính toán tới việc này, liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói. Kiệt Kiệt, vì Vô Tự Thiên Thư, các ngươi định liên thủ đối phó ta hay sao? Giao ra Vô Tự Thiên Thư, tha cho ngươi một mạng. Một thân ảnh từ chỗ Chu Tước hoàng tộc nhảy ra, mang theo thú hoàng khí, ánh mắt cũng có cỗ khí tức nóng bỏng, trong mắt hiện vẻ tham lam, chính là Chu Phượng lão tổ. Kiệt Kiệt, tha cho ta một mạng, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Linh vũ giới chủ lãnh đạm nhìn thoáng qua Chu Phượng lão tổ, dáng vẻ phong khinh vân đạm, khí độ vẫn thong dong như trước. Lục Lâm Thiên híp mắt nhìn qua, trong lòng cũng có chút cảm xúc, trước không nhắc tới ân oán giữa hắn cùng linh vũ giới chủ. Chỉ bằng dáng vẻ thong dong đối mặt với cường địch vây quanh như linh vũ giới chủ, cũng đã đủ chứng minh người này bất phàm. Từ sau khi tiêu diệt linh vũ giới, trong đầu Lục Lâm Thiên vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, thực lực linh vũ giới chủ tuyệt đối cường hãn tới cực điểm, nếu không cũng không thoát khỏi sự vây công của cường giả hai hoàng tộc. Nhưng sau khi hắn chạy thoát, lại không hề có ý báo thù, điều này làm Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn, không hiểu ý đồ của hắn là vì sao. Trong mắt Chu Phượng lão tổ lộ lãnh ý. Khí tức nóng cháy lan tràn, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi đã không giao ra Vô Tự Thiên Thư, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn đã muốn động thủ, trên trường bào đỏ như lửa thật sự tràn ngập ra ngọn lửa đỏ tươi chân chính. Vốn đã có không ít cường giả các hoàng tộc đã muốn ra tay, nhìn thấy Chu Phượng xung phong lên trước, ánh mắt dao động không tiếp tục có động tác, có người đi đầu cũng là một điều có lợi mà tuyệt đối vô hại cho mọi người. Oanh Long. Nhưng vào thời khắc này, cung điện khổng lồ đột nhiên run lên, cả quảng trường mênh mông đều chao đảo. Răng rắc, chỉ thấy bí văn chớp động, đại điện lộ ra cửa đá khổng lồ, một thông đạo trắng xóa xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ đế giả tiến vào thiên chủng, sinh tử có mạng, người được đại cơ duyên có thể một bước lên trời, vận khí không tốt sẽ hồn phi phách tán. Âm thanh thê lương viễn cổ vang lên, tựa như tiếng chuông vang vọng khắp cả không gian. Thiên đế đại nhân. Không ít đế giả ngẩng đầu lộ vẻ cung kính, lại lộ ra ánh mắt phức tạp. Kiệt Kiệt, muốn đi vào thiên chủng, như vậy kế hoạch các ngươi muốn liên thủ đối phó ta cũng khó mà thực hiện, ta sẽ không phụng bồi. Linh vũ giới chủ nghe âm thanh xa xưa, trong mắt lộ vẻ cười lạnh, thân ảnh nhảy lên,
mang theo huyết kiếm cùng sinh tử Diêm La đi vào trong đại điện khổng lồ. Hừ! Chu Phượng lão tổ quát một tiếng, cũng không có cách nào, cũng không ai dám ngăn cản Linh Vũ giới chủ, đều theo sau tiến vào trong cung điện. Chúng ta cũng vào đi thôi. Trên mặt cường giả hoàng tộc cùng Tử Hiên lão tổ, Bạch Côi lão tổ đều mang theo vẻ buồn rầu, cuối cùng Long Phàm lão giả vung trường bào, dẫn đầu đi vào trong thông đạo, cường giả tứ đại thú hoàng tộc cũng không do dự theo sau. Siêu siêu! Sáu đại nhân hoàng tộc lập tức đi theo. Lão đại, chúng ta cũng nên đi vào. Tiểu Long cùng nhóm người Bạch Linh đều chờ Lục Lâm Thiên. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Suy! Thân ảnh hắn dẫn đầu, ngân mang chợt lóe, đi thẳng vào thông đạo trắng xóa, nhóm người Tiểu Long lập tức theo sau. Khi người cuối cùng đi vào thông đạo nháy mắt khép lại, bí văn quanh quẩn. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện hai nhân tuyển, cuối cùng có thể thành công hay không, ai có thể thành công, hết thảy còn chưa biết, không nghĩ tới tính đi tính lại cuối cùng là như thế. Trên tháp lớn khổng lồ có lớp mây mù quanh quẩn dày đặc, một thân ảnh tập tễnh xuất hiện, lẳng lặng ngây người một lát sau đó lại tiêu tán trong mây mù biến mất. Hô! Lục Lâm Thiên vừa vào thông đạo, liền bị một cỗ hấp lực thật lớn cắn nuốt, còn chưa kịp phản ứng thân hình đã bị truyền tống tới một không gian xa lạ. Đi vào trong không gian xa lạ, áp lực nháy mắt biến mất, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn quanh, nơi này là một dãy núi non vô tận. Núi non liên miên, diện tích vô hạn vô biên, vô cùng vô tận, nhưng lại không có vẻ xanh tươi tốt, ngược lại mang cảm giác điều hưu. Trong cung điện còn có chỗ núi non khổng lồ như thế, làm Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, thật khó tưởng tượng không gian đại điện có thể lớn như vậy, Lục Lâm Thiên biết thiên chủng nằm trong vụ tinh đại điện. Mà trong vụ tinh đại điện lại có không gian lớn như vậy, thật sự làm cho hắn kinh ngạc. Tiểu Long, Vô Song. Lục Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, nhóm người Vô Song biến mất, đợi một lúc cũng không thấy ai, chỉ sợ mọi người đã bị phân tán trong thông đạo, phỏng chừng họ cũng giống như hắn, một mình xuất hiện ở nơi nào đó. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng mọi người đừng gặp phải nguy hiểm gì, nơi này không phải đất lành. Nếu không bao nhiêu năm qua làm sao có đông đảo đế giả đi vào nhưng không ai trốn thoát. Lục Lâm Thiên chợt biến mất tại chỗ, sau một lát hắn đã đi tới một khe núi, trong khe sâu đều có nham thạch lởm chởm, núi non cao ngất. Dưới một ngọn núi khổng lồ, Lục Lâm Thiên nhìn thấy một mảnh đá vụn hỗn độn, ánh mắt khẽ biến, hắn nhìn thấy một thân hình cầm một thanh binh khí giống như côn đang nửa quỳ dưới đất, thanh binh khí cắm vào trong nham thạch, mơ hồ mang theo uy áp làm lòng người run rẩy. Rất rõ ràng đã lên tới thần khí, còn không phải bình thường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào thân hình kia, mơ hồ lan tràn uy áp làm hắn nhíu mày, đế giả kia khi còn sống ít nhất lên tới cấp độ vũ đế ngũ trọng. Người này làm sao vẫn lạc, Lục Lâm Thiên cũng không quan tâm, Lục Lâm Thiên chỉ để ý mình vừa xuất hiện đã nhìn thấy một vũ đế ngũ trọng vẫn lạc, điều này làm trong lòng hắn càng thêm lo lắng, tùy tiện có thể nhìn thấy vũ đế ngũ trọng tử vong ở đây. Đủ thấy nơi này không phải đất lành. Lục Lâm Thiên cẩn thận kiểm tra bốn phía, từ những hòn đá vụn hỗn độn cùng không ít ngọn núi bị sụp đổ mà xem, nơi này nhất định từng trải qua giao thủ kịch liệt mới tạo thành bộ dáng như vậy, nhưng không biết là do người đồng hành gây ra, hay là vật gì đó khủng bố tạo nên. Làm trong lòng hắn có chút lo lắng chính là nếu do vật khủng bố tạo thành, như vậy tuyệt đối không tầm thường, chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Lục Lâm Thiên lập tức thu lấy thi thể đế giả kia vào giới chỉ, đây là trọng bảo tuyệt đối, nếu không thu thập cũng không phải phong cách của hắn. Sau khi thu thập xong, Lục Lâm Thiên lập tức rời đi, càng lúc càng ngưng trọng lẫn cẩn thận, nói không chừng một giây sau chính hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Suy! Sự cẩn thận của hắn không sai, ngay lúc hắn dừng trên bầu trời sơn cốc, giữa không trung đột nhiên bắn ra cỗ hàn khí âm trầm xuyên thủng không gian lao nhanh về phía hắn. Oanh! Bởi vì cẩn thận đề phòng, khi cỗ hàn khí mới xuất hiện Lục Lâm Thiên lập tức phát giác, một đạo quyền ấn cấp tốc bay ra, tiếng nổ vang dội lan truyền ra ngoài. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là cỗ hàn khí bị chấn vỡ, nhưng lại hóa thành một cỗ hàn khí âm trầm khuếch tán trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Cỗ hàn khí vừa xâm nhập vào cơ thể, lại băng hàn thấu xương làm Lục Lâm Thiên không nhịn được run lên, giống như có thể cạo vỡ cả gân cốt cơ thể của hắn. Cảm giác được tác dụng quỷ dị của hàn khí, Lục Lâm Thiên thúc dục Tử Kim Huyền Lôi, lôi đình nháy mắt tràn ra, Tử Kim Huyền Lôi giống như khắc tinh của hàn khí, nháy mắt liền bị phá hủy thật dễ dàng. Hàn khí vừa bị phá hủy,
Lục Lâm Thiên đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước, tâm thần lập tức lan tràn. Hiu hiu. Đúng lúc này hai bên trái phải lại bắn ra hai đạo hàn khí nháy mắt xuất hiện bên người hắn, không mang theo chút không gian dao động. Vì thế hắn cũng không đúng lúc phát hiện, mãi tới khi hàn khí đi tới bên người hắn mới kịp phản ứng nhưng muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Oanh oanh. Trong lúc vội vàng, Lục Lâm Thiên đánh ra hai đạo tử kim lôi đình, hai đạo hàn khí tuy rằng bị phá huy nhưng vẫn tiếp tục thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Không có thời gian do dự, hắn lại thúc giục tử kim huyền lôi, lập tức phá hủy hàn khí. Hiu hiu. Khi hắn vừa phá hủy hàn khí, lại tiếp tục có hàn khí bắn tới bên người khiến sắc mặt hắn đại biến, hắn cũng không sợ chúng công kích mà vì e ngại tác dụng quỷ dị của chúng. Ông! Lục Lâm Thiên thúc giục huyễn ảnh thanh vũ dực, thân ảnh cấp tốc phá không biến mất tại chỗ, hiểm hiểm tránh được hàn khí công kích. Đương nhiên hắn cũng không quên thúc giục tử kim huyền lôi, bởi vì lôi đình chính là khắc tinh của hàn khí. Hiu hiu! Từng đạo hàn khí không ngừng xuất hiện, không biết là bị vật gì ảnh hưởng liên tục công kích Lục Lâm Thiên. Mỗi đạo hàn khí chỉ sợ dù là đế giả cũng khó thể đối kháng. Lục Lâm Thiên thúc giục huyễn ảnh thanh vũ dực, không ngừng tránh né, nhưng hàn khí công kích không hề có chút quy luật, làm cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ nháy mắt hàn khí đã bao vây cả thiên không, dù tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ dực thật lợi hại nhưng hắn vẫn bị đánh trúng, cũng may có tử kim huyền lôi không ngừng phá hủy được hàn khí. Từ nơi nào xuất hiện vậy? Sau thoáng hoảng sợ, Lục Lâm Thiên thúc giục huyễn ảnh thanh vũ dực tránh né hàn khí. Rốt cục phát hiện hàn khí xuất hiện từ một động sâu khổng lồ dưới đất, diện tích phải hơn ngàn thước, liếc mắt nhìn lại sâu không thấy đáy. Hiu hiu. Nguyên bản hàn khí công kích âm thầm không tạo ra âm thanh dao động, nhưng bây giờ lại tràn ngập rậm rạp cho nên làm Lục Lâm Thiên phát hiện nguồn gốc, nói đó lớn hơn ngàn thước, sâu không thấy đáy. Bởi vì hàn khí phóng ra theo độ cung hình tròn tung lên cao, cho nên đem không gian hơn vạn thước xung quanh đều thâu tóm vào bên trong phạm vi công kích. Hàn khí quỷ dị, chỉ phải đi xuống dưới mới an toàn. Lục Lâm Thiên không thể tránh né, chỉ nhủ thầm. Bởi vì hàn khí được hang sâu phóng lên theo cung hình tròn tung lên cao, cho nên càng đi thấp xuống thì diện tích phóng ra càng nhỏ. Lục Lâm Thiên vừa phát hiện liền không chút do dự thúc giục huyễn ảnh thanh vũ dực, dùng tử kim huyền lôi bao phủ thân hình mạnh mẽ đối kháng vài đạo hàn khí âm trầm, rốt cục đã rơi xuống bên cạnh động sâu dưới đất. Nơi này cũng có một khoảng diện tích vài thước là khu vực an toàn, ngược lại không có hàn khí bay ra, nhưng có thể nhìn thấy rõ hàn khí khủng bố bao nhiêu, bên trong kèm theo sát khí, với thực lực Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được dùng mình. Từng đạo hàn khí âm trầm rậm rạp vẫn tiếp tục bay lên, Lục Lâm Thiên chỉ có thể trốn sang bên cạnh, nếu hắn đi ra ngoài nhất định sẽ bị tập kích. Giờ phút này hắn đã xác định hàn khí không phải cố ý nhằm vào chính mình. Nhưng không biết nguyên nhân vì sao trong động luôn có hàn khí bắn ra như thế. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang suy tính có nên mạnh mẽ đột phá đi qua khỏi khu vực quỷ dị này hay không, hàn khí lại ngày càng ít dần, mặc dù tiêu tán không ít nhưng một lát sau lại biến mất không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên lại có đạo hàn khí bay ra, không gian xung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua hàn khí vẫn tràn đầy trong động sâu, mang theo sát khí làm người ta cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này đại hồn anh như cảm giác được điều gì, bắt đầu dâng lên cỗ xúc động muốn lao xuống bên trong động sâu bên dưới. Chẳng lẽ có cơ duyên? Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển, thiên đế có nói qua, bên trong thiên chủng sẽ có đại cơ duyên, sau thoáng do dự, hoàng mang chợt lóe, Lục Lâm Thiên khởi động thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ rực rung lên thả người nhảy xuống động sâu, lại thúc giục tử kim huyền lôi hộ thể đối kháng hàn khí cùng sát khí. Động sâu không thấy đáy. Hàn khí càng lúc càng dày đặc, ngẫu nhiên có hàn khí lướt ra nhưng cũng không đánh trúng được thân thể Lục Lâm Thiên. Một lát sau Lục Lâm Thiên đã rơi xuống đất, giống như đã vào sâu trong lòng đất, nơi nơi đều là hàn khí âm hàn tàn sát bừa bãi, không gian mang theo ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhưng vẫn có vẻ hôn ám. Nơi này có địa hình như bình nguyên, cực kỳ bằng phẳng, diện tích thật lớn, xa xa còn nhìn thấy không ít tảng đá lớn lởm chởm, âm phong thổi qua khiến không gian càng thêm âm trầm. Hiu hiu. Lại vài đạo hàn khí mang theo sát khí lướt ra, nháy mắt phóng lên trời cao. Suy suy. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã đi xuống tận sâu trong địa tâm lòng đất, đại hồn anh càng thêm xôn xao, đây là bản năng, nóng lòng muốn lao ra ngoài, khiến Lục Lâm Thiên cũng khó thể khống chế. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, đi xem. Lục Lâm Thiên thoáng do dự,
cắn răng đi về phía trước, hàn khí âm trầm gào thét đem không gian xung quanh chấn thành mảnh nhỏ, chỉ sợ dù đế giả bình thường đi vào cũng sẽ bị ảnh hưởng, kết cục thế nào cũng có thể nghĩ được. Trời ạ, đó là... Một khắc sau, Lục Lâm Thiên dừng phát lại, nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt làm hắn vô cùng rung động. Trong không gian mở mang phía trước, chỉ thấy hai luồng long quyển phong bạo gấp rút xoay tròn dây dưa, ở biên duyên còn có khe không gian tối đen hiện ra, mà không gian xung quanh đều nứt vụn thành từng khúc. Hàn khí bao trùm khắp cả không gian, mang theo sát khí tràn ngập khắp cả hư không xung quanh. Bởi vì hai cỗ âm hàn sát khí ngưng tụ thành long quyển phong bạo dây dưa cùng một chỗ, không ngừng có năng lượng âm hàn bắn nhanh ra ngoài, khi tới mức độ nhất định đều sẽ tự tiêu tán, mà năng lượng âm hàn mãnh liệt lại không có quy luật xuyên thủng không gian bắn thẳng lên động sâu trên mặt đất. Đó là vật gì? Nhìn hai luồng long quyển phong bạo thật lớn trước mắt, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, làm cho hắn có cảm giác mình thật nhỏ bé. Bên trong hai cỗ long quyển phong bạo mơ hồ phóng tích chân khí năng lượng cuồn cuộn, hàn khí âm trầm mang theo sát khí, lúc này làm trong lòng Lục Lâm Thiên càng ngưng trọng chính là, trong hai cỗ long quyển phong bạo tựa hồ còn có dấu vết linh hồn dao động, chứng minh nó chính là vật sống. Nếu nó là vật sống, như vậy hàn khí âm trầm bắn ra đủ đánh chết đế giả bình thường, như vậy thực lực của chính nó lại cường hãn tới tình trạng nào, điều này làm trong lòng Lục Lâm Thiên lo lắng lẫn ngưng trọng. Hai cỗ long quyển phong bạo giống như đang cắn nuốt đối phương, trong đó có một cỗ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đã đem cỗ thứ hai cắn nuốt bao trùm. Cỗ thứ hai tận lực giãy giụa nhưng không cách nào giãy thoát sự cắn nuốt của cỗ thứ nhất. Mà long quyển phong bạo thứ nhất càng lúc càng lớn, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang gào thét, tiếng vang khuếch tán khiến linh hồn dao động cùng sát khí nơi này càng lúc càng nồng nặc. Chân khí của linh hồn dao động mang theo uy áp đế giả thật lớn, uy áp mạnh tới mức khiến Lục Lâm Thiên cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này đại hồn anh càng thêm hưng phấn, nếu không phải Lục Lâm Thiên mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ đã xông ra ngoài, nhưng mặc dù là vậy đại hồn anh cũng không ngừng dao động. Chẳng lẽ đều là tàn hồn cùng sát khí, nhưng đây rõ ràng là linh hồn dao động, không giống như tàn hồn, chẳng lẽ? Ngẩng đầu nhìn lên hai cỗ long quyển phong bạo, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới một việc, đại hồn anh theo bản năng cảm giác được hưng phấn, như vậy hai cỗ long quyển phong bạo đều do năng lượng tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ hình thành. Bên trong thiên trùng hẳn có vô số đế giả vẫn lạc, có tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ thành vật có sinh mạng thật quỷ dị cũng là chuyện thật bình thường. Nhưng chân khí trong long quyển phong bạo rõ ràng là linh hồn dao động mà không phải tàn hồn. Điều này làm trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, có lẽ tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ thành năng lượng đạt tới cấp độ đế giả, cho nên mới cảm nhận được là linh hồn dao động mà không phải năng lượng tàn hồn. Nếu hai cỗ long quyển phong bạo này ngưng tụ tới cấp độ đế giả, chẳng khác gì thay ra đổi thịt, tàn hồn thành linh hồn, giống như có lại được linh trí, hai luồng năng lượng linh hồn có linh trí, cũng chính là vật sống. Hai cỗ năng lượng tranh chấp có thể đem đế giả đánh chết, như vậy thực lực thế nào cũng hiểu được. Không tốt, nên rời khỏi mới được, vạn nhất. Thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nếu hai vật linh hồn dao động kia có linh trí, hắn hiện thân ở nơi đây tuyệt đối sẽ có nguy hiểm thật lớn, nên rời khỏi tốt hơn. Suy, đúng ngay lúc này, cỗ long quyển phong bạo thứ hai rốt cục giãy thoát khỏi cỗ thứ nhất cắn nuốt, mang theo tiếng rít như cuồng phong trực tiếp bỏ chạy, vừa vặn chạy về hướng Lục Lâm Thiên. Chỉ nháy mắt đã đi tới trước người hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Kiệt kiệt, âm minh, ngươi trốn không thoát. Bên trong long quyển phong bạo thứ nhất truyền ra âm thanh âm trầm, tốc độ còn nhanh hơn cỗ thứ hai, nháy mắt xuyên qua không gian ngăn cản trước mặt cỗ thứ hai. Hai cỗ long quyển phong bạo mang theo linh hồn dao động không ngừng giằng co, hàn khí âm trầm cuồn cuộn bao trùm bừa bãi, đem cả Lục Lâm Thiên kéo xả vào bên trong. Không nghĩ tới lại có một nhân loại đi vào, kiệt kiệt. Vận khí của ta không tệ. Trong cỗ thứ nhất lại truyền ra âm thanh sắc bén âm trầm cười to. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Trong cỗ thứ nhất giống như có đôi mắt âm trầm sắc bén xuyên thấu qua phong bạo nhìn hắn như nhìn một con mồi, khí tức âm trầm cuồn cuộn đủ chứng minh thực lực cỗ thứ nhất cường hãn tới cực hạn, cũng chứng minh thứ này đã có linh trí của mình. Nhân loại, người mau tới đây, âm đàm muốn cắn nuốt linh hồn của ngươi, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Cỗ thứ hai thể tích nhỏ hơn một chút truyền ra một giọng nữ âm trầm, chân khí rơi lên người Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, nhìn hai cỗ phong bạo trong lòng cười khổ, nhưng cũng không lập tức tiến tới chỗ cỗ thứ hai, dù sao hắn cũng phải cẩn thận một ít.
nhân loại, người muốn chết sao, còn không mau qua đây, thực lực âm đàm ngay cả ta cũng khó đối kháng, hai chúng ta liên thủ mới có thể đối kháng hắn. Giọng nữ âm khí nặng trĩu lại hô to. Kiệt Kiệt, Âm Minh, người thật sự làm ta thay đổi cách nhìn, ta xem nhân loại này tối đa chỉ tới vũ đế nhị trọng mà thôi, chẳng lẽ người nghĩ nhân loại này có thể cứu ngươi hay sao, ta tùy tiện động thủ cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói, huống chi ngươi cũng không có hảo tâm, nhưng hôm nay hai ngươi đều là của ta. Lời nói kiệt ngạo vừa rơi xuống, trong cỗ thứ nhất gào thét mấp máy, một vật dữ tợn khủng bố như dâu bạch tuộc mở ra miệng rộng dữ tợn phá vỡ không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Long ảnh tí. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, hoàng mang chợt lóe, phất tay đánh ra. Ngao. Một âm thanh long ngâm vang lên, một hư ảnh hình rồng bay ra, trực tiếp va chạm vào vật dữ tợn kia. Suy. Vật dữ tợn khủng bố như lệ quỷ, nháy mắt bành trướng đem hư ảnh hoàng long cắn nuốt mất dạng. Vật dữ tợn càng bành trướng thật lớn, hư ảnh long hình chỉ thoáng ngăn cản nó mà thôi, lại tiếp tục bạo lướt về hướng Lục Lâm Thiên. Vật dữ tợn kia dùng tốc độ khủng khiếp đem Lục Lâm Thiên cắn nuốt vào trong bụng. Kiệt Kiệt, nhân loại không tự lượng sức mình, thực lực quá kém, lưu trữ cũng vô dụng, tìm thực lực mạnh hơn mới tốt, Âm Minh, tới lượt ngươi. Trong cỗ thứ nhất truyền ra âm thanh kiệt ngạo, cũng không đem Lục Lâm Thiên xem vào trong mắt. Tựa hồ không nghĩ tới nhân loại kia không chịu nổi một kích, cỗ thứ hai trầm mặc một thoáng, trầm giọng nói. Âm Đàm, hiện tại hình như lại có nhân loại đi vào, chúng ta liên thủ không phải vừa lúc sao, nếu ngươi nhất định muốn đối phó ta sẽ liều mạng với ngươi, cho ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Âm Minh, ngươi quá đề cao mình rồi, hiện tại ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với ta, ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Âm thanh kiệt ngạo nói. Âm Đàm, là ngươi vô sỉ đánh lén ta, bằng không ta làm sao e ngại ngươi. Âm Minh oán hận nói. Suy suy. Đúng lúc này, chỉ thấy từ trong vật dữ tợn lóe ra tử kim điện mang, sau đó vật dữ tợn khổng lồ run rẩy tiêu tán, nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Ông ông. Vật dữ tợn biến mất, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, huyễn ảnh thanh vũ rực phát ra tiếng sấm, thanh linh khải giáp tràn ngập tử kim điện mang. Lôi điện lực. Trên người nhân loại này sao có lôi điện lực? Âm thanh kiệt ngạo nhất thời run rẩy lên, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ lôi điện lực, vật dữ tợn bị phá hủy làm cho hắn bị ảnh hưởng không ít. Nhân loại, người mau ra tay đối phó Âm Đàm, hắn vốn là linh hồn thể, sợ nhất là lôi điện lực, chúng ta liên thủ trừ hắn mới thoát khỏi nguy cơ hôm nay, nếu không dù cho ngươi bỏ chạy, hắn cũng sẽ vô cùng vô tận đuổi giết ngươi trong này. Âm Minh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Lục Lâm Thiên có lôi điện lực. Nhưng sau thoáng kinh ngạc lại vui mừng hô to. Nhân loại, người đừng nghe tiện tỷ Âm Minh này, nàng chỉ muốn lợi dụng ngươi đối phó ta mà thôi, hơn nữa ta kiêng kỵ lôi điện lực của ngươi nhưng cũng không quá xem trọng trong mắt, chỉ bằng ngươi muốn đối phó ta còn sớm vô cùng đâu, hiện tại ta cho ngươi cơ hội rời đi, ta chỉ muốn đối phó tiện tỷ Âm Minh này là được rồi. Âm thanh kiệt ngạo truyền ra, đã ôn hòa hơn không ít. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, cũng không lập tức ra tay. Ánh mắt ngưng trọng cảnh giác nhìn hai cỗ long quyển phong bạo, không biết bên trong che giấu vật gì, nhưng hắn rất rõ ràng, chúng nó đều là linh hồn thể, cho nên sợ hãi tử kim huyền lôi, giống như thanh lôi huyền đằng của Lục Tâm Đồng, đều là khắc tinh của linh hồn thể. Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, thoáng do dự, vật bên trong hai cỗ long quyển phong bạo khẳng định cực độ khủng bố, mình nên sớm rời đi tốt hơn. Được, ta rời khỏi đây, các ngươi tiếp tục đi. Lục Lâm Thiên chỉ thoáng do dự lập tức làm ra lựa chọn, mình cũng không cần trộn lẫn vào chuyện này, sớm rời đi mới tốt, vừa dứt lời định vỗ cánh rời khỏi. Không sai, ngươi đi đi, ta có thể tha cho ngươi một lần. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đồng ý rời khỏi, âm thanh kiệt ngạo mơ hồ mang theo tia cao hứng. Nhân loại, ngươi đi không được, đã tới nơi này Âm Đàm tùy thời đều sẽ tìm được ngươi, nếu Âm Đàm cắn nuốt ta, thực lực lại tăng cường. Tới lúc đó dù ngươi có lôi điện lực cũng khó thể chân chính áp chế được hắn, ngươi cũng chết chắc rồi. Thấy Lục Lâm Thiên muốn đi, Âm Minh sốt ruột lớn tiếng hô. Hiện tại ta chỉ cần an toàn là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cũng không nắm chắc đối phó được cỗ long quyển phong bạo thứ nhất, giọng nữ kia rõ ràng e ngại, nếu mình liên thủ với nó càng thêm mạo hiểm, cho nên Lục Lâm Thiên không có ý định lưu lại. Ông! Huyễn ảnh thanh vũ rực chấn động, Lục Lâm Thiên vỗ cánh rời đi. Nhân loại, các ngươi đi vào nơi này có phải muốn tìm đại cơ duyên, nếu không sẽ không ai có thể rời khỏi đây,
chúng ta liên thủ đối phó Âm Đàm, ta dẫn ngươi đi tìm Đại Cơ Duyên, ta biết ở nơi nào, bằng không các ngươi không cách nào tìm thấy, sau khi đối phó ta Âm Đàm cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thật muốn đi, Âm Minh lại lớn tiếng hô. Đại Cơ Duyên, nghe được lời này, huyễn ảnh Thanh Vũ rực chợt rung lên, Lục Lâm Thiên lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn qua Âm Minh, đây tuyệt đối là điều kiện thật hấp dẫn đối với hắn. Nếu là điều kiện khác, Lục Lâm Thiên sẽ không đặt trong mắt, sẽ không chút do dự rời đi, nhưng quan hệ tới Đại Cơ Duyên, Lục Lâm Thiên không thể không để ý, mọi người đã bị đế giả triệu hoán gọi vào thiên trùng, hẳn có quan hệ tới Đại Cơ Duyên kia. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, huống chi dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc sẽ thắng lợi. Lục Lâm Thiên hỏi, tử kim huyền lôi quanh quẩn, chân khí bắt đầu khởi động, chuẩn bị đề phòng bất chắc. Nhân loại, ngươi không liên thủ với ta, tới lúc đó Âm Đàm cũng không bỏ qua ngươi, nếu để cho hắn cắn nuốt ta, thực lực của hắn lại tăng nhiều, chênh lệch với ngươi càng lớn, hắn sẽ không còn sợ hãi lôi điện lực của ngươi, ngươi hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Âm Minh nói tiếp. Mà bây giờ chúng ta liên thủ, còn có cơ hội, nếu không phải hắn đánh lén ta, khiến ta bị thương, ta cũng không sợ hắn, lúc này có thêm ngươi, chỉ cần ngươi dùng lôi điện lực phụ trợ ta nghĩ ta còn có cơ hội đối phó hắn, tới lúc đó thực lực của ta gia tăng, có thể cùng ngươi đi tới chỗ hung hiểm tìm Đại Cơ Duyên. Tiện tì, lại muốn tính kế ta, trước giải quyết ngươi nói sau. Long quyển phong bạo khổng lồ đột nhiên run rẩy. Hóa thành hư ảnh người khổng lồ lớn hơn ngàn thước sừng sững như một ngọn núi. Hưu, hư ảnh khổng lồ phất tay đánh ra một đạo linh hồn dao động mang theo khí thức âm trầm, xen lẫn sát khí nháy mắt thổi quét về phía trước. Hư, trong cỗ long quyển phong bạo thứ hai vang lên tiếng hư lạnh, sau một trận run rẩy hóa thành hư ảnh người khổng lồ, trong mơ hồ lại có được đường cong nảy nở, vừa phất tay lại đánh ra linh hồn dao động cuồn cuộn thổi quét tới. Oanh! Hai cỗ năng lượng va chạm, cả không gian đều run rẩy, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được một cỗ sát khí cùng linh hồn dao động cường hãn giống như đang phun trào, dư ba đủ làm ảnh hưởng tới linh hồn. Nhân loại, mau giúp ta, bằng không chúng ta đều phải chết, ngươi cũng không chiếm được Đại Cơ Duyên. Giọng nữ rõ ràng bị đẩy lui rơi xuống hạ phong, giọng nói vô cùng ngưng trọng. Lục Lâm Thiên rơi vào khó khăn, nhìn hai hư ảnh cực lớn va chạm lẫn nhau, đột nhiên cắn răng. Huyễn ảnh Thanh Vũ rực phá không bay ra, nháy mắt phung tay đánh ra đạo tử kim lôi đình thẳng về hướng hư ảnh người khổng lồ đầu tiên. Oanh Long! Nhân loại đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Hư ảnh người khổng lồ cảm giác được lôi điện lực bạo lướt tới, nó cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí không tiếp tục công kích hư ảnh thứ hai, chỉ phất tay bố trí một tầng quầng sáng quỷ dị quanh người. Oanh! Tử kim huyền lôi hung hăng va chạm lên quầng sáng quỷ dị. Bởi vì trời sinh có thể khắc chế năng lượng kia, nháy mắt oanh kích thành nứt nẻ, ầm ầm phá nát, nhưng quầng sáng quỷ dị cũng ngăn cản được tử kim huyền lôi. Đặng đặng, tử lôi huyền đỉnh cùng hư ảnh đều bị đẩy lui một bước, có vẻ chật vật. Nhân loại đáng chết, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hư ảnh khổng lồ nổi giận, thân thể xuyên qua không gian đánh tới. Lục Lâm Thiên lại vung tay, một đạo tử kim huyền lôi tiếp tục bay ra. Có lôi điện lực, nhưng thực lực ngươi dù sao quá thấp, vũ đế nhị trọng mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Hư ảnh khổng lồ nổi giận, một cỗ sát khí trào ra, giống như giải lụa khổng lồ oanh kích thẳng vào tử kim huyền lôi. Oanh Long! Tiếng nổ tung vang rền, cự lực thổi quét, tử kim huyền lôi cùng giải lụa đồng thời bị chấn vỡ, mang theo điện mang chói mắt văng tung tóe như pháo hoa, một cỗ năng lượng sát khí mạnh mẽ tràn tới trước người Lục Lâm Thiên. Ông! Lục Lâm Thiên cả kinh, huyễn ảnh Thanh Vũ rực nhanh chóng bao phủ trước người, đem thân hình bao trùm bên trong. Oanh! Lục Lâm Thiên lập tức bị oanh rơi xuống đất, nện thẳng vào trong lòng đất. Cự lực đập vào, lúc này Lục Lâm Thiên mới cảm giác được vật khủng bố do tàn hồn sát khí ngưng tụ mà thành. Thực lực như vậy chắc đã đạt tới cấp độ đế giả ngũ trọng, thậm chí là lục trọng, cự lực như muốn xé nát phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Lâm Thiên. Âm hàn khí thẩm thấu còn mang theo linh hồn công kích cực mạnh bên trong. Mặt đất nứt nẻ, sơn băng địa liệt, khe nứt tràn ngập, mà thân hình Lục Lâm Thiên cũng bị nện chui vào hố sâu. Hư ảnh nữ nhân có vẻ cực kỳ khó xem, nhân loại kia không tạo nổi chút tác dụng nào, kế tiếp tới phiên nó phiền toái. Kiệt kiệt, đã nói không biết tự lượng sức mình, có lôi điện lực mà thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích. Hư ảnh khổng lồ kiệt ngạo quát. Thật không chịu nổi một kích sao,
nhưng ngươi tựa hồ còn không làm được gì ta mà. Hư ảnh vừa dứt lời, một đạo thanh quang nhảy ra, nháy mắt đạp không bay lên, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ mạnh, chính là Lục Lâm Thiên. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm hư ảnh khổng lồ. Gì? Hai hư ảnh khổng lồ lộ vẻ kinh dị, mà Âm Minh liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hư, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì? Hư ảnh khổng lồ nổi giận, linh hồn lực thổi quét, sát khí cùng linh hồn dao động trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, trực tiếp lao thẳng tới. Ô ô, từ trong luồng năng lượng lại phát ra tiếng ô ô quái khiếu. Trong nháy mắt từng vật dữ tợn mà Lục Lâm Thiên từng gặp qua liên tục chui ra, chen chúc bao phủ về phía hắn. Tử lôi huyền đỉnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, huyền đỉnh bay lên không trung, lập tức chướng lớn, lật úp giữa không trung, lôi quang bí văn lan tràn, chỉ một thoáng trên không gian trào ra một mảnh tử sắc lôi vân thật dày. Điện quang lưu chuyển, phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, từng tiếng sấm sét khiến nhịp tim đập nhanh lan tràn, làm cả phiến không gian đều run rẩy. Đây là... Hai hư ảnh ngây người nhìn thấy lôi vân mênh mông cuồn cuộn bao phủ, tử sắc lôi điện rậm rạp như thác nước treo lơ lửng trên bầu trời. Cả hai hư ảnh theo bản năng đều run sợ, lôi điện lực cường hãn như thế, trời sinh chính là thứ mà linh hồn thể sợ hãi nhất. Ô ô, vô số vật khủng bố bạo lướt đi ra, nhưng khoảnh khắc nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, nhất thời liền e sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà lúc này lôi điện rậm rạp trên không mang theo năng lượng đáng sợ tràn ra ngoài, điện mang tuôn xuống khiến không gian nổ tung từng khúc. Oanh long long, tử sắc lôi điện tuôn xuống. Đem cả không gian vây kín mít, tiếng sấm vang ầm ĩ không ngừng. Từng đạo lôi đình đi qua, không gian ầm ầm nổ tung, với thực lực bản thể Lục Lâm Thiên hiện tại nương bằng đan điền khí hải bía y thái, đủ đối kháng với vũ đế tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là vũ đế ngũ trọng bình thường cũng có lực đối kháng. Oanh oanh, từng đạo lôi đình giáng xuống, từng vật dữ tợn phá nát, chỉ chịu đựng chừng hai đạo lôi đình lập tức tiêu tán giữa không trung. Ô ô! Vật dữ tợn thất kinh bỏ chạy, nhưng trong không gian lôi điện giống như có cỗ năng lượng vô hình khống chế không cách nào thoát thân, chỉ một lát toàn bộ vật dữ tợn đã bị phá hủy sạch sẽ. Mỗi một vật dữ tợn bị phá hủy, hư ảnh khổng lồ lại bị ảnh hưởng, càng lúc càng lớn. Lôi điện lực thật mạnh, nhân loại, mau anh kích Âm Đàm, hắn sợ lôi điện lực. Âm Minh kinh hãi, nháy mắt lộ vẻ vui mừng kêu lên. Oanh long long. Lục Lâm Thiên thúc dục Tử Kim Huyền Lôi oanh thẳng về hướng Âm Đàm, từng đạo lôi đình không ngừng bắn xuống. Đáng chết! Âm Đàm quát một tiếng, cánh tay khổng lồ run lên, một quầng sáng ngăn cản trước người, sát khí cùng linh hồn năng lượng tràn ngập sôi trào. Oanh long long! Không gian run rẩy chấn động, tử sắc lôi đình rơi lên quầng sáng, lôi đình lực đánh xuống, quầng sáng nứt nẻ, phá nát thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Oanh long long! Một đạo tử sắc lôi đình thật lớn như cự long rít gào mang theo ánh sáng chói mắt ầm ầm đánh thẳng tới Âm Đàm. Trong tích tắc Âm Đàm cũng không kịp đào thoát, lôi đình oanh kích thẳng lên thân hình hắn, tử sắc thiểm điện lan tràn, không gian nứt vụn từng khúc. Lôi đình hóa thành vô số tử sắc điện xà nho nhỏ rậm rạp tràn vào trong thân thể hư ảnh, phá hủy thân thể cao lớn của hắn. Suy, hư ảnh giống như bị thương nặng, thân hình lập tức uể oải không ít. Oanh long long. Lục Lâm Thiên không bỏ qua cơ hội này, từng đạo lôi đình lực nháy mắt oanh tới, hư ảnh giống như biến thành bia ngắm, không cách nào tránh né. Nháy mắt hư ảnh đón nhận hơn 10 đạo lôi đình lực, thân hình run rẩy, càng lúc càng hư nhược, mơ hồ có dấu vết bị tiêu tán, Tử Kim Huyền Lôi làm cho hắn bị thương nghiêm trọng. Âm Đàm chưa từng nghĩ tới lại gặp phải lôi điện lực cường đại như vậy, thật sự không ngờ. Suy, hư ảnh cảm giác được nguy cơ thật lớn, lập tức bỏ chạy. Tuy lôi đình khắc chế hắn, nhưng còn chưa tới mức khắc tinh như thanh lôi huyền đằng. Bởi vậy hư ảnh chịu đựng trọng thương, rốt cục giãy thoát ra ngoài, thoát khỏi Tử Kim lôi đình bao vây. Âm Đàm, người trốn không thoát đâu. Hư ảnh Âm Minh xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Âm Đàm. Hô! Sát khí cùng linh hồn năng lượng thao thiên tràn ra, tựa như long quyển phong bạo phóng thích, trực tiếp đem Âm Đàm thổi quét bên trong. Không gian nứt vụn. Hiển lộ ra khe không gian tối đen, như thác nước tuôn tràn xuống. Nhân loại, ngươi lưu thủ, giao Âm Đàm cho ta đối phó, chờ ta đối phó hắn xong ta sẽ mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Âm Minh kêu lên. Âm Minh, tiện tì vô sỉ, mau dừng tay. Âm thanh Âm Đàm kinh hãi hô. Âm Đàm,
chúng ta đấu mấy vạn năm, tới hôm nay ngươi đã thua trong tay của ta. Âm Minh phóng thích linh hồn dao động cùng sát khí ngày càng mạnh. Lục Lâm Thiên do dự thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này đại hồn anh không ngừng xôn xao, muốn lao ra cắn nuốt linh hồn năng lượng cùng sát khí tràn ngập trước mắt kia. Nhưng Lục Lâm Thiên không dám, bởi vì so sánh với Âm Đàm cùng Âm Minh, đại hồn anh còn kém hơn nhiều, cho nên Lục Lâm Thiên không dám xen vào, chỉ có thể khống chế đại hồn anh kìm nén. Nhân loại, ngươi không nên tin tưởng Âm Minh, tiện tỳ này âm hiểm nhất, sau khi nàng cắn nuốt ta, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nàng sẽ không cho ngươi đại cơ duyên kia, nếu ngươi giúp Tạo Anh giết nàng, ta cam đoan cũng mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Âm thanh Âm Đàm truyền ra, đã uể oải hơn không ít. Nhân loại, ngươi đừng tin Âm Đàm, hắn chỉ vùng vẫy giấy chết, sau khi giải quyết hắn, ta lập tức mang ngươi đi tìm đại cơ duyên, nếu một mình ngươi đi, nguy hiểm trùng điệp, chỉ sợ không cách nào đi tới. Âm Minh lại hô lên. Lục Lâm Thiên chuyển động ánh mắt, nói. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên, ta nhất định giữ lời. Trong giọng nói của Âm Minh mơ hồ lộ vẻ cao hứng. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Âm Đàm nghe vậy bất đắc dĩ hét lớn. Âm Đàm, ngươi đừng vọng tưởng châm ngòi ly gián, chúng ta đối địch mấy vạn năm, hôm nay tới thời gian giải quyết. Âm Minh quát to. Tiện tì, nhân loại đáng chết, ngươi thật quá ngu xuẩn, a. Âm thanh Âm Đàm ngày càng nhỏ, mà lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng. Không bao lâu, cỗ Long Quyển phong bạo tạm dừng, thể tích bắt đầu co rút lại. Cuối cùng một thân hình uyển chuyển hiện ra. Mà thân ảnh kia toàn thân đều hoàn toàn trần trụi. Thân thể mềm mại, da thịt trắng nõn, cân xứng, bộ ngực sữa cao ngất, đôi môi ướt át, mỗi một chỗ trên người đều tràn ngập hấp dẫn, vưu vật trời sinh, hồn nhiên thiên thành. Mà thân thể mềm mại uyển chuyển này lại có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi run sợ, giống như ma nữ tới từ cửu u vậy. Nhân loại, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Nữ tử này nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ có khí thức âm hàn lan tràn, khiến cho người có thực lực thấp nhìn vào sẽ cảm thấy linh hồn sợ sệt. Chúc mừng ngươi đem đối thủ thôn phệ hoàn toàn. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trước mắt, tất cả cảnh tượng trước mắt vừa rồi khiến cho Lục Lâm Thiên không khó nhìn ra nữ tử trước mắt đã thôn phệ linh hồn thể Âm Đàm kia. Chuyện này phải đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ta với Âm Đàm có thực lực ngang nhau. Nếu như không có lôi điện lực của ngươi làm ảnh hưởng tới Âm Đàm, dưới tình huống ta bị thương, căn bản không có cách nào làm gì hắn. Nữ tử âm lãnh nói với Lục Lâm Thiên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ cảm tạ. Khuôn mặt tuyệt mỹ này mỉm cười, vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như trời sinh đã là như vậy, không có cách nào cải biến khí chất đó được. Hy vọng ngươi nói có thể giữ lời. Thân thể tuyệt mỹ ở ngay trước mắt thế nhưng lại không khiến cho lòng Lục Lâm Thiên dao động một chút nào. Một chút định lực ấy Lục Lâm Thiên vẫn có đủ, cho dù ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng không khách khí đánh giá thân thể tuyệt mỹ kia. Nữ tử nhìn qua Lục Lâm Thiên, gật đầu nói. Đương nhiên, ta nói chuyện vô cùng giữ lời. Bất quá ngươi phải chờ ta một ít thời gian, ta cần có thời gian khôi phục và giải quyết một ít ảnh hưởng. Cần bao lâu? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến. Có một ít chuyện Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng. Thực lực của linh hồn thể này tương đương với Âm Đàm kia. Thực lực kỳ thực có thể so sánh với đế giả lục trọng. Nếu như để cho nàng ta khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, tăng thêm vừa thôn phệ Âm Đàm kia, sợ rằng thực lực sẽ càng thêm kinh khủng. Lục Lâm Thiên lo lắng Âm Minh này đến lúc đó sẽ trở mặt thì liệu hắn có thể bảo vệ được bản thân hay không? Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ một ít. Tuy rằng là đại cơ duyên thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, chuyện này liên quan cực lớn. Có lẽ không bao lâu nữa, chờ ta một chút là được. Ngươi có thể yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi nhất định ta sẽ làm được. Nữ tử nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Đúng rồi, sau này ngươi có thể gọi ta là Âm Minh. Âm Minh dứt lời, thân thể uyển chuyển mang theo sự hấp dẫn tự nhiên ngồi xuống trước mặt Lục Lâm Thiên không xa. Thủ ấn kết xuất. Quang mang quanh thân xuất hiện, khí tức âm hàn lan tràn, đã bắt đầu điều tức. Cũng không bố trí cấm chế phòng ngự gì, dường như rất tin tưởng Lục Lâm Thiên vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thân thể mềm mại, uyển chuyển kia ngồi đó cũng vô cùng mê người. Sau khi nhìn một lúc, Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi ở phía xa, trong đầu suy nghĩ miên man.
trong hố sâu dưới lòng đất này có linh hồn thể như Âm Đàm và Âm Minh, đây là điều vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Khó trách lúc trước nhiều đế giả như vậy chỉ có tiến vào mà không có ra. Thực lực của Âm Đàm và Âm Minh cũng đã chứng minh sự nguy hiểm trong thiên chủng không phải tầm thường. Vừa rồi Lục Lâm Thiên tương trợ Âm Minh là bởi vì cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn không biết một chút gì về thiên chủng, cho nên Lục Lâm Thiên muốn thông qua Âm Minh biết được nhiều hơn về thiên chủng lạ lẫm này một ít. Quan trọng là Âm Minh nói tới đại cơ duyên, thiên đế đại nhân cao cao tại thượng cũng được nàng ta đề cập tới. Đại cơ duyên kia liên quan tới thiên chủng và an nguy của tất cả mọi người. Lục Lâm Thiên cũng không có lựa chọn nào khác, Âm Đàm và Âm Minh hắn phải lựa chọn tương trợ một người. Vừa rồi, hắn thấy Âm Minh so với Âm Đàm phù hợp hơn. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không biết Tiểu Long, Đại Ca Dương Quá, Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, Tâm Đồng, đám người sư phụ Thánh Thủ Linh Đế thế nào rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên lo lắng cho mọi người. Sau khi nhìn thấy Âm Đàm và Âm Minh, trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm lo lắng cho đám người Bạch Linh, Vô Song, Tâm Đồng. Bằng vào thực lực của các nàng một khi gặp phải tồn tại như Âm Đàm, hậu quả không cần phải nói. Suy tư một lát, trong lúc đợi Âm Minh, Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong thiên chủng không có trăng sao, thế nhưng không gian lại có chỗ sáng ngời, có nơi lờ mờ. Thời gian cũng chỉ có thể suy đoán đại khái. Nếu thân là cường giả, tính toán thời gian đại khái cũng không phải là chuyện lớn gì. Cho dù là bế quan thì trong lòng cũng biết rõ. Mà sự tồn tại của thiên chủng không có ai biết. Thiên chủng rốt cuộc là nơi như thế nào, tại sao lại tồn tại trên đại lục này? Trong một sơn cốc cực lớn có vẻ âm trầm, một đạo thân ảnh hùng vĩ, mặt đeo mặt nạ màu vàng đứng trên ngọn núi. Bên người còn có một thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, lưng đeo trường kiếm màu đỏ. Đây chính là hai người Huyết Kiếm Đại Đế và Linh Vũ Giới Chủ. Giới chủ, chúng ta đi tìm kiếm đại cơ duyên kia như thế nào đây? Huyết Kiếm Đại Đế cung kính hỏi giới chủ Linh Vũ Giới. Đồng thời ánh mắt mang theo sự cảnh giác không ngừng dò xét chung quanh thiên trung. Sẽ tìm được, nhưng mà những hoàng tộc kia cũng sẽ tìm thấy. Chúng ta không vội, trong này rất nguy hiểm. Hiện tại còn cần thời cơ. Không phải tới trước là có được tất cả. Dưới mặt nạ màu vàng, hàn ý từ trong mắt giới chủ Linh Vũ Giới bắn ra. Giới chủ, chúng ta phải chờ tới khi nào? Huyết Kiếm Đại Đế hỏi. Ngươi cho rằng đại cơ duyên dễ dàng đạt được như vậy sao? Nếu như dễ dàng đạt được như vậy, bao nhiêu năm qua có nhiều đế giả tiến vào trong thiên trùng. Đã sớm có người thành công rồi. Điều chúng ta cần làm hiện tại là chờ đợi, chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Giới chủ Linh Vũ Giới nhìn qua Huyết Kiếm Đại Đế nói. Yên tâm đi, người có Vô Tự Thiên Thư trong tay, một khi ta tìm được đại cơ duyên nhất định sẽ để cho ngươi trùng kiến Thiên Kiếm Môn. Để cho Thiên Kiếm Môn lần nữa đứng sừng sững trên đại lục, trở thành sơn môn mạnh nhất. Ta còn muốn báo thù, huyết hải thâm thù của Thiên Kiếm Môn phải báo. Nhất định phải để cho Lục Lâm Thiên trả lại cả vốn lẫn lời. Sát ý trong mắt Huyết Kiếm Đại Đế bắn ra. Vì báo thù, vì trọng kiến Thiên Kiếm Môn, hắn lựa chọn Linh Vũ Giới. Tất cả mọi chuyện đều do một tay Lục Lâm Thiên tạo thành. Sau khi đạt được đại cơ duyên, người muốn làm gì cũng được. Giới chủ Linh Vũ Giới ngẩng đầu nhìn về phía trước nói. Nhân thủ chúng ta còn chưa đủ. Hoàng tộc và những sơn môn khác tới khá nhiều người. Tuy rằng thực lực của bọn họ không được tốt lắm, thế nhưng hiện tại chúng ta cũng cần một ít nhân thủ. Trước tiên ngươi đi tìm hai người sinh tử Diêm La đi. Để xem có thể lôi kéo một ít tán tu hay không. Đến lúc đó cơ hội của chúng ta càng lớn. Mưu kế của giới chủ rất hay, lôi kéo một ít tán tu sẽ khiến cho thực lực của chúng ta càng mạnh hơn nữa. Huyết Kiếm Đại Đế nói, đối với vị giới chủ thần bí này hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vị giới chủ này lúc nào cũng mang mặt nạ màu vàng, hắn chỉ biết rõ thực lực của giới chủ vô cùng khủng bố. Lần trước ngay cả hai siêu cấp cường giả của Bắc Cung Hoàng tộc và Độc Cô Hoàng tộc cũng không ngăn được giới chủ. Siêu siêu, quang mang màu trắng dưới chân hai đạo thân ảnh lóe lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, biến mất trong sơn cốc. Trong không gian to lớn ở dưới hố sâu, Lục Lâm Thiên chờ đợi. Vượt quá tưởng tượng của Lục Lâm Thiên chính là chỉ cần mấy chục thời thần là Âm Minh xinh đẹp, hấp dẫn động lòng người kia đã đình chỉ điều tức. Hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, nhìn Âm Minh ở phía xa. Hít! Âm Minh hít sâu một hơi, trong miệng thở ra một ngụm chọc khí.
không gian trước mặt dường như có hàn khí lạnh lẽo thấu xương tràn qua. Sau đó thân thể mềm mại uyển chuyển kia từ từ đứng lên. Cánh tay ngọc duỗi ra, đồng thời cũng duỗi lưng, thân thể mềm mại uyển chuyển hiển lộ tất cả tư thái mê người trước mặt Lục Lâm Thiên. Hít! Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đôi chân cao ngất nhìn qua càng thêm ngạo nghễ, đôi chân thon dài cũng với bờ mông cao ngất tạo thành đường cong linh lung. Thân thể này quá hấp dẫn, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút nóng lên, thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên nhanh chóng cưỡng ép đè xuống. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, hiện tại tính mạng của mình còn quan trọng hơn nhiều. Tất cả nên cẩn thận, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương, đến lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp. Chúng ta có thể xuất phát tìm đại cơ duyên kia. Ánh mắt của Âm Minh nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, lúc này thoạt nhìn tinh thần của nàng vô cùng tốt. Chứng minh thực lực của nàng khôi phục không tệ. Về phần đến mức nào, Lục Lâm Thiên cũng khó có thể dò xét ra. Không phải ngươi định cứ như vậy ra ngoài đó chứ. Lục Lâm Thiên nhìn thân thể động lòng người của Âm Minh, ánh mắt cũng không cố gắng rời khỏi. Có vấn đề gì sao? Âm Minh nhìn Lục Lâm Thiên, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Lâm Thiên, dường như lúc này nàng mới kịp phản ứng, nàng mỉm cười nói. Ta rất ít khi hóa thành hình người. Nhìn thấy ngươi là nhân loại cho nên ta mới ngưng tụ thành bộ dáng của nhân loại. Từ trong trí nhớ của ta, ngươi dường như không phải là chính nhân quân tử gì đó. Sau khi Âm Minh dứt lời, trong tay không ngờ lại xuất hiện một ít nhẫn chữ vật. Nàng khẽ phất tay một cái, trong nhẫn chữ vật có một bộ váy nâu xuất hiện. Bộ váy dài bao phủ thân thể linh lung, đôi chân thon dài, bờ mông no đủ ngạo nghễ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không có tránh né. Lời nói của Âm Minh cũng không làm cho Lục Lâm Thiên có cảm giác gì. Ánh mắt vẫn nhìn vào thân thể linh lung của Âm Minh. Nhìn Âm Minh mặc bộ váy dài màu nâu, cùng với khí chất âm trầm bẩm sinh, còn có thực lực khủng bố càng khiến cho linh hồn của mọi người bất an. Ngươi là nhân loại, vậy thì ta sẽ đưa cho ngươi một ít thứ gì đó. Có lẽ mấy thứ này sẽ có tác dụng với ngươi. Âm Minh nói, tay đánh ra mấy đạo lưu quang lăng không phóng về phía Lục Lâm Thiên. Đây là mấy chiếc nhẫn chữ vật. Lục Lâm Thiên cũng không lập tức cầm nhẫn chữ vật, tâm thần hắn nhanh chóng rót vào bên trong. Lúc này hắn mới phát hiện trong những chiếc nhẫn chữ vật này không có nhiều thứ. Thế nhưng đều là thần khí, đan dược cao phẩm, cùng với thân thể đế giả. Những thân thể đế giả trong nhẫn chữ vật này cũng không thấp hơn 20 cỗ, thần khí và thần khí thượng cổ cộng lại cũng hơn 20 kiện. Có thể khẳng định, những đế giả này đã bị đế giả triệu hoán tiến vào nơi này. Cuối cùng vẫn lạc trong thiên trùng. Cầm đi, người cứu ta, còn giúp ta đối phó với Âm Đàm, ta sẽ không hại ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cẩn thận, ánh mắt Âm Minh khẽ đổi, dưới khí chất âm trầm không nhìn ra quá nhiều biến hóa. Lúc này Lục Lâm Thiên mới thu nhẫn chữ vật vào trong tay, trong lòng ngược lại còn cảm thấy bất ngờ với Âm Minh. Chúng ta có thể xuất phát, từ đây tới chỗ kia không xa. Trên đường đi cũng rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Âm Minh nhắc nhở Lục Lâm Thiên, dường như nàng cũng không có tính toán gì hết mà mang Lục Lâm Thiên đi tìm kiếm đại cơ duyên kia. Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, trong này cũng nguy hiểm với ngươi hay sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đương nhiên là có nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết một chút gì về nơi này sao? Lúc này tới phiên Âm Minh kinh ngạc, dường như đối với việc Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết mọi thứ bên trong đã vượt quá dự đoán của nàng. Lục Lâm Thiên lắc đầu nhìn Âm Minh nói. Có lẽ ngươi nên nói cho ta trước, trong thiên chủng này rốt cuộc có hung hiểm gì? Được rồi, nể mặt ngươi cứu ta ta có thể nói cho ngươi nghe một chút. Âm Minh không cự tuyệt, so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên dường như nàng vô cùng dễ nói chuyện, nàng nói nhỏ. Trong này dường như nhân loại các ngươi gọi là thiên chủng, bên trong hung hiểm vô cùng. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm tự nhiên. Mà ngay cả ta ở bên trong nhiều năm như vậy có nhiều chỗ bản thân ta cũng tuyệt đối không dám đi vào. Âm Minh đang nói đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Ví dụ như chỗ của đại cơ duyên kia ngay cả ta và Âm Đàm cũng không dám đi vào. Chỗ kia quá mức nguy hiểm. Đại cơ duyên là thứ gì? Hai mắt Lục Lâm Thiên sáng lên. Âm Minh lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta chỉ biết trong này có đại cơ duyên, cũng vô cùng hung hiểm. So với rất nhiều chỗ hung hiểm trong này còn đáng sợ hơn nhiều. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, hắn không biết lời nói của Âm Minh là thật hay giả, thế nhưng có lẽ Âm Minh này thực sự không biết đại cơ duyên kia là cái gì.
bằng không nói không chừng nàng đã nhận được đại cơ duyên kia rồi. Lần trước ta đi thực lực cũng không mạnh như hiện tại. Có lẽ lần này chúng ta đi qua không chừng lại có cơ hội. Âm Minh nhìn Lục Lâm Thiên, còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên lo lắng tới nguy hiểm. Hy vọng là như vậy đi. Lục Lâm Thiên gật đầu, đại cơ duyên này là cái gì hắn nghĩ mãi không ra. Nhân loại, thể chất của ngươi rất mạnh, ngay cả bị âm đàm đánh trúng, ngươi cũng có thể chống lại. Đây là điều mà vũ đế nhị trọng bình thường trong nhân loại các ngươi tuyệt đối không làm được. Âm Minh dường như có chút hiếu kỳ với Lục Lâm Thiên, ánh mắt không thèm che giấu mà đánh giá Lục Lâm Thiên. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong thiên chủng? Trong thiên chủng này còn có ai khác hay không? Lục Lâm Thiên không có trả lời Âm Minh, mà vô cùng hiếu kỳ hỏi thân phận của Âm Minh. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thân phận của ta sao? Xem ra nhân loại nhà ngươi không biết một chút gì. Âm Minh vô cùng ngạc nhiên vì Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết thứ gì, nàng nói. Trong vô số trí nhớ của ta nhớ nhân loại các ngươi gọi nơi này là thiên chủng. Mà ta và âm đàm đều là tàn hồn thể. Trong vô số tuế nguyệt ngoài ý muốn mà chúng ta tồn tại, thôn vệ lẫn nhau trong này. Rốt cuộc có một ngày năng lượng của chúng ta dường như biến hóa, cũng có được linh trí của bản thân mình. Dừng một lát, Âm Minh tiếp tục nói. Không gian này vốn không chỉ có một mình ta và âm đàm là tàn hồn thể. Chỉ là cho tới ngày hôm nay hai người chúng ta cùng nhau thôn vệ cũng chỉ nguyên do là còn lại mỗi ta và âm đàm. Ngay khi ta và âm đàm thôn vệ lẫn nhau thì ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Trên người ngươi lại có lực lượng lôi điện là vật mà âm đàm và ta kiêng kỵ nhất. Cho nên ngươi mới có thể đánh trọng thương âm đàm, cuối cùng ta cũng diệt được âm đàm. Lục Lâm Thiên không có cảm thấy ngạc nhiên, tất vốn không khác suy đoán của Lục Lâm Thiên bao nhiêu. Trong thiên chủng có vô số đế giả vẫn lạc, tàn hồn sát khí trải qua vô số năm khiến cho chúng nó thôn vệ lẫn nhau, cuối cùng cũng có linh trí của riêng mình. Trong đó hai người âm đàm và âm minh là hai người mạnh nhất. Sau khi ngươi thôn vệ âm đàm dường như có chỗ tốt cực lớn, không biết thực lực của ngươi hiện tại tới cấp nào rồi. Lục Lâm Thiên hỏi Âm Minh, đối với tu vi của Âm Minh Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không có cách nào dò xét ra. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên tò mò, đồng thời cũng muốn biết rõ. Dựa theo cách nói của nhân loại các ngươi, tu vi của ta hiện tại có lẽ hẳn là đế giả trung kỳ hậu giai. Thế nhưng thân là linh vật nửa trời sinh, ta muốn giết vũ đế lục trọng nhân loại các ngươi cũng có thể làm được. Trong mắt Âm Minh hiện lên sự vui vẻ, dường như sau khi thôn vệ âm đàm khiến cho tu vi của nàng được không ít chỗ tốt, cho nên tâm tình lúc này không tồi. Linh vật nửa trời sinh. Lúc này Lục Lâm Thiên lại hiếu kỳ tới mấy chữ linh vật nửa trời sinh, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nghi hoặc nhìn về phía Âm Minh, hy vọng có thể biết được câu trả lời từ Âm Minh. Chẳng lẽ ngay cả linh vật trời sinh, địa sinh mà ngươi cũng không biết hay sao? Thật không biết tại sao ngươi lại tu luyện được tới đế giả. Âm Minh nhìn Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mi đen nhíu lại, bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Như vậy đi, linh vật trong thiên địa bẩm sinh đã có linh trí được gọi là linh vật địa sinh. Giống như nhân loại các ngươi, còn có thú tộc cũng là như vậy. Về phần linh vật trời sinh, so với nhân loại các ngươi và thú tộc còn cường hãn hơn nhiều. Linh vật trời sinh chính là do thiên địa sinh ra, trải qua vô số tuế nguyệt, tăng thêm đạt được cơ duyên kỳ diệu trở nên có linh trí của riêng mình, là tồn tại độc nhất vô nhị. Lục Lâm Thiên gật đầu, Bách Biến tôn giả Khiên Bách Biến đã từng nói qua, căn cứ vào ghi chép của Tam Thần Động, đồn rằng thời kỳ xa xưa trên đại lục có không ít linh vật trời sinh, về sau mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thiên Mộc Thần Thụ của Bắc Cung gia tộc cùng với mẫu đơn và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của hắn đều là linh vật trời sinh. Những thứ này ta cũng biết một chút. Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh, ngón tay vuốt mũi nói. Đối với linh vật trời sinh, có thể nói trên đại lục này hắn là người tiếp xúc nhiều nhất với linh vật trời sinh. Nếu như Tam Thần Quyết tu luyện tới thiên linh biến, sau này ngay cả linh vật trời sinh hắn cũng có thể biến hóa thành. Còn có thể chuyển lĩnh ngộ thành của hắn. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện thiên linh biến không biết Tam Thần Động đã bị thất truyền, hay vốn bản thân đã không có. Âm Minh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đã biết như vậy cũng đỡ cho ta một phen giải thích. Như ngươi đã biết ta là tàn hồn thể, sau khi mở ra linh trí có thể coi như linh vật nửa trời sinh. So với nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều, bất quá thân thể linh hồn chúng ta tự nhiên không có cách nào so sánh với linh vật trời sinh. Linh vật nửa trời sinh. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi,
mấy chữ linh vật nửa trời sinh mà Âm Minh nói ra thật êm tai. Nếu như vậy đại hồn anh của hắn có thể coi như là linh vật nửa trời sinh, chỉ là thực lực của Âm Minh này vô cùng cường hãn, không cần hoài nghi. Được rồi, chúng ta có thể lên đường, từ chỗ chúng ta đi tới nơi có đại cơ duyên cũng không gần. Âm Minh nói, đi thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu, sự cảnh giác trong lòng cũng không giảm bớt đi bao nhiêu. Lập tức hai người rời khỏi không gian dưới lòng đất này, thân thể xuất hiện trên không trung. Dưới sự dẫn đường của Âm Minh, hai người biến mất trên không trung. Cái không gian này so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn bao la hơn nhiều. Trên đường đi có Âm Minh giới thiệu cho nên Lục Lâm Thiên cũng hiểu không ít về không gian này. Trong thiên chủng này hung hiểm trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều có hiểm cảnh tự nhiên và đại trận tự nhiên. Nếu như bị nhốt vào bên trong muốn thoát thân cũng khó. Trên đường đi có Âm Minh cho nên Lục Lâm Thiên tránh khỏi khá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng Âm Minh cũng không phải vạn năng, có một ít hiểm cảnh mà ngay cả Âm Minh cũng không biết. Mấy ngày sau đó hai người đã bị vây trong một trận pháp thượng cổ. Cuối cùng may mà Lục Lâm Thiên đối với trận pháp có một ít nghiên cứu, đồng thời đại trận thượng cổ này đã bị tàn phá cho nên mới chật vật phá trận mà ra. Âm Minh có chút bất đắc dĩ, hiểm cảnh trong này cũng không phải nàng biết toàn bộ, thậm chí địa phương mà nàng không biết cũng vô cùng nhiều. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không nói thêm gì, có Âm Minh bên người đã giảm bớt không ít nguy hiểm. Hai người tiếp tục xuất phát, hướng về phía đại cơ duyên trong lời Âm Minh. Trong sắc trời lờ mờ, cả không trung gió nổi mây phun, có cảm giác mây đen ngập trời. Siêu siêu, trong không gian cuồng phong rít gào không ngừng. Từng đạo phong nhận từ bốn phương tám hướng phá không lao ra. Mỗi một đạo phương nhận đều xuyên thủng không gian tạo thành từng vết nứt không gian đen kịt, phóng về phía một đạo thân ảnh xinh đẹp cách đó không xa. Trong không gian cuồng phong che khuất bầu trời có một đạo thân ảnh xinh đẹp mềm mại đang bẩy nhảy giống như một con hồ điệp đang bay múa. Cổ tay trắng ngần biến ảo, từng đạo năng lượng nhanh chóng phóng ra ngăn cản từng đạo phong nhận. Trên người thân ảnh xinh đẹp kia lúc này còn có một kiện khải giáp cổ xưa. Kiện khải giáp này màu xanh trắng, điện mang khiến cho tim đập nhanh không ngừng lóe lên, mang theo khí tức mênh mông vô cùng khuếch tán. Khí tức ngập trời chấn động nhân tâm, bên trong còn có khí tức khiến cho linh hồn người ta run run. Siêu! Vô số phong nhận nhanh chóng bắn ra, phong nhận rậm rạp, chằng chịt xuyên thủng không gian, trong đó có một đạo phong nhận rơi vào thân ảnh mềm mại kia, bổ vào khải giáp hộ thân màu xanh trắng của nàng. Phụt! Thân thể xinh đẹp uyển chuyển này dừng lại. Xuyên thủng không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt. Tuy rằng quang nhận không đánh nát kiện khải giáp thần dị này, thế nhưng lực lượng chấn động cường hãn cũng khiến cho thân thể xinh đẹp này sau khi dừng lại, trong đôi môi đỏ thắm lập tức phun ra máu tươi. Dung nhan tuyệt mỹ bắt đầu tái nhợt. Phá! Thân ảnh tuyệt mỹ dừng lại, không có một chút do dự nào, trong đôi mắt giống như bảo thạch có tinh mang bắn ra. Cố tay trắng ngần uốn lượn. Trong đôi tay thon tổng cộng có 9 đạo lưu quang giống như lưu tinh bắn ra, lập tức rơi vào 9 phương vị trong không trung. Ầm ầm, 9 đạo lưu quang này bắn ra, cả không gian rung chuyển giống như trời rung núi chuyển. Phong nhận che khuất bầu trời cắt nứt không gian đến nữ tử tuyệt mỹ này không ngờ lại vô cùng kỳ dị biến mất. Không gian dừng run run, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Không gian lờ mờ cũng sáng lên. Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ. Không gian này chính là một hạp cốc cực lớn. Trong hạp cốc có một cái đàn cổ bảy màu đang xoay quanh giữa không trung. Đàn cổ tỏa sáng rực rỡ, linh hồn minh mông chấn động tràn ngập, không thể nghi ngờ đây ít nhất cũng là một kiện hồn linh khí thiên cấp thượng cổ. Từ khí tức nhìn lại, thậm chí khí tức so với hồn linh khí thiên cấp thượng cổ còn cường hãn hơn nhiều. Đạo thân ảnh xinh đẹp này cũng xuất hiện rõ ràng trên hạp cốc, trên người mặc khải giáp màu trắng xanh phong cách cổ xưa. Thân thể thướt tha, đủ để khiến cho tất cả nam nhân mơ màng. Trong khải giáp cổ xưa này chỉ lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt giống như bảo thạch mà đen, ánh mắt của nữ tử này đang kinh ngạc nhìn chiếc đàn cổ bảy màu đang lơ lửng trên không trung. Nữ tử tuyệt mỹ này đúng là thánh nữ tử Yên của thiên địa các. Nếu như hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng có mặt ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì khải giáp trên người tử Yên cùng với khải giáp mà hai người đạt được trong thiên địa tháp lại giống nhau như đúc. Thiên Hồng Nhiếp Hồn Cầm, thần khí đứng đầu thiên địa các. Đây là vật mà tiền bối thiên địa các đời thứ nhất ở viễn cổ mang vào thiên trùng. Tại sao lại xuất hiện trong hạp cốc này? Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên nhìn lên đàn cổ bảy màu trên không trung, lập tức nhận ra lai lịch của chiếc đàn cổ này.
Từ ghi chép trong các, thứ này chính là thần khí mạnh nhất đứng đầu thiên địa các, đồn rằng thậm chí còn vượt quá cấp độ thiên cấp. Là ai? Đột nhiên Tử Yên bỗng nhiên quay đầu lại, từ xa xa sau lưng nàng không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão giả gầy còm, người này tuổi chừng 60, khuôn mặt xấu xí, người mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, giống như đạo bào. Từ khí tức trên người lão giả này có thể mơ hồ thấy được linh hồn chấn động lan tràn, chứng minh người này là linh đế. Thực lực cấp độ còn không thấp, lúc này lão giả kia đang dùng đôi mắt tham lam nhìn vào cây đàn cổ bảy màu trên không trung. Nghe thấy lời nói của Tử Yên, lúc này lão giả mới nhìn về phía Tử Yên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ giống như lưu ly, khí chất giống như tiên tử, lão giả này lập tức có cảm giác giống như thất hồn lạc phách. Thần khí bất phàm, hồn linh khải giáp bất phải, xem ra vận khí của ta ngày hôm nay không tệ. Trong đôi mắt nhỏ của lão giả kia hiện lên sự dâm tà không thèm che giấu, ánh mắt liên tục quét lên xuống thân thể Tử Yên, rất rõ ràng, khi nhìn hồn linh khải giáp trên người Tử Yên hắn cũng nhìn thân thể linh lung, mềm mại của nàng. Ngươi là linh ma thượng nhân. Tử Yên nhìn lão giả này, bị ánh mắt dâm tà kia nhìn vào, toàn thân Tử Yên lập tức cảm thấy không thoải mái. Dò xét khí tức trên người lão giả này, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng lập tức có chút ngưng trọng. Hắc hắc, không ngờ thánh nữ thiên địa các ngươi lại có vài phần ánh mắt. Vẫn có thể nhận ra bổn thượng nhân. Lão giả này cười cười, khuôn mặt gầy gò vì tham lam cho nên nhìn qua vô cùng khủng bố. Như vậy đi, nể mặt ngươi là người thiên địa các, chỉ cần ngươi hầu hạ ta một lần, ta sẽ tạm thời tha mạng cho ngươi. Thần khí đàn cổ kia cũng giao cho ngươi, thế nào? Linh ma thượng nhân, trước khi cưỡng bức ta ngươi nên nhớ rõ ngươi là trưởng lão ngoại các, đồng thời còn là trưởng lão thiên cấp, ngươi dám bất kính với ta. Thiên địa các tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tinh mang trong mắt Tử Yên bắn ra, thánh khiết uy nghiêm khiến cho người ta không có cách nào xâm phạm. Thánh nữ thiên địa các a, thật đúng là thánh khiết, khiến cho người ta không dám xâm phạm. Nhìn Tử Yên, ánh mắt lão giả áo gai kia sững sờ, lập tức nở nụ cười dâm uế, nói. Ngươi cho rằng đây vẫn còn ở bên ngoài sao? Nếu như ở bên ngoài ta quả thực không dám động tới ngươi, chỉ tiếc đây là thiên chủng, cơ hồ tất cả đế giả cho tới bây giờ tiến vào còn chưa tiến ra. Đây là kiếp nạn của đế giả, đến lúc này cho dù là ai ta cũng không sợ. Thiên địa các cũng không ngoại lệ, hiện tại ta chỉ muốn hưởng thụ tư vị của thánh nữ thiên địa các một chút, cho dù sau đó chết cũng không phải hối hận nữa. Linh ma thượng nhân dùng ánh mắt tham lam quét qua người Tử Yên, đế giả triệu hoán, chỉ có vào mà không tiến ra. Đế giả không chạy thoát khỏi chuyện này, từ thời viễn cổ tới nay đều là như vậy. Đến thời điểm này linh ma thượng nhân cũng không cố kỵ thiên địa các nữa, nếu như có thể hưởng thụ tư vị thánh nữ thiên địa các quả thực có chết cũng đáng. Tử Yên nhìn ánh mắt dâm uế của linh ma thượng nhân, thân hình theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Loại tán tu khủng bố như linh ma thượng nhân, nàng thân là thánh nữ thiên địa các đương nhiên biết rõ vô cùng. Từ trong tư liệu của thiên địa các có thể nhận ra, người này đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện trên đại lục, thậm chí còn có người nói hắn đã vẫn lạc. Về phần có âm thầm xuất hiện qua hay không thì không có ai biết rõ. Người này dâm ô thành tính, háo sắc thành ma. Bởi vì hắn dâm ô không ít nữ đệ tử các sơn môn cho nên trước kia đã bị rất nhiều cường giả các sơn môn truy quét qua. Chỉ vì thực lực của linh ma thượng nhân quá mạnh mẽ, muốn đánh chết không phải dễ. Nên mặc dù có nhiều cường giả các sơn môn liên thủ, cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Vì kể từ lúc đó hắn đột nhiên biến mất, các sơn môn lớn cũng không truy đuổi nữa. Nếu như ở bên ngoài Tử Yên có thể tự tin linh ma thượng nhân này tuyệt đối không dám động tới nàng. Nhưng giờ ở trong thiên chủng này Tử Yên lại biết rõ, không ít đế giả sẽ không cố kỵ nữa, dù sao bọn họ cũng không ra ngoài được. Vào trong thiên chủng, những tán tu bình thường cố kỵ các hoàng tộc, các sơn môn lớn kia chỉ có cần đầy đủ thực lực tuyệt đối sẽ không lảng tránh nữa. Bởi vì dù sao chỉ có vào mà không có ra, còn không biết bản thân mình cuối cùng như thế nào. Cho nên dưới tình huống như vậy không ai còn cố ngại chuyện gì nữa. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ. Sống được ngày nào thì hay ngày đó. Ngươi sợ ta sao? Đừng sợ, ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Nhìn thấy Tử Yên lui về phía sau mấy bước, linh ma thượng nhân càng cười tà, chậm rãi tới gần Tử Yên. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử thánh khiết uy nghiêm giống như có thể nhìn xuyên hồn linh khải giáp. Làn da trên thân thể bay bổng này trắng nõn, mịn màng như ngọc. Linh ma thượng nhân, ngươi cho rằng mình có thể chiếm tiện nghi trong tay ta sao? Tử Yên lui về phía sau mấy bước,
nhìn thấy Linh Ma Thượng Nhân tiến tới, không ngờ nàng lại dừng lại, khí tức quanh thân phóng ra, ánh mắt tràn ngập hàn ý, ngày càng lạnh lẽo, thánh khiết. Thánh nữ thiên địa các tự nhiên bất phàm, hình như hiện tại ngươi đang bị thương, lại nói thực lực của ngươi còn quá thấp, ngươi tuyệt đối không chống lại ta. Ánh mắt Linh Ma Thượng Nhân nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và khóe miệng còn vết máu tươi của Tử Yên, dường như hắn đã tính trước, đồng thời cũng không có quá đặt Tử Yên vào trong mắt. Nhìn bộ dáng nữ tử băng thanh ngọc khiết trước mắt, trong lòng hắn lập tức cảm thấy nóng bỏng. Hắn đã nếm thử qua vô số nữ tử, trong đó còn có không ít nữ tử xinh đẹp, thế nhưng hắn còn chưa từng chạm vào người một nữ tử băng thanh ngọc khiết như thế này. Nữ tử trước mắt này so với thần khí còn hấp dẫn hắn hơn nhiều. Làm càn. Ánh mắt dâm uế của Linh Ma Thượng Nhân khiến cho khuôn mặt Tử Yên đỏ ửng. Trong lòng vô cùng tức giận, đôi mắt như bảo thạch trên dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập hàn ý. Linh lực quanh thân đột nhiên khởi động, dẫn động năng lượng thiên địa, chỉ một thoáng có khí tức mênh mông phóng lên trời. Cùng lúc một cơn lốc bằng năng lượng bàng bạc lấy thân thể Tử Yên làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Bàn tay ngọc chém ra, một chiếc sáo ngọc xuất hiện trong tay nàng, lưu quang quanh quẩn, có từng hình ảnh yêu thú, linh thú khắc trên đó. Ô, Tử Yên thổi sáo, trong sáo ngọc có từng âm thanh giống như xuyên thung tảng đá chui ra, tiếng sáo du dương. Lại giống như buồn bã tâm tình, như oán như khóc, thê lương từ xa xưa, tiếng sáo liên miên không dứt. Tiếng sáo quanh quẩn, mang theo từng đợt linh hồn công kích khủng bố, chỉ một thoáng tuôn về phía Linh Ma Thượng Nhân khiến cho gợn sóng kịch liệt cuồn cuộn, đồng thời còn tuôn ra bốn phương tám hướng. Dưới linh hồn lực bàng bạc, áp lực không gian nặng nề, linh hồn công kích này bao phủ Linh Ma Thượng Nhân, từng công kích liên miên giống như gợn sóng bắn tới. Công kích linh hồn thật mạnh. Đáng tiếc ta thân là linh giả, tu vi lại mạnh hơn ngươi quá nhiều, công kích linh hồn của ngươi còn chưa đạt tới tình trạng làm gì được ta. Đối mặt với công kích linh hồn của Tử Yên, khí tức quanh người Linh Ma Thượng Nhân phóng ra, tu vi linh đế tam trọng đỉnh phong hiển hiện. Cánh tay phất một cái, lập tức bố trí màn sáng phòng ngự trước người. Công kích linh hồn minh mông này tuy rằng cường hãn, thế nhưng lúc này lại không có cách nào động tới được Linh Ma Thượng Nhân. Thân ảnh gầy gò ở trong cơn lốc linh hồn không bị rung chuyển mảy may. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên lần nữa ngưng trọng, đôi mắt trầm xuống, linh hồn lực bàng bạc từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tiếng sáo đột nhiên biến đổi. Trên sáo ngọc có một đạo quang mang bắn ra, mang theo khí tức linh hồn bàng bạc biến ảo thành hư ảnh một đầu khổng tước màu tím khổng lồ trên không trung. Siêu. Tiếp đó, đầu khổng tước màu tím này xòe đuôi, cái đuôi lớn bao phủ không gian, giống như vật còn sống. Hai cánh chấn động mang theo tiếng xé gió, giống như lưu tinh hung hăng phóng về phía Linh Ma Thượng Nhân. Không hổ là thánh nữ thiên địa các, thật đúng là có chút bổn sự, chỉ tiếc còn chưa đủ. Ánh mắt Linh Ma Thượng Nhân trầm xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao quái dị, bí văn quanh quẩn. Hắn liền bổ một đao vào trên hư ảnh khổng tước màu tím kia. Hư ảnh khổng tước màu tím khổng lồ cũng không rằng có được bao lâu mà lập tức tán loạn. Thân thể cực lớn bỗng nhiên hóa thành mảnh vỡ. Hư ảnh khổng tước màu tím háo thành mảnh vỡ, sắc mặt Tử Yên lần nữa tái nhợt, thân thể mềm mại lảo đảo lui lại một bước. Siêu. Ngay sau đó trường bào trên người Linh Ma Thượng Nhân run lên, thân ảnh giống như sấm sét xuất hiện trước người Tử Yên. Miệng nở nụ cười dâm tà, khẽ phất tay một cái đánh ra một đạo trưởng ấn vào người Tử Yên. Phanh. Lúc này Tử Yên muốn tránh đi cũng đã không kịp nữa. Đạo trưởng ấn này lập tức rơi vào trên vai nàng. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên lúc này lại hiện lên sự quỷ dị. Một trưởng của Linh Ma Thượng Nhân đánh vào trên vai Tử Yên, lại cũng không xuất hiện cảnh tượng giống như Linh Ma Thượng Nhân suy nghĩ. Tử Yên sẽ lập tức bị đánh bay rồi trọng thương, mà ngược lại còn giống như không bị tổn hại một cọng tóc nào vậy. Một trưởng đánh vào trên khải giáp hộ thân của nàng khiến cho Linh Ma Thượng Nhân có cảm giác giống như bị điện giật. Lực lượng mạnh mẽ phản ngược lại, giống như muốn đem thân thể hắn phá hủy vậy. Hồn linh khải giáp thật mạnh. Linh Ma Thượng Nhân biến sắc, thân thể gầy gò đột nhiên được một kiện khải giáp hộ thân bao trùm, thân hình nhanh chóng lui lại. Siêu. Mà cùng lúc, Tử Yên khẽ phất tay, trong mi tâm có một đạo lưu quy nác lướt đi, trong nháy mắt phóng về phía Linh Ma Thượng Nhân. Linh Ma Thượng Nhân không kịp trở tay, toàn lực né tránh. Thế nhưng đạo lưu quang kia đã hung hăng đánh vào trên hồn linh khải giáp hộ thân của hắn. Phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hồn linh khải giáp trên thân thể Linh Ma không chống đỡ được bao lâu mà lập tức rạn nứt một mảng lớn.
bên trên xuất hiện vô số vết nứt rậm rạp, khiến cho hồn linh khải giáp sau khi chống đỡ được một đạo công kích của Tử Yên lập tức bị nghiền nát. Phụt, thân hình linh ma thượng nhân lảo đảo lui lại, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tử Yên vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoạn vải màu tím. Bên trên tràn ngập bí văn quanh quẩn, dẫn động tới năng lượng thiên địa. Từ khí tức phóng ra có thể thấy được đoạn vải màu tím này tuyệt đối đã đạt tới thần khí. Chính là thứ vừa rồi đánh trọng thương linh ma thượng nhân. Hừ, dám làm tổn thương ta, đáng tiếc ngươi còn quá non. Cùng một thời gian, sau lưng Tử Yên có một âm thanh tức giận vang lên. Linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân xuất hiện, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, bao phủ Tử Yên vào bên trong. Linh ma thượng nhân thân là linh đế tam trọng đỉnh phong, thực lực của bản thân cũng khủng bố vô cùng. Thân là tán tu mà có thể tu luyện tới linh đế tam trọng cũng đủ thấy được thiên phú hắn tuyệt đỉnh ra sao. Mà lúc này khí thế của đạo linh hồn công kích kia cũng khủng bố vô cùng. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, bị phá hủy thành hư không. Tử linh đoạn hồn lăng. Tử Yên phất tay, không ngừng vung vẩy đoạn vải màu tím trong tay, đem thân thể mềm mại bao phủ vào bên trong, chống lại công kích linh hồn của linh ma thượng nhân. Tử linh đoạn hồn lăng này không phải là linh khí bình thường. Đây chính là thứ mà tiền bối thiên địa các đạt được trong hư không bí cảnh. Uy năng cực kỳ mạnh mẽ, là tồn tại đỉnh cấp trong đám thần khí thượng cổ. Linh đế tam trọng cũng không phải là yếu. Nhưng vào lúc này có một đạo âm thanh du dương quanh quẩn trên không trung, khi âm thanh vừa dứt, đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trong công kích linh hồn. Thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện trong công kích linh hồn, đối mặt với công kích linh hồn khủng bố này lại không có biểu hiện gì. Thân ảnh chớp động mấy cái đã xẹt qua không gian xuất hiện trước mặt linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân, quanh thân có gợn sóng quỷ dị lan tràn, đồng hóa gợn sóng không gian. Trong lúc linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân còn chưa kịp có phản ứng thì trong lòng bàn tay của thân ảnh mặc áo bào xanh này có hấp thực cực lớn tuôn ra. Lập tức đem linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân bao phủ, trong nháy mắt thôn vệ linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân vào trong lòng bàn tay rồi biến mất không thấy. Cơn lốc linh hồn khủng bố vô cùng trong giây lát biến mất, không gian trở nên yên tĩnh. Một đạo thân ảnh xinh đẹp màu nâu không biết từ xuất hiện trên không trung từ bao giờ, nhìn một màn vừa rồi, trong đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc không thôi. Phụt! Mà trong giây lát này, trong miệng bản thể linh ma thượng nhân bỗng nhiên phun ra máu tươi. Linh hồn phân thân bị diệt, trong nháy mắt ngay cả cặn bã cũng không còn. Chuyện này cũng giống như hắn bị một kích nặng nề vậy. Là ngươi! Tử Yên thu hồi tử linh đoạn hồn lăng, đôi mắt xinh đẹp sững sờ, lập tức khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Nhìn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, vẻ ngưng trọng trong mắt vừa rồi biến mất sạch sẽ. Lục Lâm Thiên, ngũ hành đại đế Lục Lâm Thiên. Linh ma thượng nhân bị trọng thương sắc mặt trắng bệch, khi ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên càng thêm trắng bệch. Hắn không có một chút do dự nào xoay người rời đi. Có hung danh của ngũ hành đại đế Lục Lâm Thiên ở bên ngoài, hắn nào dám chống lại. Linh hồn phân thân vừa rồi bị hủy diệt cũng đã chứng minh thực lực khủng bố của Lục Lâm Thiên. Còn muốn đi, ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Hắn không ngờ sau hơn 10 ngày di chuyển trong này lại gặp người quen đầu tiên. Lại có một linh đế tam trọng đỉnh phong đưa tới cửa. Lúc này đúng là lúc mà Lục Lâm Thiên thiếu năng lượng đột phá, cho nên Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua người này. Dứt lời, Lục Lâm Thiên thúc giục lượng lượng thời gian, thân ảnh dùng tốc độ không biết nhanh hơn linh ma thượng nhân bao nhiêu lần, đồng thời phối hợp với lực lượng không gian, thân ảnh xẹt qua không gian xuất hiện trước người linh ma thượng nhân. Lục Lâm Thiên, chúng ta không cừu không oán, sao ngươi lại làm khó dễ cho ta? Ngươi đừng khinh người quá đáng, bằng không sẽ cá chết lưới rách. Linh ma thượng nhân nhìn Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước người, ánh mắt càng thêm kinh hãi. Đến lúc này hắn mới biết được, đồn đãi bên ngoài không phải là giả. Ngũ hành đại đế Lục Lâm Thiên này thậm chí so với truyền thuyết còn khủng bố hơn. Hắn có tu vi linh đế tam trọng đỉnh phong thế nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị áp chế. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà đã muốn cá chết lưới rách với ta sao? Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không để linh ma thượng nhân này vào trong mắt, thân ảnh lần nữa quỷ dị xuất hiện trước người linh ma thượng nhân. Lực lượng không gian áp chế khiến cho không gian quanh thân linh ma thượng nhân vặn vẹo, linh lực toàn thân bắt đầu đình trệ. Dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại,
coi như là linh ma thượng nhân ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Huống chi lúc này linh ma thượng nhân đã bị trọng thương, bị Lục Lâm Thiên dùng lực lượng thời gian và không gian áp chế, căn bản không có sức phản kháng. Muốn tự bạo hồn anh cũng không làm được. Tới đây, Lục Lâm Thiên phất tay, năm ngón tay cong lại thành chảo, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trong lòng bàn tay có một vòng xoáy năng lượng hiện lên, lực cắn nuốt lan tràn, đặt tay lê y đỉ y hát đầu của linh ma thượng nhân. Chảo ấn rơi xuống, hai mắt linh ma thượng nhân trống rỗng, kinh hãi không hiểu, tự dưng tim hắn đập nhanh hơn vài phần. A hát, trong giây lát ngắn ngủi, trong miệng linh ma thượng nhân vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Linh lực trong cơ thể đang giống như hồng thủy bị Lục Lâm Thiên thôn phệ vào trong tay, thân thể hắn cũng dần dần khô héo. Nhìn thấy cảnh này, Âm Minh và Tử Yên đều kinh ngạc, ánh mắt rung động, đồng thời dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không còn quan tâm tới việc âm dương linh vũ quyết lộ ra ngoài ánh sáng, khi còn ở trong linh vũ giới, nghĩa phụ Nam Thúc cũng đã bạo lộ âm dương linh vũ quyết. Có thực lực như hiện tại, hắn lộ ra âm dương linh vũ quyết không chỉ làm cho người ta kinh hãi, mà cũng khiến cho bọn họ không nảy sinh lòng tham. Huống chi ở trong thiên chủng, Lục Lâm Thiên cũng lười che giấu thứ gì. Trọn vẹn mấy thời thần sau, linh ma thượng nhân kia mới hoàn toàn hóa thành thây khô. Thi triển siêu linh thuật, Lục Lâm Thiên mới biết được một ít chuyện từ trong linh hồn hắn. Người này chính là một cường giả tán tu, thực lực quả thực cường hãn. Thế nhưng sau khi vào thiên chủng cũng gặp không ít nguy hiểm. Sau khi gặp Tử Yên thì mới nổi lên sắc tâm. Phù! Linh hỏa xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, thiêu đốt thi thể linh ma thượng nhân thành cho bụi. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt hồng nhuận, thôn phệ linh lực của một linh đế tam trọng đỉnh phong, linh lực trong đầu hắn đã no đủ tới tình trạng bành trướng. Nàng không sao chứ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua chung quanh, sau đó thân ảnh lập tức đi tới trước người Tử Yên. Lúc này trải qua mấy thời thần điều tức, phục dụng một đám đan dược cho nên Tử Yên đã khôi phục không ít. Trên mặt cũng bắt đầu hồng nhuận. Ta không sao. Tử Yên lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Xem ra ngươi lại cứu ta một lần. Có đôi khi đẹp cũng là một loại phiền phức, ai bảo nàng đẹp như vậy a? Lục Lâm Thiên trêu ghẹo Tử Yên, nhìn nữ tử tuyệt mỹ giống như trích tiên trước mặt hắn không khỏi cảm khái. Linh ma thượng nhân kia cũng bởi vì mỹ mạo của Tử Yên cho nên trong lòng mới sinh ra tà niệm. Kiều thê của ngươi đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành a. Tử Yên dịu dàng cười, nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc. Thủ đoạn quỷ dị vừa rồi của Lục Lâm Thiên có thể thôn phệ linh ma thượng nhân sạch sẽ. Thế nhưng lúc này nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao hỏi bí mật của người khác cũng không tốt lắm. Chúng ta xuất phát thôi. Âm Minh đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Âm khí trên người không ngừng lan tràn ra chung quanh. Tử Yên đã sớm dò xét qua Âm Minh, thế nhưng nàng lại không suy đoán ra được thân phận của Âm Minh. Đặc biệt là khí tức trên người Âm Minh khiến cho trong lòng nàng bất an. Nhìn thấy quan hệ của Lục Lâm Thiên và Âm Minh dường như không tệ cho nên nàng tò mò nhìn qua Lục Lâm Thiên, thầm suy đoán quan hệ giữa hai người này. Đợi ta một chút, ta cần điều tức một lát, sau đó lại lên đường. Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh nói. Được rồi, ta chờ ngươi. Âm Minh nhíu mày, không phản đối. Vậy thì đa tạ nàng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thoáng biến hóa, lập tức nói với Tử Yên. Có lẽ nàng cũng cần khôi phục một chút a. Đương nhiên. Tử Yên gật đầu, cảm nhận khí tức trên người Âm Minh, nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Âm Minh. Cỗ khí tức kia khiến cho nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy bất an. Nàng cũng cần có thời gian luyện hóa thiên hồn nhiếp hồn cầm vừa mới thu được. Có thủ đoạn mạnh hơn nữa thì nàng mới có thể ứng phó với nguy hiểm trong thiên chủng này. Đi theo ta. Lục Lâm Thiên gật đầu, mang theo thân ảnh Tử Yên đi về phía trước. Sau khi tìm được một sơn động, bố trí một đạo cấm chế, Lục Lâm Thiên mở ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, cùng với hai người Tử Yên tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Âm Minh thân là linh hồn thể, cũng kiêng kỵ Tử Kim Huyền Lôi. Cho nên nàng ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh thì Lục Lâm Thiên mới có thể yên tâm. Người nọ là ai? Dường như ngươi cũng không tin nàng lắm. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Yên hỏi Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên cảnh giác, nàng cũng không khó suy đoán ra nữ tử âm khí nặng nề kia dường như không được Lục Lâm Thiên tín nhiệm quá. Lục Lâm Thiên không có giấu giếm mà nói ra lai lịch đại khái của Âm Minh. Không ngờ trong thiên chủng còn có tồn tại bực này.
Sau khi biết được thân phận cùng lai lịch của Âm Minh, trong mắt Tử Yên tràn ngập vẻ rung động. Rốt cuộc nàng cũng biết vì sao khí tức trên người nữ tử tuyệt mỹ kia khiến cho nàng cảm thấy bất an. Thì ra là tàn hồn và sát khí ngưng tụ thành thân thể linh vật nửa trời sinh. Ta cần bế quan một hồi, nàng cũng cần có thời gian khôi phục hoàn toàn, trước tiên cứ điều tức đi. Lục Lâm Thiên nói với Tử Yên. Trong thiên chủng này mà ngươi còn bế quan, có phải có chuyện gì không ổn hay không? Tử Yên nghi ngờ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không sao, nàng cứ đi theo ta là được. Lục Lâm Thiên cười cười, gọi ra thiên trụ giới, tiếp đó dưới hai mắt khiếp sợ của Tử Yên mà đi tới thiên trụ giới. Để cho Tử Yên yên tâm điều tức trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, sau đó thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trong tầng thứ tư, khoanh chân ngồi xuống, kết xuất thủ ấn, chậm rãi tu luyện. Linh lực thôn phệ của Linh Ma Thượng Nhân Linh Đế Tam Trọng Đỉnh Phong khiến cho linh lực trong đầu hắn bành trướng, số linh lực này cũng đang đợi luyện hóa. Nếu không phải bởi vì thôn phệ linh lực cực kỳ khổng lồ thì Lục Lâm Thiên cũng không lựa chọn lập tức luyện hóa. Linh lực của Linh Đế Tam Trọng Đỉnh Phong như Linh Ma Thượng Nhân kia có chút vượt quá khả năng chịu đựng của hắn lúc này. Linh lực bàng bạc được thôn phệ trong cơ thể, dưới sự vận chuyển của Âm Dương Linh Vũ Quyết, lập tức có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên. Một lát sau Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân được một vòng quang mang nhàn nhạt, trong suốt bao phủ. Khí tức chậm rãi tăng lên. Trên phương diện linh giả, sau khi thôn phệ một ít linh đế của Thiên Địa Minh, Lục Lâm Thiên đã dừng lại ở tu vi linh đế nhất trọng hậu kỳ. Từ lúc đó hắn cũng không thôn phệ linh lực và năng lượng khác, cho nên tu vi linh giả mấy năm này không có một chút tiến bộ nào. Nếu tăng thêm thời gian trong thiên trụ giới có thể nói là mấy chục năm chưa có đột phá. Giờ phút này Lục Lâm Thiên luyện hóa linh lực thôn phệ trong cơ thể, khí tức lập tức từ từ tăng lên. Trong đầu Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng quay xung quanh tiểu hồn anh, theo Lục Lâm Thiên luyện hóa, năng lượng linh hồn bàng bạc tiến vào không gian trong đầu, kim đao màu vàng cũng bắt đầu cắn nuốt một ít năng lượng thu vào trong thân đoa. Trên kim đao màu vàng bắt đầu lan tràn ra quang mang màu vàng, bắt đầu thôn phệ năng lượng linh hồn giống như một cái động không đáy. Đối với kim đao màu vàng, Lục Lâm Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Vốn hắn cho rằng sau khi mình tới đế giả, dù gì cũng có thể rung động kim đao màu vàng một chút. Thế nhưng sau khi Lục Lâm Thiên tới đế giả, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Kim đao màu vàng này ở trong không gian linh hồn của hắn giống như bàn thạch không thể dung chuyển. Đến cấp độ đế giả hắn cũng không thể làm dung chuyển được nó. Kim đao màu vàng quỷ dị này từ khi tiến vào trong đầu hắn luôn cắn nuốt linh hồn lực của hắn. Cho tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục, dường như không đủ, vô cùng thần bí, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên nghĩ mãi mà không thông. Lục Lâm Thiên chỉ biết, tốc độ thôn phệ linh hồn lực của kim đao màu vàng này với hắn cực kỳ chậm, cũng không động tới linh hồn của hắn, cũng không khiến cho linh hồn hắn giảm bớt và làm tổn thương linh hồn hắn. Trái lại, bởi vì kim đao màu vàng thôn phệ linh hồn lực mà khiến cho linh hồn lực của hắn càng lâu dài càng khiến cho linh hồn hắn thu được chỗ tốt cực lớn. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên mặc kệ kim đao màu vàng, dù sao kim đao màu vàng này trước mắt đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có hại. Đặc biệt là phương diện công kích linh hồn, cho dù công kích linh hồn cường hãn như thế nào thì hắn cũng có thể ở thế bất bại. Tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Lâm Thiên rất nhanh, tu vi tăng vọt cực kỳ nhanh chóng. Loại tốc độ này nhanh tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu là linh lực mà hắn thôn phệ vào trong cơ thể chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực của chính Lục Lâm Thiên. Tốc độ này quả thực có chút dọa người. Linh lực của Linh Đế Tam Trọng Đỉnh Phong đối với Lục Lâm Thiên mà nói tuyệt đối là vật đại bổ, cũng làm cho Lục Lâm Thiên có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đương nhiên, tốc độ tiến bộ tu vi của Lục Lâm Thiên cũng có một chút chậm chạp. Dù sao cũng đã tới Linh Đế, tốc độ đột phá tu vi không có cảm giác tăng vọt như trước. Thế nhưng nếu như lúc này có cường giả bên người Lục Lâm Thiên, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại quả thực giống như đang bay vậy. Ầm ầm. Trong sơn mạch liên miên, âm thanh bạo liệt ầm ầm vang vọng, từng ngọn núi bị phá hủy, sụp đổ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ngoài một ngọn núi. Trên người có thổ hoàng khí lan tràn ra, đúng là người của Thác Bạt gia tộc. Vốn Thác Bạt gia tộc đi vào trong này có 5 người. Thế nhưng lúc này chỉ còn có 4 người. Thác Bạc Chiêu cùng với một lão giả đơn bạc đều ở bên trong. Ngoài ra còn có Thác Bạc Thanh Vũ cùng với một lão giả có khí tức rất mạnh.
Đây chính là lão giả tuổi chừng 70, tu vi vũ đế tam trọng, người này đã từng giao thủ qua với Tiểu Long. Rốt cuộc cũng thoát khốn, đa tạ hậu điền lão tổ trợ giúp. Ngoài ngọn núi, Thác Bạt Thanh Vũ vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, xem ra vừa rồi hắn đã gặp hiểm cảnh vô cùng lớn. Thanh Vũ, khắp nơi trong thiên trùng đều có nguy hiểm trùng trùng, đặc biệt là con chính là mấu chốt lần này, nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão giả đơn bạc nhìn Thác Bạt Thanh Vũ nói. Vâng, hậu điền lão tổ. Thác Bạt Thanh Vũ cung kính gật đầu, trước mặt lão giả đơn bạc này hắn vô cùng cung kính. Còn có Thác Bạt Lam không biết đang ở nơi nào, chúng ta tìm nó trước rồi nói sau. Lão giả đơn bạc gật đầu rồi nói. Hậu điền lão tổ, lần này chúng ta có cơ hội hay không? Dù sao nhóm người lão tổ khi trước đều thất bại a. Ánh mắt Thác Bạt Chiêu ngưng trọng. Lão giả gọi là hậu điền lão tổ lơ lửng trên không trung, ánh mắt thâm thúy vô cùng, nói. Hiện tại ai cũng không biết, hy vọng có thể thành công. Có lẽ chúng ta nên sớm đối phó với Lục Lâm Thiên kia, không ngờ trên người Lục Lâm Thiên thực sự có vô tự thiên thư. Nếu như chúng ta có vô tự thiên thư, nói không chừng nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Thác Bạt Thanh Vũ nói với hậu điền lão tổ, nói tới Lục Lâm Thiên, trong mắt hắn hiện lên hàn ý. Hoàng tộc chúng ta không có cách nào nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Cho dù là ai cũng không dám. Hậu điền lão tổ nói. Hậu điền lão tổ, nếu như ở trong thiên chủng chúng ta động thủ thì sao? Có lẽ không có vấn đề gì à? Thác Bạt Chiêu nhớ tới sỉ nhục ngày đó, trong lòng còn giận dữ không thôi. Lục Lâm Thiên khống chế thuộc tính kim, rất khó đối phó. Lại có quan hệ với cửu vĩ yêu hồ, độc cô gia tộc, bắc cung gia tộc, thanh long hoàng tộc. Huyền Vũ Hoàng tộc, Chu Tước Hoàng tộc, còn có Vân Dương Tông và những sơn môn khác nữa. Ánh mắt hậu điền lão tổ có chút lạnh lẽo, nếu như không phải lúc trước cố kỵ các đại hoàng tộc. Thì làm sao hắn có thể tha thứ cho người dám làm càn trước mặt Thác Bạt hoàng tộc cơ chứ? Nếu như trong thiên chủng này gặp được Lục Lâm Thiên thì chúng ta có thể giải quyết một chút. Cũng giảm bớt oán khí trong lòng. Một lão giả khác trầm giọng nói, khí tức trên người tuy rằng không cường hãn bằng hậu điền lão tổ kia. Thế nhưng tuyệt đối là cường giả bài danh thứ hai trong Thác Bạt hoàng tộc. Tu vi của hắn tuyệt đối không dưới đám người độc cô hồn long và bắc cung tinh mộc. Sau khi gặp hắn rồi nói sau, thái cổ U Minh Viêm cũng không phải vật phàm, đồn rằng từ thời viễn cổ, ngay cả lão tổ của công tôn gia tộc cũng không làm gì được nó. Nếu như có thể có được thái cổ U Minh Viêm cũng không tệ. Ánh mắt hậu điền lão tổ chớp động, thế lực sau lưng Lục Lâm Thiên tuy rằng thực lực bất phàm. Thế nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Thời gian từ từ trôi qua, trong tầng thứ tư thiên trụ giới, có thời gian chênh lệch gấp 40 lần, chỉ chớp mắt đã trôi qua vài tháng. Trong không gian của tầng thứ tư đột nhiên chập trùng, trên không trung bắt đầu có năng lượng thiên địa hội tụ. Phô thiên cái địa tiến vào người Lục Lâm Thiên đang ngồi xếp bằng, xuyên qua đạo quang cháo màu trắng quanh thân hắn. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên chẳng biết từ khi nào đã đạt tới mức tận cùng của linh đế nhất trọng đỉnh phong. Lúc này thân thể hắn giống như một cái động không đáy, tùy ý để cho năng lượng thiên địa trong không gian tiến vào thân thể. Khí tức đang nhanh chóng kéo lên, quanh thân phát ra âm thanh trầm thấp. Linh lực khổng lồ được Lục Lâm Thiên thôn phệ vào trong đầu lúc này trải qua sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết đã hóa thành linh lực tinh thuần. Linh lực giống như một cơn lũ tràn vào không gian trong đầu. Đồng thời năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào, hóa thành linh lực tinh thuần dung nhập vào một chỗ. Năng lượng cứ như vậy rót vào, linh lực tiến vào không gian trong đầu. Quang cháo quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng nồng nặc. Mà khí thế trên người Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng bay lên, dễ dàng đột phá linh đế nhất trọng, nhanh chóng tiến bước tới linh đế nhị trọng. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên đột phá, năng lượng thiên địa rót vào, bên trong có năng lượng tăng cường linh hồn lực. Kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên cũng đẩy nhanh tốc độ thôn phệ. Đột phá linh đế nhị trọng, linh lực do Lục Lâm Thiên thôn phệ linh đế tam trọng đỉnh phong trong người vẫn còn hơn một nửa còn chưa luyện hóa. Bởi vậy sau khi đột phá linh đế nhị trọng, khí tức hắn kéo lên không có ý định dừng lại. Linh lực bị thôn phệ trong đầu được dẫn dắt, dùng tốc độ nhanh chóng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa. Nhanh chóng hóa thành linh lực tinh thuần tiến vào không gian trong đầu, khiến cho Lục Lâm Thiên tiếp tục điên cuồng tăng lên. Siêu siêu. Khí tức điên cuồng kéo lên, linh lực nhanh chóng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa.
năng lượng thiên địa chung quanh dũng mãnh tiến vào trong người Lục Lâm Thiên. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên sau khi đến linh đế nhị trọng trung kỳ, linh lực bị thôn phệ vào trong cơ thể đã bị luyện hóa hết mới bắt đầu dần ổn định trở lại. Phù. Mãi một lúc lâu sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Linh đế nhị trọng. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Tu vi linh lực của hắn đã lâu không có đột phá, sau khi thôn phệ linh ma thượng nhân đã khiến cho hắn đạt được chỗ tốt khổng lồ. Linh hồn lực và linh lực đều tăng lên không ít, đại hồn anh cũng mạnh mẽ hơn, gián tiếp đạt được chỗ tốt. Không biết có phản ứng hay không? Lục Lâm Thiên lập tức thăm dò kim đao màu vàng trong đầu, muốn thử xem hiện tại có thể rung động kim đao màu vàng hay không. Nhưng sau khi thăm dò, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lục Lâm Thiên cũng không thất vọng, dù sao hắn cũng chỉ ôm thái độ thử một chút mà thôi, hắn cũng đã sớm mặc kệ kim đao màu vàng này rồi. Trong thiên trùng nguy hiểm trùng điệp, phải cố gắng tăng cường thực lực. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu thì thào nói, mừng rỡ ngắn ngủi sau khi đột phá linh đế nhị trọng, trong lòng Lục Lâm Thiên lần nữa ngưng trọng. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại trong thiên trùng dường như còn xa không đủ. Nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào trong thiên trùng, trong đó có lẽ còn có cường giả có thực lực khiến cho người ta ghen ghét, thậm chí có lão tổ của các đại hoàng tộc tiến vào trong này mà không ra được. Hắn cũng không biết sau đại cơ duyên kia còn có hung hiểm nào hay không. Suy nghĩ một hồi, thân ảnh Lục Lâm Thiên rời khỏi tầng thứ tư thiên trụ giới, lặng lẽ không một tiếng động tới tầng thứ nhất. Tử Yên khoanh chân ngồi, lúc này nàng đã thu hồi kiện khải giáp phong cách cổ xưa kia. Người mặc cẩm bào màu tím, mái tóc đen nhánh buộc lại sau đầu, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo động lòng người. Cảm nhận khí tức mơ hồ chấn động, Tử Yên lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt giống như ngọc thạch. Tử Yên khác với tất cả nữ nhân của Lục Lâm Thiên, ánh mắt như nước khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy thất hồn lạc phách. Mà lúc này ánh mắt như nước của Tử Yên nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, nói. Ta cảm nhận khí tức tu vi của ngươi dường như có chút bất đồng. Chẳng lẽ ngươi lại đột phá sao? Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Có một ít đột phá. Hít. Tử Yên hít sâu một chút. Đến cấp độ dế giả, đột phá một trọng cũng vô vàn khó khăn. Làm gì có chuyện đột phá một ít? Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đột phá chẳng lẽ có liên quan tới linh ma thượng nhân? Nhìn Lục Lâm Thiên trong thời gian ngắn đột phá, tăng thêm tận mắt nhìn Lục Lâm Thiên thôn phệ linh ma thượng nhân, trong lúc mơ hồ Tử Yên cũng có thể suy đoán được một ít chuyện. Xem như có chút quan hệ đi. Lục Lâm Thiên nói nước đôi, hắn cũng không có ý định nói rõ ràng mà nhìn Tử Yên nói. Đối với chuyện đế giả triệu hoán và thiên chủng nàng biết được bao nhiêu? Cái này. Tử Yên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng hiện lên sự do dự. Chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, thiên địa các luôn khống chế tin tức của toàn bộ đại lục. Có lẽ thiên địa các sẽ có tin tức nhiều hơn về thiên chủng, nhìn vẻ mặt của Tử Yên, xem ra mọi chuyện giống như suy đoán của hắn. Được rồi, cũng không phải là không thể nói cho ngươi biết. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt như ngọc thạch trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Yên biến ảo, một lát sau, trong mắt tràn ngập sự phức tạp, nàng khẽ than một tiếng. Sự tồn tại của thiên chủng, người ở bên ngoài hơn phân nửa đều cho rằng là họa phúc cùng tồn tại. Mà người hoàng tộc hơn phân nửa lại coi là đại họa, muốn tránh thoát khỏi chuyện này. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, ngưng một lát rồi nói. Hoàng tộc và người bên ngoài đều đúng. Đây là đại họa, cũng là đại cơ duyên. Nếu như có người có thể đạt được cơ duyên cuối cùng này. Ban đầu ở trong phi linh môn, lúc ngươi đại hôn ta đã từng nói với ngươi những điều này. Ta muốn biết một ít thứ khác về thiên chủng mà chỉ có thiên địa các biết rõ. Chính là những chuyện mà người khác không biết rõ. Nhìn Tử Yên, những chuyện này trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ. Tử Yên lặng lặng đứng một lúc, lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Từ thời viễn cổ tới nay, một trong những mục tiêu của thánh tử và thánh nữ của thiên địa các chính là thiên chủng. Theo tiền bối thiên địa các nói, nếu như có thể đạt được cơ duyên lớn nhất trong thiên chủng, về sau có thể chính thức ngao du thiên địa. Chỉ là muốn đạt được đại cơ duyên này cũng cần một điều kiện. Điều kiện gì? Hai mắt Lục Lâm Thiên lập tức sáng ngời. Phải có thiên phú mạnh nhất, nghị lực, còn.
Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên. Còn có cái gì? Nghe vậy trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ động, chuyện này đối với Lục Lâm Thiên mà nói có không ít lực hấp dẫn. Còn có đại cơ duyên. Tử Yên không giấu giếm một chút gì, nói. Tiền bối thiên địa các có nhắn lại, đại cơ duyên này có quan hệ cực lớn với vô tự thiên thư. Thu thập 9 bản vô tự thiên thư chính là mấu chốt. Lại là vô tự thiên thư. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, chậm rãi hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Thiên địa các chẳng lẽ cũng không biết tung tích của 9 bản vô tự thiên thư sao? Tuy rằng là hỏi như thế, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, ít nhất trên người hắn có 3 bản vô tự thiên thư. Lục Lâm Thiên khẳng định thiên địa các không có khả năng biết rõ. Nếu như biết rõ thì quả thực là gặp quỷ. Hắn chưa từng nói ra bên ngoài, mà chỉ có 2 bản vô tự thiên thư trong tay Linh Vũ giới đã lộ diện mà thôi. Lục Lâm Thiên hỏi như vậy kỳ thực cũng chỉ muốn biết tung tích của 4 bản vô tự thiên thư còn lại mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có 4 bản vô tự thiên thư còn lại là không có tung tích. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, hàm răng khẽ mở, nói. Trong tư liệu của thiên địa các, trong Bắc Cung gia tộc có 1 bản vô tự thiên thư. Còn thiên địa các ta cũng có 1 bản vô tự thiên thư. Những thứ khác chúng ta không biết được. 7 bản. Dường như đối với chuyện trong tay thiên địa các và Bắc Cung hoàng tộc có vô tự thiên thư Lục Lâm Thiên không cảm thấy kỳ quái. Dùng thực lực, nội tình của Bắc Cung hoàng tộc và thiên địa các, có 1 bản vô tự thiên thư cũng không phải có gì là kỳ quái. Tử Yên dịu dàng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vốn trong tay người có 1 bản, theo thiên địa các ta suy đoán trong tay Linh Vũ giới cũng có 1 bản. Hiện tại đã biết rõ tung tích của 4 bản vô tự thiên thư. Còn lại tung tích của 5 bản vẫn không rõ. Lục Lâm Thiên không nói thêm gì, bây giờ hắn đã biết rõ tung tích của 7 bản vô tự thiên thư. Cũng chỉ có tung tích của 2 bản cuối cùng là hắn không biết. Lục Lâm Thiên suy tư, Tử Yên do dự một lát rồi nói. Tục truyền nói, trong tay cường giả Địa Viêm đảo có tin tức vô tự thiên thư. Chỉ là sau một đêm Địa Viêm đảo bị diệt, mà ngay đế giả cũng biến mất. Vậy thiên địa các có biết Địa Viêm đảo bị thế lực nào tiêu diệt hay không? Tin tức về Địa Viêm đảo khiến cho ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, lúc trước trong vòng một đêm Địa Viêm đảo bị san bằng thành bình địa. Không còn bất kỳ cường giả nào đã khiến cho cả đại lục cuộn sóng. Có người suy đoán, Địa Viêm đảo mạo phạm thiên đế đại nhân cho nên mới bị thiên đế tiêu diệt. Trừ thiên đế ra, thế lực có đủ thực lực tiêu diệt Địa Viêm đảo cũng chỉ có thể là hoàng tộc mà thôi. Thế nhưng muốn một đêm, vô thanh vô tức tiêu diệt Địa Viêm đảo thì hoàng tộc cũng tuyệt đối không làm được. Lúc này nghe thấy lời nói của Tử Yên, trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, có lẽ Địa Viêm đảo này không phải bị thiên đế tiêu diệt, có lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư. Không biết, việc này thiên địa các ta không có bất kỳ một tin tức gì. Không biết là ai trong vòng một đêm có thể vô thanh vô tức tiêu diệt Địa Viêm đảo trên Đông Hải. Tử Yên khẽ than, đột nhiên đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, dường như nhớ tới thứ gì đó, nói. Đúng rồi, có một chút manh mối. Nghe nói lúc ấy vừa vặn có yêu thú trong nước nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trên Địa Viêm đảo. Cảnh tượng quỷ dị gì? Lục Lâm Thiên có chút hứng thú hỏi, huống chi chuyện này còn liên quan tới vô tự thiên thư, cho nên hắn lập tức hỏi Tử Yên.